Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 1921, gặp gỡ, thân phận, Thanh Nguyệt Tông Linh thuyền rừng sát ở Giao Long ngoài thành một mảnh cự đất trống lớn thượng. Nếu như Thanh Nguyệt Tông trưởng lão cùng đệ tử đồng thời tiến vào Giao Long thành, e sợ sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu, để một đám trưởng lão cùng đệ tử ở lại Giao Long ngoài thành, hẳn là cũng sẽ không có người trắng trợn dám đối với Thanh Nguyệt Tông động thủ, Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển mỗi cái tông môn chỉ có thể đề cử 5 người tham gia, trước đó Thanh Nguyệt Tông một người khác lão tổ hai cái cháu trai yếu tham gia, bây giờ tên kia lão tổ đã bị chết, tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển theo thứ tự là Diệp Thần Phong, Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn. Cuối cùng lại bù đắp một tên gọi là Tôn Tiểu Hàm nữ đệ tử đi vào, tên nữ đệ tử này thực lực tại Niết Bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ. Tiết huyền tình căn dặn ở lại bên ngoài trưởng lão cùng đệ tử không nên gây chuyện sau đó người, triệu bá cùng lý bá liền dẫn Diệp Thần Phong đám người đi vào Giao Long Thành. Tại vừa vặn bước vào Giao Long Thành thời điểm, một tên dáng dấp khá là uy nghiêm đàn ông trung niên đi lên, cười nói tiết tông chủ, hoan nghênh, hoan nghênh a hát. Các ngươi vào nơi ở, ta đã khiến người ta sắp xếp xong xuôi. Tiết huyền tình gật gật đầu, ngữ khí vẫn là nhất quán lạnh lẽo cảm tạ vương thành chủ. Tên này đàn ông trung niên chính là Giao Long Thành Thành Chủ Vương Lập Nguyên, thực lực tại linh thần cảnh tầng 2 sơ kỳ. Tại toàn bộ Linh Châu có ba đại tông môn, theo thứ tự là Thông Thiên Kiếm Tông, Tuyệt Mệnh Cốc cùng Thanh Nguyệt Tông. Thanh Nguyệt Tông lấy tư cách Linh Châu một nhóm thế lực, lấy tư cách Giao Long Thành Thành Chủ Vương Lập Nguyên, hắn đương nhiên muốn đích thân ra nghênh tiếp được rồi. Vương Lập Nguyên hẳn là gặp Tiết Huyển Tình, cho nên hắn thái độ đối với Tiết Huyển Tình không có một chút nào không thích. Bây giờ cách thiên thành kim ra bị diệt sự tình, xem đến còn không có chuyển tới giao long thành đến, bằng không này vương lập nguyên hẳn là liền sẽ không như thế nhiệt tình. Dù sao khoảng thời gian này giao long thành đô tại chuẩn bị thiên huyền thịnh điển sự tình, đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra cơ hồ là chẳng quan tâm. Đứng sau lưng thiết huyền tình diệp thần phong, hắn tại bước vào giao long thành trong nháy mắt, lông mày của hắn lập tức nhíu chặt lên. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn, dĩ nhiên tự chủ vận chuyển, nhất cổ khổng lồ long uy mơ hồ muốn từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài rồi. Diệp thần phong cắn chặt hàm răng, đột nhiên đem long tộc tộc trưởng dấu ấn chế trụ rồi, nếu như từ trên người hắn tỏa ra long uy đến, e sợ sẽ trực tiếp đưa tới sát sinh tai họa, đến lúc đó tiết huyền tình mấy người cũng hội liên đới gặp xui xẻo. Tại đem long tộc tộc trưởng dấu ấn hoàn toàn áp chế sau đó Diệp Thần Phong trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm bất quá, trong lòng của hắn ngược lại là so sánh vui sướng, nếu tại bước vào giao long thành trong nháy mắt, long tộc tộc trưởng dấu ấn liền có phản ứng, như vậy cái kia trong truyền thuyết giao long, hay là hẳn là liền bị trấn áp ở nơi này. Ân công, phải đi, tôn tiểu hàm đầy một cái diệp thần phong cánh tay. Tôn tiểu hàm trước đó cũng là chúng rồi huyết khô xương vỡ, người ngược lại là một cái phi thường dễ dàng xấu hổ tiểu cô nương, dáng dấp chỉ là lớn lên bình thường lần này có thể tại thời khắc sống còn bù tiến tới tham gia thiên huyền thịnh biển. Trong lòng nàng vẫn là vô cùng cao hứng. Được tôn tiểu hàm như vậy vừa nhắc nhở, Diệp thần phong mới phục hồi tinh thần lại, hắn nói một tiếng cảm ơn sau đó hắn tiếp tục đi về phía trước rồi. Dương Hạo Thiên ôm lấy Diệp Thần Phong vai, nói ra, Thần Phong, người nghĩ gì thế? Lần này chúng ta nhất định phải làm cho Thanh Nguyệt Tông trên trời huyền thịnh biển bên trong rực rỡ hào quang. Dương Hạo Thiên tiếp tục nói, chúng ta thanh nguyệt tông đối thủ, chỉ có thông thiên kiếm tông cùng tuyệt mệnh cốc. Lần này tại Linh Châu sẽ chọn ra ba cái tông môn đi tham gia huyền châu thiên huyền thịnh điển, chúng ta thanh nguyệt tông cũng là ba đại tông môn một trong. Bất kể nói thế nào lấy thực lực của chúng ta, đi tham gia huyền châu thiên huyền thịnh điển. Đây cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Diệp thần phong trong lòng một mực đang suy tư giao long sự tình, hắn chỉ là hướng Dương Hạo Thiên tùy ý cười cười. Rất nhanh, Vương Lập Nguyên liền mang theo tiết huyền tình đám người, đi tới một tòa cực kỳ to lớn trang viên trước. Tại trong trang viên có hơn trăm căn rộng rãi sân, lần này tới tham gia thiên huyền thịnh điển tông môn, hẳn là toàn bộ sắp xếp ở nơi này đặt chân nghỉ ngơi. Tại đem tiết huyền tình đám người sắp xếp tiến một chỗ độc đáo sân sau, thành chủ Vương Lập Nguyên liền cáo từ rồi, hắn cũng để một câu. Trung Châu đến đây đốc xúc Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển Sứ Giả cũng đã tới. Tại Vương Lập Nguyên đi rồi sau đó Diệp Thần Phong không kịp chờ đợi muốn cảm ứng một cái giao long vị trí rồi. Hắn đối với Tiết Huyền Tình, nói ra, Uyển Tình, ta đi ngoài trang viên mặt hóng mát một chút. Tiết Huyền Tình cũng đã thành thói quen Diệp Thần Phong đối với nàng danh xưng này rồi. Người đang muốn gật đầu đồng ý, nhưng Diệp Thần Phong đã rời đi sân rồi. Diệp Thần Phong một đường đi tới ngoài trang viên mặt. Hắn cực kỳ cẩn thận để sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn chậm rãi vận chuyển tận lực không để cho mình trong cơ thể tràn ra long khí tức đến. Nhắm mắt lại, cẩn thận bắt đầu cảm ứng lên cái kia trong truyền thuyết giao long vị trí rồi. Mà ở diệp thần phong đám người được an bài vào trang vườn thời điểm. Tuyết Nguyệt Cốc cùng hắc Ma Tông Linh Thuyền cũng vừa hay một trước một sau đã tới giao long ngoài thành. Tuyết Nguyệt Cốc cùng hắc Ma Tông cũng không coi vào đâu đại tông môn, cho nên giao long thành thành chủ cũng không hề tự mình đến nghênh tiếp mà là phái một tên hóa thần cảnh trưởng lão đến an bài. Tuyết Nguyệt Cốc Tô Nguyệt, Tô Băng Vân cùng Hắc Ma Tông Ma Đế Huyết Thiên đám người gặp gỡ sau đó bọn hắn đều lẫn nhau mắt lạnh tương đối, bọn hắn cũng biết nơi này cũng không phải gây chuyện địa phương, bọn hắn chỉ có thể đem đã từng ân oán tạm thời áp chế. Tại đi tới trang viên trước sau, tên kia giao long thành trưởng lão cũng không hề tự mình mang Tuyết Nguyệt Cốc cùng Hắc Ma Tông người tiến vào, mà là trực tiếp cho bọn họ báo một con số bởi vì bên trong trang viên mỗi một nhà sân thượng đều biên số thứ tự, nói cho Tuyết Nguyệt Cốc cùng Hắc Ma Tông một con số, bọn hắn dĩ nhiên là có thể tìm được chính mình trang viên rồi. Ở đằng kia tên Giao Long thành trưởng lão sau khi rời đi, Hắc Ma Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc trong lòng người đều có một ít tức giận, nhưng ngược lại lại bình thường trở lại, ai để cho bọn họ không phải đại tông môn đây này. Dẫn dắt Hắc Ma Tông chính là là một gã trên người ma khí uy nghiêm đáng sợ đàn ông trung niên, Hắn chính là Hắc Ma Tông tông chủ quý dòng sóng lớn, mà ma đế huyết thiên cùng bốn đại ma tướng, bọn hắn chỉ có thể đi ở Hắc Ma Tông đám người cuối cùng. Dẫn dắt Tuyết Nguyệt Cốc chính là một cái dáng dấp tú lệ nữ nhân, người chính là Tuyết Nguyệt Cốc tông chủ Lâm An Tuyết, Trương Nhớ Mai, Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đi sát Lâm An Tuyết sau lưng. Đứng ở trang viên trước Diệp Thần Phong, hắn vừa vặn nghiêng thân thể, Hắc Ma Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc người không nhìn thấy tướng mạo của hắn. Diệp Thần Phong tại cảm giác được có người đi sau đó đi tới, hắn lập tức lại chế trụ phía sau lưng Long tộc tộc trưởng dấu ấn, thông qua vừa vận cảm ứng, hắn căn bản dò xét không tra được cái kia con dao Long vị trí, thật giống được lực lượng nào đó cho ngăn trở rồi. Diệp Thần Phong tùy ý xoay người, hướng mặt trước liếc mắt nhìn, sau đó, hắn liền hơi sững sờ, bởi vì hắn ở trong đám người dĩ nhiên nhìn thấy Tô Nguyệt, Tô Băng Vân cùng Ma Đế Huyết Thiên đám người đồng dạng tô băng vân cùng ma đế huyết thiên cũng trong nháy mắt sững sở rồi. Ma đế huyết thiên trên mặt lập tức hiện lên nụ cười dữ tợn, hắn không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp phải Diệp Thần Phong, hắn trong lúc nhất thời tâm tình hơi không khống chế được rồi, hắn trực tiếp đi qua, đã vượt qua phía trước hắc ma tông tông chủ, hắn không nhịn được quát lên, Diệp Thần Phong, có khỏe hay không chứ? Ta nhưng nghe nói người gia nhập Phượng Hoàng Tông hủy diệt rồi, ngươi là làm sao trà trộn tới nơi này? Trong khi nói chuyện, mà đế huyết thiên bên trong thân thể thật khí thế đã tại tăng lên rồi, hắn hiển nhiên là phải ở chỗ này động thủ. Bốn đại ma tướng cũng đi sát ma đế huyết thiên phía sau. Tô Nguyệt nói ra, ta liền biết hắn không có việc gì. Tô Băng Vân còn mắt chăm chú như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Chính lúc thời điểm này, Tiết Huyền Tình cùng Dương Hạo Thiên mấy người cũng từ trong trang viên chạy ra, Tiết Huyền Tình nhìn xem phía trước mặt tư thế người hỏi, ngươi lại gây sự. Tuyết Nguyệt Cốc Tông chủ Lâm An Tuyết, người tại phát hiện Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân biến hóa sau đó trên mặt nàng tràn đầy sự khó hiểu, Trương Nhớ Mai lập tức giải thích, Tông chủ, tiểu tử kia đồng dạng là tới từ ở địa huyền giới, chỉ bất quá lúc mới đầu hắn được Phượng Hoàng Tông ứng cử viên đi rồi. Không biết hắn làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này. hắc ma tông trưởng lão khổng chí núi, hắn cũng nhớ tới Diệp Thần Phong một người như vậy, hắn cũng đúng hắc ma tông tông chủ quý dòng sóng lớn giải thích một lần. Trương nhớ mai cùng khổng chí núi tiếng nói tuy rằng thấp, thế nhưng tiết huyền tình cùng dương hạo thiên các loại người hay là nghe rõ ràng. Tiết huyền tình đôi mắt đẹp hung hăng trừng lên diệp thần phong, người đương nhiên cũng biết địa huyền giới rồi, trên trời huyền giới trước mặt, địa huyền giới chính là một cái chỗ man di mọi dợ, người không nghĩ tới diệp thần phong dĩ nhiên là từ địa huyền giới tới. Dương hạo thiên, Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn ba người này, bọn hắn cũng như gặp quỷ rồi như thế, bọn hắn trong con người tràn đầy khó mà tin nổi, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ là từ địa huyền giới như thế chỗ man di mọi dợ tới. Phải biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu cường hãn, hơn nữa trận pháp nhất lưu, liền thập đại trận pháp đại sư một trong triệu tinh đồ cũng mặc cảm không bằng, một người như vậy sẽ là từ địa huyền giới tới. Một làn gió thơm bay qua, tiết huyền tình đi qua Diệp Thần Phong bên cạnh, Nhỏ giọng nói, ngươi không phải là từ trong núi thẳm đi ra sao? Chờ thêm hội ta đang cùng ngươi tốt nhất tính sổ. Sau đó, Tiết Huyền Tình đôi mắt đẹp nhìn hướng quý dòng sóng lớn cùng Lâm An Tuyết, nói ra, hắn là chúng ta Thanh Nguyệt Tông đệ tử, các ngươi để làm gì? Tiết Huyền Tình trên người nữ vương khí thế mười phần, căn bản không có Thanh Tuyết Nguyệt cốc cùng Hắc Ma Tông quá coi là chuyện to tát. Chương 1922, rác rưởi quý dòng sóng lớn cùng lâm an tuyết cũng đều chú ý tới tiết huyền tình. bọn hắn đã từng ngược lại từng thấy mấy lần tiết huyền tình, thần sắc trên mặt bọn họ trong nháy mắt hơi đổi. về phần tô nguyệt cùng tô băng vân đi tới thiên huyền giới cũng có một đoạn cuộc sống. các nàng nhìn trời huyền giới thế lực phân bố, đại khái có hiểu một chút rồi. các nàng biết thanh nguyệt tông chính là ba đại tông môn một trong, các nàng không nghĩ tới phượng hoàng tông hủy diệt rồi. diệp thần phong không những không có chuyện gì hơn nữa còn gia nhập Thanh Nguyệt Tông. Tại Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân trong mắt đây mới là Diệp Thần Phong cần phải có phong cách, tới nơi nào đều có thể lẫn vào vui vẻ sung sướng. Mà đứng tại Diệp Thần Phong trước mặt kêu gào ma đế huyết thiên, cả người hắn trong nháy mắt sơ cứng rồi, hắn đương nhiên cũng là nghe qua Thanh Nguyệt Tông được rồi, nguyên bản hắn cho rằng Diệp Thần Phong đi tới thiên huyền giới sau đó cũng sẽ giống như hắn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế nhưng Diệp Thần Phong lại gia nhập Linh Châu Ba Đại Tông môn một trong Thanh Nguyệt Tông, hơn nữa lần này nhất định là tới tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển, này làm cho Ma Đế Huyết Thiên trong lòng cực độ không cam lòng. Quý dòng sóng lớn cũng không muốn chọc Thanh Nguyệt Tông, hắn không chút khách khí quát lên, Huyết Thiên, người cút trở lại cho ta. Từng ở địa huyền giới ngông cuồng tự đại Ma Đế Huyết Thiên, hắn khi nghe đến Tông chủ quý dòng sóng lớn lời nói sau, trong lòng của hắn tuy rằng lửa giận thiêu đốt, nhưng hắn biết nếu như hắn dám ở chỗ này động thủ, hắn và bốn đại ma tướng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Áp chế trong lòng cực hạn lửa giận, Ma Đế Huyết Thiên cùng bốn đại ma tướng lùi tới Hắc Ma Tông đám người cuối cùng. Quý dòng sóng lớn cười đối tiết Huyền Tình, nói ra, bọn hắn trước đó đều là từ Địa Huyền Giới tới, khả năng trên đất Huyền Giới thời điểm có một ít mâu thuẫn, bất quá, bây giờ đi tới Thiên Huyền Giới rồi, lúc trước sự tình thì không nên truy cứu nữa rồi xem ra quý dòng sóng lớn vẫn có tâm phải bảo vệ ma đế huyết thiên cùng bốn đại ma tướng. Dù sao huyết thiên bọn hắn hôm nay là hắc ma tông người rồi, nếu như trực tiếp được thanh nguyệt tông người giết. Như vậy hắn này làm tông chủ cũng sẽ mất hết mặt mũi. Diệp thần phong nhìn xem ma đế huyết thiên, cảm thấy được huyết thiên tại hóa thần cảnh tầng ba sơ kỳ thực lực, trong lòng của hắn tùy ý cười cười, đối với bây giờ cửu chuyển niết bàn hắn tới nói, muốn giết chết huyết thiên hẳn là cực kỳ nhẹ nhõm rồi, nếu như huyết thiên vừa vặn động thủ như vậy diệp thần phong không ngại đưa hắn đi thấy diêm vương gia nếu huyết thiên cuối cùng không hề động thủ như vậy diệp thần phong chỉ có thể tìm cơ hội khác giải quyết huyết thiên rồi nơi này dù sao cũng là giao long thành hắn không muốn quá mức để người chú ý dù sao hắn còn muốn tìm ra trong truyền thuyết cái kia con giao long vị trí tiết huyền tình khi nghe đến quý dòng sóng lớn lời nói sau người chỉ là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng nàng nhìn Diệp Thần Phong, nói ra, chúng ta trở về đi thôi. Diệp Thần Phong cùng Tô Nguyệt, Tô Băng Vân cũng coi như là bằng hiếu, hắn hướng về phía Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân nhún nhún vai. Ý là các loại sau đó ở thật tốt tự ôn chuyện. Một hồi nguyên bản yếu bạo phát xung đột cứ như vậy lặng yên không tiếng động bình yên lặng xuống. Diệp Thần Phong đi theo Tiết Huyền Tình đi vào sân bên trong đại sảnh. Sương Hạo Thiên đám người tự nhiên là thức thời không có đi vào rồi, bất quá, Triệu Bá cùng Lý Bá cũng ở bên trong đại sảnh. Lại đi tiến đại sảnh sau đó Tiết Huyền Tình khóe miệng hiện lên như có như không cười gần, đôi mắt đẹp liền như vậy nhìn xem Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong trực tiếp vì tiện ngồi xuống ghế, nói ra có chuyện gì tự cứ việc hỏi đi. Tiết Huyền Tình cau mũi một cái, nói ra, Diệp Thần Phong, chớ quên, chúng ta bây giờ nhưng là đang thử ở chung. Chuyện của ta Triệu Bá cùng Lý Bá hẳn là nói cho ngươi biết chứ? Ngươi tại sao một mực yếu ẩn giấu thân phận của mình? Ngươi còn có chuyện gì ẩn giấu ta sao? Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, ta cho là ta không có ẩn giấu thân phận, ta từ địa huyền giới tới. Này không phải là chẳng khác gì là từ trong núi thẳm tới sao? Về phần ngươi muốn hiểu rõ của ta những chuyện khác, như vậy ta liền cùng ngươi nói một chút đi. Diệp Thần Phong dừng lại một chút, một mặt tự kiêu nói, kỳ thực ta cũng không phải tam phẩm luyện dược sư, ta là thứ thiệt ngũ phẩm luyện dược sư, hơn nữa ta còn là lục phẩm luyện khí sư cùng nhị phẩm phù sư. Nghe Diệp Thần Phong lại tại nói bậy rồi, tiết huyền tình trực tiếp đã cắt đứt, được rồi, ngươi đã là từ địa huyền giới tới, như vậy trên người ngươi không thể ẩn giấu quá nhiều chuyện rồi, ngươi cũng không cần cùng ta nói bậy rồi, lấy ngươi tuổi tác như vậy, có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư đã tốt vô cùng trên trời huyền giới không ai có thể thuốc khí phù đồng tu. Triệu bá cùng Lý bá cũng hoàn toàn cho rằng Diệp Thần Phong là ở nói bậy. Thật vất vả lại muốn nói một hồi nói thật Diệp Thần Phong, hắn cứ như vậy khổ. Ép được tiết huyền tình đám người cho rằng lại tại nói bậy nói bạ rồi. Cùng lúc đó, tuyết nguyệt cốc nơi ở bên trong đại sảnh. Tông chủ Lâm An Tuyết ngồi ở trên thủ vị. Trương nhớ mai, Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đứng ở Lâm An Tuyết trước mặt, vừa vặn bọn hắn đều cảm thấy Diệp Thần Phong thực lực tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Bây giờ Trương Nhớ Mai trên mặt tràn đầy cười khổ, người biết trước đó Diệp Thần Phong hẳn là vẫn là tại ẩn giấu thực lực rồi. Lâm An Tuyết hỏi, Trương Trưởng Lão, người không phải là nói được Phượng Hoàng Tông mang đi chỉ là một cái tạo hóa cảnh tiểu tử sao? Làm sao bây giờ trở thành niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực người? Hơn nữa còn gia nhập Thanh Nguyệt Tông, tới tham gia thiên huyền thịnh điển. Trương nhớ mai ánh mắt nhìn về phía Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân. Tô Băng Vân biết bây giờ Diệp Thần Phong gia nhập Thanh Nguyệt Tông, hơi chút tiết lộ một ít Diệp Thần Phong sự tình cũng không quan hệ được rồi. Nàng nói nói Thần Phong thực lực nguyên bản tự tại niết bàn cảnh, ban đầu ở đi tới thiên huyền giới thời điểm, thực lực của hắn chỉ là tạm thời giảm xuống mà thôi. Trương nhớ mai từng nhiều lần đã nói Diệp Thần Phong không xứng làm Tô Nguyệt cùng bạn của Tô Băng Vân rồi, bây giờ xem ra người cảm giác mình giống như là một tên hề, Nàng nói nói, Băng Vân, các ngươi làm sao không sớm nói với ta? Tô Băng Vân nói thẳng nói ra, chúng ta cùng Thần Phong là bằng hiếu, Tuyết Nguyệt gốc lại không nhận tội thu nam đệ tử, chỗ bằng vào chúng ta mới không muốn cho Thần Phong gây phiền toái. Lâm An Tuyết nhìn xem có chút tức giận trương nhớ mai, nàng nói nói, được rồi, được rồi, Băng Vân, cái kia gọi Diệp Thần Phong, hắn trên đất huyền giới có hay không trải qua niết bàn? đã từng diệp thần phong tại trải qua nhất chuyển thời điểm, Tô Băng Vân là biết rõ, nàng nói nói, thần phong trên đất huyền giới thời điểm hẳn là liền đã trải qua nhất chuyển niết bàn, hắn là địa huyền giới duy nhất có thể trải qua niết bàn người. Chẳng trách có thể được Thanh Nguyệt Tông nhìn chúng, bây giờ hắn tối thiểu cần phải cũng có nhị chuyển hoặc là tam chuyển niết bàn rồi. Lâm An tuyết thở dài, tiếp tục nói, Băng Vân, nếu như các ngươi lúc trước Thanh Diệp thần phong thiên phú nói cho ta, như vậy ta hay là có thể ngoại lệ khiến hắn gia nhập Tuyết Nguyệt Cốc, dù sao thiên tài là có thể có đặc thù đãi ngộ. Bất quá, nếu hắn đã gia nhập Thanh Nguyệt Tông rồi, như vậy cũng không có cách nào. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân khẽ gật đầu, các nàng không có đem Diệp Thần Phong những chuyện khác nói ra, tiết lộ Diệp Thần Phong từng ở địa huyền giới trải qua một lần niết bàn, đây đã là các nàng lằn danh, dù sao này sẽ không cho Diệp Thần Phong trêu chọc đi phiền phức nếu như tiết lộ Diệp Thần Phong chính là luyện dược sư cùng luyện khí sư, e sợ Diệp Thần Phong liền sẽ phiền toái. Đồng dạng một màn cũng đang hắc ma tông nơi ở trong đại sảnh xảy ra. Hắc ma tông tông chủ quý dòng sóng lớn chất vấn khổng chí núi, có thể được thanh nguyệt tông vừa ý, tiểu tử kia thiên phú khẳng định không sai, càng quan trọng hơn là hắn hẳn là còn trẻ, từ hắn có thể tới tham gia thiên huyền thịnh điển là có thể phán đoán ra được rồi, người khi đó là làm việc như thế nào tình. Ngươi chả có đầu óc hay không? Đem một ít không có tác dụng rác rưởi mang về tông môn, lại thả đi rồi có tiềm lực nhất người. Ngươi cút ra ngoài cho ta đi. Trong đại sảnh chỉ có quý dòng sóng lớn cùng Khổng Chí núi. Khổng Chí núi đang nhìn đến tông chủ vẻ không vui sau, hắn lập tức cung kính thối lui ra khỏi đại sảnh. Ma đế huyết thiên cùng bốn đại ma tướng chính ở đại sảnh bên ngoài chờ, huyết thiên trong lòng chính kìm nén một cơn lửa giận đây gặp phải Diệp Thần Phong, lại không thể đủ đối Diệp Thần Phong động thủ, này làm cho hắn giận ngực đều phải muốn nổ tung lên rồi. Khổng chí núi từ đại sảnh sau khi đi ra, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ, được tông chủ khiển trách một trận, hắn cũng cảm thấy quá mức ủy khuất, đang nhìn đến huyết hôm sau, hắn là càng thêm phẫn nộ rồi. Hắn quát lên, người khi đó làm sao không nói với ta, tiểu tử kia nhưng thật ra là niết bàn cảnh thực lực huyết thiên thân là diệp thần phong kẻ địch, hắn đương nhiên sẽ không đi thổi phồng diệp thần phong được rồi. Thấy máu thiên không nói lời nào, khổng chí núi là càng thêm giận, bên trong thân thể của hắn hóa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong khí thế tăng vọt. Bàn tay phải nhanh chóng quạt ra ngoài. Đùng, một tiếng, một cái tát phiến tại huyết thiên gò má thượng, huyết thiên nhất thời được đập bay ra ngoài, trên mặt xương hoàn toàn biến hình, trong miệng phun ra từng ngụm từng ngụm tiên huyết khổng chí núi hừ lạnh nói, người chính là một tên rác rưởi mà thôi, còn dám ở trước mặt ta đấu trí, quả thực là không biết sống chết. Thở ra một hơi sau đó khổng chí núi liền rời đi. Được vỗ bay ra ngoài huyết thiên, hắn nộ sắc mặt đỏ lên cực kỳ, trong miệng liên tục phun suốt tiên huyết, trên đất huyền giới thời điểm, có ai dám nói hắn huyết thiên là rác rưởi Cảm giác trên gương mặt đau nhức kịch liệt, huyết thiên bàn tay nhanh nắm chặt thành nắm đấm đầu, dưới cái nhìn của hắn, tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong thúc đẩy. Hắn thấp giọng quát, "Diệp Thần Phong, tự coi như ngươi gia nhập Thanh Nguyệt Tông, ta huyết thiên cũng sớm muộn cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1923, tin tức truyền ra. Diệp Thần Phong từ bên trong đại sảnh đi ra thời điểm, Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn đã sớm các loại ở bên ngoài đối với Tiết Huyền Tình đám người cũng không tin Diệp Thần Phong chỗ nói sự tình thực hắn cũng chỉ có thể đủ ở trong lòng cười cười mà qua thấy Diệp Thần Phong rốt cuộc chạy ra Dương Hạo Thiên đám người lập tức bao sông tới Dương Hạo Thiên vỗ một cái Diệp Thần Phong vai cười mắng Thần Phong người nhưng không nói a hát người nói chúng ta có phải không huynh đệ nếu là huynh đệ như vậy người thì không nên ẩn giấu thân phận của mình người coi như là địa huyền giới tới thì lại làm sao ta chỉ biết là ngươi Diệp Thần Phong là ta Dương Hạo Thiên huynh đệ. Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn cũng gật đầu đồng ý. Diệp Thần Phong giải thích, ta đây không phải còn chưa kịp nói sao ma? Ta nghĩ tìm cơ hội thích hợp lại nói với các ngươi. Diệp Thần Phong ở trong lòng cũng xác thực Thanh Dương Hạo Thiên ba người cho rằng huynh đệ tới đối xử. Dương Hạo Thiên nói ra, được rồi, được rồi, ai cho ngươi là huynh đệ của chúng ta đây. Tiếp lấy Dương Hạo Thiên trên mặt lập tức biến thành một bộ cà lơ phất phơ biểu lộ, hỏi Thần Phong, gia nhập Hắc Ma tông vài tên địa huyền giới người có phải hay không là ngươi kẻ thù. Còn có Tuyết Nguyệt gốc bên trong cái kia hai cái nữ nhân xinh đẹp, các nàng là không phải là cùng ngươi có những gì không bình thường quan hệ. Ta xem hai người bọn họ xem ánh mắt của ngươi không giống nhau a há. Lại có thêm, ta đối địa huyền giới rất hiếu kỳ, lấy thực lực của ngươi, ngươi tại địa huyền giới hẳn là lẫn vào rất tốt chứ? ngươi nói cho chúng ta một chút đi thấy không có mở miệng trần nguyên hùng cùng lý tín văn cũng là gương mặt hứng thú diệp thần phong cười nói đầu tiên gia nhập hắc ma tông mấy cái kia địa huyền giới người đích thật là cừu nhân của ta về phần tô nguyệt cùng tô băng vân diệp thần phong thì không có giải thích nhiều như vậy hắn tiếp tục nói nếu như nói đến đất này huyền giới lời nói như vậy ca ca ta trên đất huyền giới có thể nói là đỉnh phong nhân vật trên đất huyền giới có ai không quen biết ta Diệp Thần Phong. Ta Diệp Thần Phong tài nghệ song tuyệt, biết luyện đan, hội luyện khí, đối ca ca ta mê muội nữ nhân là vừa nắm một bó to a hát. Diệp Thần Phong dùng một loại đùa giỡn tư thái nói ra nói thật. Bất quá, tại Thanh Nguyệt Tông bên trong, biết Diệp Thần Phong luyện dược sư thân phận chỉ có tiết huyền tình, triệu bá cùng lý bá đây. Dương Hạo Thiên lập tức không vui nói, Thần Phong, người chả biết luyện đan cùng luyện khí. Người tại sao không nói người còn có thể luyện phù? Diệp thần phong lập tức nói ra, hạo thiên, người vẫn đúng là đừng nói, ta thật sự hội luyện phù. Lúc này, Trần Nguyên Hùng cũng mở miệng, thần phong, người này nói dối bản lĩnh còn phải lại tăng cao một cái. Chỉ có lý tín văn một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp thần phong một mắt. Diệp Thần Phong nhìn thấy Lý Tín Văn biểu lộ sau đó trong lòng của hắn vi vi căng thẳng, tại này trong ba người, hắn duy nhất nhìn không thấu chính là Lý Tín Văn rồi, hắn nói ra tin văn. Người nhìn ta chằm chằm làm gì, ta nhưng đối nam nhân không có hứng thú, người hãy tìm hạo thiên chăn lớn cùng ngủ đi. Diệp Thần Phong tự nhiên biết cho dù hắn nói ra nói thật cũng không có ai sẽ tin tưởng, trên trời huyền giới có ai có thể thuốc khí phủ ba người đồng tu coi như là tại toàn bộ tu luyện giới trong lịch sử cũng là không ai có thể làm được. Xin lỗi, quấy giày một cái. Chúng ta là đến bái phỏng thanh nguyệt tông tông chủ. Chúng ta sẽ ngủ ở các người sân nhỏ bên cạnh kính xin thay ta thông báo một tiếng. Một tên linh thần cảnh một tầng đàn ông trung niên xuất hiện tại sân cửa vào. Tên này đàn ông trung niên chính là linh châu một cái môn phái nhỏ tông chủ. Tại biết rồi thanh nguyệt tông người sẽ ngủ ở sát phách hắn đương nhiên muốn đến sáo sáo cận hồ được rồi. Trần Nguyên Hùng lập tức đi thông báo một tiếng, sau đó lại mang tên này đến viếng thăm tông chủ tiến vào đại sảnh. Sau, đến Thanh Nguyệt Tông bái phòng tông môn là núi liền không dứt, phần lớn đều là phụ cận trong biệt viện. Dù sao thiên huyền thịnh điển đã tới gần, rất nhiều tông môn cũng đều để tới sớm. Diệp thần phong bọn người ở tại không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, bọn hắn chỉ có thể bắt chuyện khởi những này đến viếng thăm người rồi. Mà đang ở Thanh Nguyệt Tông biệt viện ngưỡng cửa đều phải bị đạp hư thúi thời điểm. Giao Long Thành lại nghênh đón một nhóm người. Thành chủ Vương Lập Nguyên lúc này lại đích thân đi ra nghênh đón rồi, nhìn xem đi vào cửa thành một tên khí vũ hiên ngang đàn ông trung niên. Vương Lập Nguyên nhiệt tình nói ra, ngũ tông chủ, hoan nghênh, hoan nghênh a à hát. Vương Lập Nguyên trong miệng ngũ tông chủ chính là thông thiên kiếm tông tông chủ ngũ vạn phong, này thông thiên kiếm tông đồng dạng cũng là linh châu ba đại tông môn một trong. Tại ngũ vạn phong phía sau trả đi theo một ít trưởng lão cùng trước tới tham gia thiên huyền thịnh điển đệ tử. Cách thiên thành kim gia bị diệt sự tình, bởi vì phát sinh ở thiên huyền thịnh điển yếu cử hành trước đó, cho nên khuếch tán cũng không phải rất nhanh, phần lớn người đều đang chăm chú thiên huyền thịnh điển đây. Bất quá, Huyền Châu Kim gia khi biết cách thiên thành Kim gia bị diệt sau đó bọn hắn lập tức phát động trong tay giao thiệp tra xét lên, bọn hắn rất nhanh sẽ tra được là Thanh Nguyệt Tông đối cách thiên thành Kim gia động thủ. Nhưng Huyền Châu Kim gia cũng biết thiên huyền thịnh điển muốn bắt đầu, Thanh Nguyệt Tông khẳng định cũng tham gia, cho nên bọn hắn ngược lại cũng không thể trắng trợn đối Thanh Nguyệt Tông động thủ. Thế là, Huyền Châu Kim gia lập tức liên lạc với Thông Thiên Kiếm Tông cùng Tuyệt Mệnh Cốc, này Linh Châu ba đại tông môn bên trong hai cái tông môn, vì chính là để Thanh Nguyệt Tông vào lần này Linh Châu Thiên Huyền Thịnh biển bên trong đào thải xuống, như vậy Huyền Châu Kim ra là có thể gióng chống khua chiêng đối Thanh Nguyệt Tông động thủ. Ngũ Vạn Phong tự nhưng đã nhận được Huyền Châu Kim ra tin tức, Huyền Châu Kim ra đối với Thông Thiên Kiếm Tông tới nói đã thuộc về quái vật khổng lồ rồi, huống chi Huyền Châu Kim ra sau lưng còn có Trung Châu Kim ra đây. Hắn đương nhiên là trực tiếp đem chuyện nào đồng ý. Ngũ Vạn Phong nhìn xem phía trước mặt Vương Lập Nguyên, hắn nói ra vương thành chủ không biết cách thiên thành kim gia bị diệt sự tình người có biết hay không hiện tại huyền châu kim gia nhưng là giận dữ nghe vậy vương lập nguyên hơi nhướng mày nói ra ồ chả có chuyện như vậy vương lập nguyên trong lòng rất là nghi hoặc hắn mặc dù biết cách thiên thành kim gia bối cảnh không tầm thường thế nhưng cách thiên thành kim gia cho dù bị diệt mắc mớ gì đến hắn thấy vương lập nguyên nghi ngờ giáng dấp Ngũ Vạn Phong lại nói, Vương Thành Chủ, cách thiên thành Kim Gia là bị Thanh Nguyệt Tông tiêu diệt, bây giờ huyền châu Kim Gia đã buông lời, mối thù này bọn hắn tuyệt đối sẽ tự tay báo, chỉ là bị vướng bởi bây giờ thiên huyền thịnh biển mà thôi. Lần này Vương Lập Nguyên sắc mặt rõ ràng hơi đổi một chút, nếu như sớm biết chuyện này, như vậy trước hắn liền sẽ không chủ động ra nghênh tiếp Thanh Nguyệt Tông rồi. Vương Lập Nguyên khách khí nói, Ngũ Tông Chủ, người cũng biết thiên huyền thịnh điển tại chúng ta giao long thành cử hành, ta mấy ngày nay cũng rất bận rộn, không có thời gian quan tâm những chuyện khác, nếu bây giờ ta biết rồi chuyện này, như vậy nếu như cần ta trợ giúp địa phương, ta nhất định không chối từ. Ngũ Vạn Phong rất hài lòng Vương Lập Nguyên trả lời, tuy nói thiên huyền thịnh điển tại giao long thành cử hành, nhưng Ngũ Vạn Phong dù sao cũng chỉ là một cái thành chủ nho nhỏ mà thôi. Ngũ Vạn Phong nói ra, Vương thành chủ, phiền phức như vậy ngươi đem chuyện nào, nói cho một cái trước tới tham gia thiên huyền thịnh điển người đi. Không thành vấn đề, này chỉ là chuyện nhỏ một việc. Vương Lập Nguyên thuận miệng đồng ý. Tại thông thiên kiếm tông người cũng vào ở tiến bên trong trang viên một chỗ sân nhỏ sau. Rất nhanh, cách thiên thành kim ra được thanh nguyệt tông diệt, huyền châu kim ra thể phải vì cách thiên thành kim ra chuyện báo thủ lập tức tại bên trong trang viên truyền ra. Nguyên bản núi liền không dứt thanh nguyệt tông sân, tại trong khoảnh khắc trở nên vắng lạnh xuống, này làm cho Diệp Thần Phong đám người cảm giác cực kỳ quái lạ. Hơn nữa Diệp Thần Phong bọn hắn nhìn thấy nguyên bản ở tại Thanh Nguyệt Tông chung quanh Tông Môn, bọn hắn dồn dập tại dọn đi rồi, này thì càng thêm chứng minh rồi Diệp Thần Phong trong lòng bọn họ suy đoán rồi. Dương Hạo Thiên nói ra, ta đi tra xét tra xét tình huống. Cũng không lâu lắm, Dương Hạo Thiên liền đầy mặt ngưng trọng trở về rồi, Hắn nói ra, cách thiên thành Kim gia được chúng ta diệt sự tình, bây giờ ở nơi này hoàn toàn chuyển đến, hơn nữa huyền châu Kim gia buông lời, muốn tự tay đem chúng ta thanh nguyệt tông hủy diệt. Trần Nguyên Hùng lập tức nói ra, chuyện này nhất định muốn nói cho tông chủ bọn hắn. Diệp thần phong đám người tiến vào đại sảnh sau, đem sự tình đầu đuôi nói cho tiết huyền tình, này làm cho tiết huyền tình, triệu bá cùng lý bá hoàn toàn rơi vào trong trầm tư. Bây giờ tin tức đã đem triệt để truyền ra, e sợ lần này Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển cũng khó đối phó A Hát. Đến lúc đó hết thảy tông môn nhất định sẽ cùng chung mối thù, đến lúc đó Thanh Nguyệt Tông muốn thông qua Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển cũng phải bỏ phí rất lớn công phu rồi. Nếu như bất hạnh không thể thông qua Thiên Huyền Thịnh Điển, như vậy nghênh tiếp Thanh Nguyệt Tông chỉ sợ là Huyền Châu Kim ra lôi đình trả thù. Chỉ chốc lát sau, Tiết Huyền Tình nói ra tất cả mọi người lưu tại trong phòng của mình, trên trời huyền thịnh điển trước khi bắt đầu, ai cũng không nên rời đi gian phòng của mình. Chương 1924, giờ chết của ngươi đã đến. Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành nhìn xem hóa thành cho Tàn Trương Viễn núi, trong bọn họ tâm khiếp sợ đồng thời, lửa giận ở bên trong thân thể cuồng dâng lên, Diệp Thần Phong là một lần lại một lần ngoài dự liệu của bọn họ. Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành hai bên trái phải đem Diệp Thần Phong cho vây lại rồi đầu tiên là viêm dương lò lửa bị hủy, trong lò lửa năng lượng toàn bộ bị hấp thu xong, bây giờ trương viễn núi lại đã bị chết ở tại diệp thần phong trên tay. Có thể nói thạch thiên nguyên cùng hồng vạn thành hận không thể đem diệp thần phong cho lột da chóc thịt rồi, bọn hắn đã không muốn sẽ cùng diệp thần phong nói nhảm nhiều. Được Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành vây lại Diệp Thần Phong, tay phải hắn ngón tay lần thứ hai nhanh chóng bắn ra, hào quang màu xanh lục hướng về Thạch Thiên Nguyên nhanh chóng bắn tới vừa vặn trương viễn núi chính là như vậy không giải thích được chết rồi thạch thiên nguyên thấy hào quang màu xanh lục hướng về chính mình kéo tới rồi dưới chân hắn bước chân liên tục tránh né nhưng này ánh sáng xanh lục lại theo sát hắn thật giống này ánh sáng xanh lục là có trí khôn bởi này ánh sáng xanh lục thể tích khá nhỏ thạch thiên nguyên căn bản vô pháp công kích mà đúng lúc này diệp thần phong thân ảnh lại động tại diệp thần phong thân ảnh nhúc nhích trong nháy mắt Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn được không cấm đưa mắt dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người, nhưng chính là này dừng lại, ánh sáng xanh lục bắt được cơ hội, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay chui vào Thạch Thiên Nguyên trong cơ thể. Này Thạch Thiên Nguyên thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, mà Hồng Vạn thành thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, Diệp Thần Phong không có tự tin trăm phần trăm, có thể chiến thắng hai người kia liên hợp lại công kích, Thanh viêm tuy nói chỉ có thể đốt cháy chết niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cao thủ, thế nhưng lấy thanh viêm nhiệt độ hẳn có thể kéo dài ở thạch thiên nguyên nhất sẽ, chỉ cần trước đem hồng vạn thành giải quyết. Như vậy thạch thiên nguyên liền không đáng sợ rồi. Tại thanh viêm đi vào thạch thiên nguyên trong cơ thể sau đó thạch thiên nguyên sắc mặt lập tức căng thẳng. Hắn cảm giác bên trong thân thể của mình bắt đầu cháy rừng rực, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển, hắn đem người bên trong ngũ tạng lục phủ toàn bộ bảo vệ tốt rồi. Nhưng thân thể nội hỏa diễm cháy hừng hực cảm giác, vẫn để cho Thạch Thiên Nguyên mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, căn bản không có dư thừa sức mạnh đi chiến đấu rồi, hắn muốn đem trong cơ thể này cỗ thiêu đốt sức mạnh bước đi ra. Nhưng, Thanh Viêm đã thức tỉnh rồi linh trí, nó tại Thạch Thiên Nguyên trong cơ thể khắp nơi chuyển động loạn lên, căn bản không cho Thạch Thiên Nguyên đem nó bước ra thân thể cơ hội. Thanh Viêm biết mình bây giờ nhiệm vụ chính là kéo dài ở Thạch Thiên Nguyên. Thạch Thiên Nguyên nội thị trong cơ thể một vệt không ngừng chuyển động loạn lên hỏa diễm, một cái bôi hỏa diễm không cách nào thương tổn được hắn, nhưng hắn cũng bị một cái bôi hỏa diễm cho hoàn toàn kéo trì hoãn lại. Hắn căn bản không phát huy ra sức chiến đấu rồi. Thạch Thiên Nguyên sắc mặt khó coi nói ra, thiên địa chi hỏa. Người dĩ nhiên nắm giữ như vậy mạnh mẽ thiên địa chi hỏa khó trách ngươi có thể đem trương viễn núi miểu sát, bất quá ngươi muốn dùng một cái bôi thiên địa chi hỏa đến giết chết ta, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi chứ. hồng vạn thành khi nghe đến thạch thiên nguyên lời nói sau, hắn biết thạch thiên nguyên tạm thời không gặp nguy hiểm rồi, hiện tại giải quyết diệp thần phong mới là trọng yếu nhất. hồng vạn thành đem thạch thiên nguyên chắn phía sau, hắn lạnh nhạt quát lên, nguyên lai ngươi là dựa vào thiên địa chi hỏa, bằng không dùng ngươi niết bản cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực. Ngươi làm sao có khả năng giết chết trường viễn núi? Ngươi cho rằng đem chúng ta một người trong đó ngăn cản là được rồi sao? Ta một người là có thể đem ngươi đến Diêm Vương điện đi tới báo cáo. Không vạn thành bên trong thân thể linh khí cuồng bạo, thân ảnh của hắn trong nháy mắt nhanh chóng áp sát Diệp Thần Phong, hắn đem tốc độ của mình phát vung tới cực hạn, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa. Thân ảnh của hắn liền xuất hiện Diệp Thần Phong trước mặt. Hồng Vạn Thành trong tay xuất hiện một cái huyết trường kiếm màu đỏ, trên thân kiếm không ngừng tỏa ra khiến người ta khó chịu khủng bố sát khí. Huyết trường kiếm màu đỏ hướng về Diệp Thần Phong cổ nhanh chóng vạch tới. Kiếm chưa tới, kiếm khí cũng đã tới trước, kiếm khí thổi đến Diệp Thần Phong cổ rất đau. "Con!" một tiếng. Diệp Thần Phong rút ra sau lưng Thanh Vân kiếm. Thanh Vân kiếm đem huyết trường kiếm màu đỏ cho cản lại. Diệp Thần Phong cảm thụ trên thân kiếm truyền tới sức mạnh. Dưới chân hắn bước chân không chút nào lùi về sau, nhưng trong lòng của hắn cũng là một trận ngạc nhiên. Nguyên bản hắn cho là mình đối đầu Hồng Vạn Thành, hắn hẳn là phí không được quá lớn sức lực. Nhưng hắn quá đánh giá thấp Hồng Vạn xong rồi. Chỉ từ thân kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó, Diệp Thần Phong là có thể phán đoán, tối thiểu Hồng Vạn Thành về mặt sức mạnh cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Này tiến vào niết bàn cảnh sau đó mỗi tăng lên một cái tiểu tầng thứ, thực lực đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Diệp Thần Phong nội tâm ngạc nhiên, Hồng Vạn Thành so với Diệp Thần Phong càng thêm ngạc nhiên, hắn vừa vặn trả cho rằng Diệp Thần Phong là dựa vào thiên địa chi hỏa mới có thể giết chết Trường Viễn núi, cho nên hắn cho là mình có thể ung dung giải quyết Diệp Thần Phong, ai biết Diệp Thần Phong dĩ nhiên đã ngăn được hắn một kiếm. Cách đó không xa được thanh viêm kéo dài ở Thạch Thiên Nguyên. Hắn thấy cảnh này sau, lông mày của hắn căng thẳng. Mà tạm thời mất đi chiến đấu lực Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Hồng Vạn thành thần biến sắc được giữ tợn mấy phần, trong cơ thể linh khí không ngừng bộc phát ra, trong tay hắn cùng Thanh Vân kiếm giao nhau huyết hồng sắc trường kiếm đột nhiên vẩy một cái, tại thoát khỏi Thanh Vân kiếm đồng thời, huyết trường kiếm màu đỏ hướng về Diệp Thần Phong cổ đâm tới. Diệp Thần Phong con mắt ngưng lại, bên trong thân thể của hắn thật khí thế bão tác, dưới chân bước chân nhanh chóng lùi về phía sau. Hồng Vạn Thành nhìn thấy kiếm thứ hai vẫn cứ không có đâm trúng Diệp Thần Phong, hắn khuôn mặt lộ ra uy nghiêm đáng sợ nụ cười, hắn không có lập tức truy kích Diệp Thần Phong rồi, hắn quát lạnh, ta ngược lại thật ra quá đánh giá thấp ngươi rồi, bất quá, ta ngược lại muốn xem xem một chiêu này ngươi phải làm sao trốn. Hồng Vạn Thành trong tay huyết trường kiếm màu đỏ thượng đột nhiên huyết khí tràn ngập, trên thân kiếm được rậm rạp chẳng chịt giọt máu bao trùm lại rồi, trên mũi kiếm không ngừng nhỏ xuống tiên huyết. Hồng vạn thành trên người ma khí cuồng bạo, huyết kiếm nhuốm thiên địa, phô thiên cái địa đỏ như màu máu kiếm ảnh, chỉ là thời gian mấy hơi thở liền che kín hồng vạn thành trước người. Này phô thiên cái địa đỏ như màu máu kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh bên trong đều mang nghiêm nghị sát khí. Tại phô thiên cái địa màu đỏ kiếm ảnh hình thành trong nháy mắt, những này kiếm ảnh dường như núi lửa bộc phát, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về Diệp Thần Phong lao đi. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa. Diệp Thần Phong đã bị phô thiên cái địa kiếm ảnh bao vây ở trong đó. Diệp Thần Phong trong tầm mắt tràn ngập màu máu đỏ kiếm ảnh, chung quanh hắn đều bị kiếm ảnh cho vây chặt chẽ không thông gió rồi. Diệp Thần Phong thần sắc trong con người càng thêm ngưng trọng, hắn bên tai truyền đến hồng vạn thành điên cuồng âm thanh, tiểu tử, cho người cứ thế mà chết đi, đây coi như là đối với ngươi một loại bàn ân rồi, ngươi nên thật tốt cảm tạ ta. Tại đỏ như màu máu kiếm ảnh bừa bãi tàn phá dưới, Diệp Thần Phong quần áo trên người trong nháy mắt được phá vỡ, từng đạo vết máu xuất hiện tại trên người hắn. Diệp Thần Phong trong cơ thể cấp 3 hàn băng kiếm ý cùng băng long áo nghĩa đồng thời vận chuyển. Trong tay Thanh Vân kiếm vung ra, lạnh lẽo kiếm ý tuôn ra, long tường cửu thiên. Theo, tiếng rồng ngâm vang lên, ba cái mang theo chân long hơi thở màu trắng cự long ngưng tụ, màu trắng cự long trùng kích chu vi phô thiên cái địa đỏ như màu máu kiếm ảnh, này làm cho Diệp Thần Phong trên người áp lực đột nhiên một giảm. Nhưng chỉ dựa vào long tường cửu thiên trả không cách nào phá mở cái này phô thiên cái địa kiếm ảnh. Chợt, Diệp Thần Phong trong cơ thể thập giai bất khuất kiếm ý lại vận chuyển, thanh vân kiếm lần thứ hai vung ra, thập giai bất khuất kiếm ý bước vào niết bàn cảnh sau đó thập giai bất khuất kiếm ý power trở nên càng cường hãn hơn rồi. Cực kỳ to lớn màu nâu kiếm khí hình thành. Long tường cửu thiên thêm vào thập giai bất khuất kiếm ý. Ồ, một tiếng. Phô thiên cái địa kiếm ảnh tiêu tan ở trong thiên địa. Nhưng, diệp thần phong thập giai bất khuất kiếm ý vẫn không có tiêu tan. Hồng vạn thành trên mặt hiện lên vẻ khó mà tin nổi, hắn thậm chí quên tránh né. Mà cách đó không xa Thạch Thiên Nguyên, trải qua một phen tranh đấu sau đó hắn rốt cuộc đem thanh viêm bước ra trong cơ thể. Trong lòng của hắn tuy rằng cũng khiếp sợ Diệp Thần Phong thực lực, thế nhưng hắn không có thời gian lại lăng thần. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Hồng Vạn Thành bên cạnh, liền đẩy ra Hồng Vạn Thành. Cảnh này khiến không có tiêu tán thập giai bất khuất kiếm ý từ Hồng Vạn Thành bên người sát đi qua. Thạch Thiên Nguyên ánh mắt âm trầm nhìn trầm trầm Diệp Thần Phong, vừa vặn một mực cùng thanh viêm rằng co, Hắn cũng không có bị thương gì thế, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong sức chiến đấu rõ ràng cường hãn đến trình độ này. Bất quá, hay là hắn và Hồng Vạn Thành đơn độc đối đầu Diệp Thần Phong, bọn hắn không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, nhưng hai người bọn họ liên thủ, hắn không tin, bọn hắn chả không cách nào giết Diệp Thần Phong, dù sao bọn hắn chả có lá bài tẩy không có triển khai ra. Thạch Thiên Nguyên khóe mắt không ngừng nhúc nhích hắn phẫn nộ quát thiên địa chi hỏa không cách nào kéo dài ở ta, tiểu tử, giờ chết của ngươi đã đến, dám cùng chúng ta ám huyết môn là địch, chúng ta liền để ngươi nếm thử vạn kiếm xuyên thấu thân thể tư vị đi. chương 1925, không thể vượt qua tranh lệch. Nửa đêm giao long bên trong tòa long thành thập phần yên tĩnh. Nơi nào đó hoang tàn vắng vẻ bỏ đi trong miếu đổ nát, trong đó bầu không khí có vẻ hơi trầm trọng. Huyết Thiên cùng bốn đại ma tướng Thanh Diệp Thần Phong cho bao vây lại, mà Khổng Chí Núi nhưng là đứng ở Huyết Thiên sau lưng của bọn họ. Tuy nói Diệp Thần Phong gia nhập Thanh Nguyệt Tông, nhưng bây giờ Thanh Nguyệt Tông đắc tội rồi Huyền Châu Kim gia, Diệp Thần Phong lại chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, mà đế Huyết Thiên có hóa thần cảnh tam tầng sơ kỳ thực lực, dưới cái nhìn của hắn Huyết Thiên phải giải quyết Diệp Thần Phong, này hẳn là không có bất cứ vấn đề gì nhưng khổng chí núi trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu, đã đến vào giờ phút này, này Diệp Thần Phong lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Là cái gì để Diệp Thần Phong như vậy tứ vô kỵ đạn? Hắn khổng chí núi nhưng là hóa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong thực lực, hắn có thể không tin tưởng Diệp Thần Phong cái khu vực này khu niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tiểu tử, có giết chết năng lực của hắn. Nhìn xem huyết thiên giữ tợn vô cùng khuôn mặt, khổng chí núi cảm thấy hay là chính mình quá lo lắng, hắn nói ra, huyết thiên, ta cho các người thời gian một nén nhang, nếu như các ngươi không thể giải quyết hắn, như vậy ta hội tự mình ra tay. Huyết thiên khi nghe đến khổng chí núi đồng ý sau đó khóe miệng hắn nứt ra một vệt âm trầm nụ cười, hắn điên cuồng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, nhất cổ màu đen linh khí từ trong cơ thể hắn vọt ra, hắn đem hóa thần cảnh tầng ba thật khí thế thôi phát đã đến cực hạn. Huyết thiên con người vi vi ngưng lại, trên mặt tràn đầy thích huyết biểu lộ, mấy ngày này trên trời huyền giới, hắn là uất ức tới cực điểm, tại hắc Ma Tông bên trong, có rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều có thể trào phúng thượng một phen huyết thiên, này làm cho trong lòng của hắn cảm xúc sinh ra cực lớn vặn vẹo. Dù sao hắn trên đất huyền giới thời điểm, hắn là tất cả ma đạo người thống lĩnh, hắn là địa huyền giới ma đạo bên trong hoàng đế. Bây giờ đang đối mặt Diệp Thần Phong thời điểm, huyết thiên rốt cuộc lần thứ hai khôi phục, lúc trước trên đất huyền giới thong dong cùng tự kiêu, hắn rốt cuộc tìm về một chút tự tin, bây giờ thực lực của hắn tại hóa thần cảnh tầng 3 sơ kỳ rồi, hắn phi thường rõ ràng chiến lực của mình làm sao, lần này hắn tuyệt đối có tự tin chiến thắng Diệp Thần Phong. Huyết Thiên tự kiêu nói, Diệp Thần Phong, địa huyền giới không có chiến đấu kết thúc. Hiện tại chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu rồi, bất quá. Lần này không có bất kỳ bất ngờ xảy ra, người cuối cùng vẫn là muốn chết tại ta huyết thiên trên tay. Bốn đại ma tướng cũng không ngừng hướng về diệp thần phong tụ lại, huyết thiên không có ngăn cản bốn đại ma tướng động thủ, xem ra này bốn đại ma tướng là muốn phụ trợ huyết thiên chiến đấu. Này bốn đại ma tướng thực lực cũng chỉ là dừng lại tại niết bàn cảnh mà thôi. Khổng chí núi chờ hơi không kiên nhẫn rồi, hắn quát lên, huyết thiên, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm, ta cũng không rảnh rỗi ở nơi này nghe hai người các ngươi rác rưởi ôn chuyện. Rất rõ ràng tại khổng chí núi trong mắt, huyết thiên cũng chỉ là một cái rác rưởi mà thôi, dù sao huyết thiên tuổi tác quá lớn, tương lai tại trên con đường tu luyện nhất định không có thành tựu quá lớn rồi. Huyết thiên cùng bốn đại ma tướng sắc mặt khẽ thay đổi, được khổng chí núi nói thành là rác rưởi, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Mà Diệp Thần Phong lại bình thản nói ra, hắn nói không sai, thật là của ngươi một cái rác rưởi, bất quá nói ta là rác rưởi điểm này ta tự không đồng ý rồi khi nghe đến diệp thần phong nhẹ bỗng lời nói sau huyết thiên đem hết thảy phẫn nộ đều chuyển đến diệp thần phong trên người hắn phẫn nộ quát diệp thần phong hy vọng ngươi sau đó vẫn có thể đắc ý như vậy những người khác có thể nói ta là rác rưởi nhưng duy nhất người diệp thần phong không được huyết thiên song quyền bỗng nhiên nắm chặt song dưới chân ánh sáng màu đen tránh qua ầm một tiếng trên mặt đất lập tức xuất hiện hai cái hố sâu mà huyết thiên nhưng là biến mất ngay tại chỗ bốn đại ma tướng tốc độ tự nhiên không có huyết thiên nhanh bốn người bọn họ chỉ là đi sát huyết thiên phía sau huyết thiên thân ảnh nhanh chóng áp sát diệp thần phong phàm là huyết thiên trải qua địa phương miếu đổ nát dưới đất là nhanh chóng bạo liệt ra chỉ là trong trước mắt huyết thiên liền xuất hiện tại diệp thần phong trước mặt hắn bây giờ đối sức mạnh của mình làm có tự tin nắm đấm phải của hắn hướng về Diệp Thần Phong ngược oanh kích mà đi. Huyết thiên nắm tay phải được nhất cổ màu đen linh khí cho bao trùm rồi, toàn bộ nắm đấm bên trong tràn đầy nhất cổ tính bùng nổ uy năng. Nắm đấm còn chưa có tới, Diệp Thần Phong là có thể cảm giác lồng ngực của mình thượng thừa nhận nhất cổ lực trùng kích rồi. Cách đó không xa khổng chí núi thấy Diệp Thần Phong không trốn không né, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong hẳn là không tránh thoát huyết thiên một quyền này diệp thần phong nhìn xem huyết thiên điên cuồng biểu lộ tay phải hắn cánh tay run lên nắm tay phải cũng khí thế hung hăng vung ra ngoài ầm ừ, một tiếng linh khí khuếch tán diệp thần phong dưới chân bước chân đột nhiên lui về phía sau năm bước mà huyết thiên lại đứng bất động đứng nguyên tại chỗ thấy diệp thần phong tại sức mạnh được chính mình cho đánh lui huyết thiên trên mặt nụ cười giữ tợn càng thêm thịnh vượng hắn nói ra diệp thần phong hiện tại biết ngươi và ở giữa tranh lệch đi nha diệp thần phong vẩy vẩy tay phải của mình cánh tay trên mặt là một bộ xem thường biểu lộ hắn vừa vặn liền nhất chuyển niết bàn sức mạnh cũng không có sử dụng hắn chỉ là vì thí nghiệm mình một chút tại không dùng tới niết bàn sức mạnh dưới hắn và huyết thiên có bao nhiêu tranh lệch dù sao huyết thiên nhưng là liền một lần niết bàn đều không có người đã trải qua trải qua lần này chính diện so chiêu sau đó diệp thần phong trong lòng có một cách đại khái hiểu rõ cho dù không sử dụng niết bàn sức mạnh hắn thực lực hôm nay cũng sẽ không cách biệt huyết thiên bao nhiêu hẳn là chỉ cần dùng đến vừa đến nhị chuyển niết bàn sức mạnh là hắn có thể đủ xong hành hạ huyết thiên rồi cách đó không xa khổng chí núi hắn đang nhìn đến huyết thiên trực tiếp đem diệp thần phong cho đẩy lui rồi hắn hiện tại khẳng định chính mình vừa vặn là quá lo lắng dưới cái nhìn của hắn diệp thần phong hay là có chút thiên phú nhưng còn chưa đủ để xưng là thiên tài chân chính như vậy thanh nguyệt tông tại sao vì vừa ý diệp thần phong huyết thiên khí thế trên người chưa từng lùi giảm, hắn hôm nay là tự tin tăng nhiều, hắn yếu bằng tốc độ nhanh nhất đem Diệp Thần Phong cho giải quyết triệt để rồi, hắn cũng phải đem Diệp Thần Phong tứ chi cho kéo xuống đến, sau đó tại đem Diệp Thần Phong cho tự tay giết. Bốn đại ma tướng phối hợp huyết thiên áp sát Diệp Thần Phong, huyết trời vẫn là trước mắt thời gian tựu đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, lúc này tốc độ càng nhanh hơn một chút, hai tay bay thẳng đến Diệp Thần Phong vai chộp tới rồi nỗ lực muốn đem Diệp Thần Phong hai cánh tay cho lôi kéo xuống, miệng quát Diệp Thần Phong, người nhất định chỉ có thể chết ở ta huyết thiên trong tay. Mà Diệp Thần Phong lúc này ống tay áo dưới trên cánh tay phải, hai cái màu đỏ tơ máu lấp lánh lên, tại hai cái tơ máu lóe lên trong nháy mắt, Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế lần thứ hai đi lên nhanh chóng kéo lên. Người hai cánh tay, ta muốn rồi. Huyết thiên hai tay của chộp vào Diệp Thần Phong hai con trên bả vai, nhưng hai tay của hắn trực tiếp xuyên qua diệp thần phong vai đây chỉ là diệp thần phong một đạo tản ảnh mà thôi chân chính diệp thần phong xuất hiện rơi xuống huyết thiên sau lưng nói ra trên đất huyền giới thời điểm ta hay là thực lực không bằng ngươi nhưng bây giờ ngươi ở trước mặt ta liền cái chả là cái cóc khô gì rồi dù sao trên đất huyền giới đỉnh phong trong trận chiến ấy diệp thần phong cuối cùng mượn lão bạch cùng lão hắc sức mạnh hắn mới thuận lợi chiến thắng huyết thiên bất thình lình một màn, để cách đó không xa khổng chí núi ngẩn người. Mà huyết thiên khi nghe đến sau lưng thanh âm sau, sống lưng hắn cốt một trận phát lạnh, về phần bốn đại ma tướng nhưng là hoàn toàn ngốc trệ. Rõ ràng vừa vặn được huyết thiên đẩy lui diệp thần phong, tốc độ của hắn làm sao lập tức trở nên nhanh như vậy. Nhanh liền huyết thiên đều phản ứng không kịp. Sau lưng thanh vân kiếm rút ra. Hàn quang lóe lên. Diệp thần phong đem nhị chuyển sức mạnh phát vung tới cực hạn, nắm thanh vân kiếm cánh tay phải nhanh chóng ở trong không khí vung lên. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bạch, 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 thanh âm không ngừng ở trong không khí vang lên. Đợi đến Diệp Thần Phong đem thanh vân kiếm thả lại trên lưng thời điểm. Huyết thiên cùng bốn đại ma tướng năm người này, trên bả vai của bọn họ cùng trên đùi mới chậm rãi xuất hiện một đạo vết máu. Sát theo đó, huyết thiên cùng bốn đại ma tướng hai cánh tay rơi vào trên mặt đất, bắp đùi của bọn hắn cũng cùng thân thể của mình chia lìa. Phù phù, phù phù, phù phù. Mất đi hai tay hai chân huyết thiên cùng bốn đại ma tướng, bọn hắn trong nháy mắt ngã ngã xuống trên mặt đất, bọn hắn trong đầu suy nghĩ chậm mấy giây sau đó trong cổ họng mới phát ra thống khổ tiếng hử lạnh. Cả cái gì chiến kỹ đều không có thi triển, Diệp Thần Phong liền cực kỳ nhẹ nhõm chiến thắng Ma Đế Huyết Thiên cùng bốn đại ma tướng. Huyết Thiên một mặt phẫn nộ mà lại không cam lòng trừng lên Diệp Thần Phong, trong miệng của hắn không ngừng nói xong, không thể, cái này không thể nào, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ban đầu ở địa huyền giới thời điểm, hắn Huyết Thiên cùng Diệp Thần Phong vẫn có thể chiến đấu khí thế ngất trời, mà bây giờ hắn lại bị Diệp Thần Phong đơn giản như vậy giải quyết xong vậy làm sao có thể để huyết thiên tiếp nhận, loại này tranh lệch quá lớn. Huyết thiên đồng dạng cũng biết, hắn và Diệp Thần Phong trong lúc đó đã có một loại không thể vượt qua tranh lệch rồi. chương 1926, hơi thắng một tính. Trong miếu đổ nát tràn đầy huyết thiên không cam lòng tiếng gào thét. Hai tay cùng hai chân một lần nữa được Diệp Thần Phong phế bỏ, huyết thiên nội tâm còn sót lại một chút tự kiêu, cũng toàn bộ hoàn toàn bị Diệp Thần Phong cho đạp vỡ, Dựa vào cái gì hắn Huyết Thiên đã đến Thiên Huyền giới, sau đó hắn liền muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mà Diệp Thần Phong nhưng có thể gia nhập ba đại tông môn một trong Thanh Nguyệt Tông, thậm chí có thể tham gia Thiên Huyền giới 500 năm một lần Thiên Huyền thịnh điển. Nguyên bản tối thiểu tại về mặt thực lực có thể vượt qua Diệp Thần Phong một bậc, Huyết Thiên nguyên cho là mình có thể tự tay giết Diệp Thần Phong, nhưng cuối cùng hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt lại có vẻ như vậy không đỡ nổi một đòn. Hồi tưởng ban đầu ở địa huyền giới cái kia đỉnh phong trong trận chiến ấy, Diệp Thần Phong là tiến bộ như thế thần tốc, mà hắn huyết trời đã được Diệp Thần Phong hoàn toàn bỏ qua rồi. Cho tới bây giờ Huyết Thiên rốt cuộc hiểu rõ, tại sao tại Giao Long Thành gặp gỡ sau, Diệp Thần Phong sẽ có vẻ bình tĩnh như vậy rồi, đó là bởi vì hắn Huyết Thiên tại Diệp Thần Phong trong mắt, vốn là một cái không đáng sợ khiêu lương tiểu sử rồi. Nhìn trên mặt đất tay chân đều mất đi Huyết Thiên cùng bốn đại ma tướng, trên mặt hắn không có bất kỳ phẫn nộ, dù sao huyết thiên cùng bốn đại ma tướng ở trong mắt không đáng kể chút nào đồ vật. Lấy vừa vặn Diệp Thần Phong biểu hiện ra sức chiến đấu, hiện tại khổng trí núi biết tại sao Diệp Thần Phong có thể gia nhập Thanh Nguyệt Tông rồi, lấy mới vừa sức chiến đấu mà nói, Diệp Thần Phong tại Linh Châu miễn cưỡng có thể có thể xưng tụng là thiên tài rồi, dù sao huyết thiên cùng bốn đại ma tướng nhưng là liền một lần niết bàn cũng không có trải qua. Khổng trí núi không có vội vã động thủ, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, thật có của ngươi chút thực lực, nhưng này còn xa xa chưa đủ. Ngươi cho rằng ngươi có thể lướt qua nhiều cấp như vậy chiến thắng ta. Ngươi chỉ là khu khu niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, mà ta có hóa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong. Ta cũng không có thời gian ở nơi này hao tổn rồi. Đối phó ngươi thực lực như vậy ngươi, ta một chiêu là có thể chấn vỡ tâm mạch của ngươi rồi. Ta thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin lẽ nào ngươi trả giấu giếm thực lực sao? Vậy hãy để cho ta đến hảo hảo kiến thức kiến thức đi. Không có lại qua nhiều nhiều lời. Mãnh liệt màu đen linh khí từ khổng chí ngọn núi bên trong bộc phát ra, dường như mở ra cái miệng lớn như chậu máu giống cự thú, hướng về diệp thần phong thôn vệ mà đi. Khổng chí núi không khí bốn phía một trận hỗn loạn, một trận gió giật đột nhiên quát lên, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ toàn bộ trong miếu đổ nát đều bị khổng chí núi thật khí thế cho bao phủ lại rồi. Mất đi tay chân huyết thiên cùng bốn đại ma tướng, bọn hắn đang nhìn đến khổng chí núi toàn lực đánh ra, trong đó huyết thiên khóe miệng lần nữa lướt ra nụ cười, nụ cười trên mặt hắn phảng phất như địa ngục ma quỷ, giữ tợn khiến người ta một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hắn liều lĩnh quát, diệp thần phong, tự coi như ngươi có thể chiến thắng ta thì lại làm sao? Ngươi vẫn là không cải biến được hôm nay muốn chết vận mệnh, tay chân của ta vẫn có thể sống lại, mà ngươi Diệp Thần Phong không có phục sinh khả năng. Tại huyết thiên điên cuồng gầm rú giữa, Diệp Thần Phong trước mặt không gian một trận rung động, khổng chí núi thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, hóa thần cảnh bảy tầng thật khí thế áp bức Diệp Thần Phong, này khổng chí núi từng ở niết bàn cảnh chỉ đã trải qua nhị chuyển niết bàn mà thôi. Khổng chí núi thấy Diệp Thần Phong không nhúc nhích đứng đấy, trên mặt hắn biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong mặt đối tốc độ của hắn, căn bản là không kịp làm suốt bất kỳ phản ứng nào, này đã sớm tại trong dự liệu của hắn rồi. Bóng người tại xuất hiện trong nháy mắt, khổng chí núi bàn tay phải khép lại rồi. Chỉnh bàn tay hướng về Diệp Thần Phong trái tim đâm tới. Khổng chí núi khép lại thủ trưởng giống như một thanh sắc bén trùy thủ. Trong không khí phát ra tiếng cọ sát chói tai, hẳn là khổng chí núi thủ trưởng cùng không khí ma sát vọng lại nồng nặc màu đen linh khí dựa vào trên bàn tay, thế như trẻ che sắc bén. phảng phất có thể đâm thủng tất cả trở ngại. Theo, khổng chí núi thủ trưởng càng đến gần càng gần. Diệp thần phong ngực quần áo đã vỡ nứt ra, từng đạo sắc bén tại bộ ngực hắn tạo thành từng cái từng cái vết máu. Mắt thấy khổng chí núi thủ trưởng yếu đâm vào diệp thần phong ngực bên trong rồi. Khổng chí sơn giã hầu như có thể khẳng định. Diệp Thần Phong trăm phần trăm sẽ chết khi hắn này trong vòng nhất chiêu rồi. Nhưng mà, Diệp Thần Phong cũng đang thôi thúc lên trên cánh tay phải chín cái màu đỏ tơ máu, đối mặt hóa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cao thủ, Diệp Thần Phong căn bản không có ẩn giấu thực lực cần thiết. Một bên huyết thiên trên mặt tràn ngập hưng phấn nụ cười, ở trong lòng hắn kết cục thật giống sớm đã xác định rõ ràng đồng dạng. Tại khổng chí núi quả đấm khoảng cách Diệp Thần Phong còn có 5cm thời điểm. Diệp thần phong dưới chân bước chân đột nhiên lui về phía sau một bước, này làm cho khổng chí núi cao mày, hắn không nghĩ tới diệp thần phong tại khí thế của hắn chèn ép xuống, lại còn có thể có hành động. Bất quá, khổng chí núi thủ trưởng vẫn cứ tại chiều diệp thần phong ngực đâm tới. Mà diệp thần phong nắm tay phải cũng oanh kích ra, hắn trên cánh tay phải chín cái tơ máu không ngừng lập lòe, trong cơ thể khí thế nhanh chóng kéo lên, lại kéo lên. Khổng Chí Núi mơ hồ cảm thấy một tia không đúng, vừa vặn ở trong chiến đấu hắn đã không có thời gian dư thừa suy tư. Diệp Thần Phong nắm tay phải chặn lại rồi Khổng Chí Núi đâm tới bàn tay phải, Khổng Chí Núi miệng quát cho phá. Phá ra cho ta. Khổng Chí Núi muốn đem Diệp Thần Phong cánh tay phải cho trực tiếp phế bỏ. Nhưng là một giây sau, từ Diệp Thần Phong nắm tay phải bên trong rõ ràng bạo phát ra một cỗ sức mạnh kinh khủng nguồn sức mạnh này cuồn cuộn không đoạn bạo đi ra đem khổng chí núi sức mạnh chống đối rơi mất một phần lớn ầm um, một tiếng cuối cùng diệp thần phong dưới chân bước chân lui về phía sau năm bước nắm tay phải thượng che kín tiên huyết mà khổng chí núi thì đứng tại chỗ động cũng không động nhưng khổng chí núi sắc mặt khó xem tới cực điểm vừa vặn cái kia đâm một cái hắn sử dụng hóa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cực hạn sức mạnh nhưng kết quả diệp thần phong chỉ là được đẩy lui năm bước Liên một chút nội thương đều không có được. Này làm cho Khổng Chí Núi cảm thấy khó mà tin nổi, Diệp Thần phong rõ ràng chỉ là Niết Bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ người mà thôi, sức chiến đấu làm sao sẽ cường hãn như thế? Một bên ngã trên mặt đất Huyết Thiên cùng bốn đại ma tướng, vẻ mặt của bọn họ đã sớm động lại, Huyết Thiên trong con ngươi tràn đầy khủng hoảng cùng không dám tin tưởng, hắn phi thường rõ ràng Khổng Chí Núi thực lực, coi như là 10 cái hắn cũng không phải Khổng Chí Núi đối thủ bây giờ tại khổng chí núi toàn lực suốt kích dưới, Diệp Thần Phong chỉ là được đẩy lui 5 bước. Diệp Thần Phong mới đến thiên huyền giới thời gian bao lâu? Hắn làm sao có khả năng có loại này tiến bộ kinh người? Trước đó tại Thanh Nguyệt Tông Linh Thuyền trong phòng tu luyện, đối mặt cái kia từng cây từng cây tối thiểu cần trải qua nhị chuyển niết bàn hóa thần cảnh bảy tầng cường giả đỉnh cao mới có thể oanh kích xấu cọc gỗ. Diệp Thần Phong tại không có tiến vào cuồng bạo thời điểm. Hắn tùy ý một quyền, chỉ có thể tải trên gỗ lưu lại một hố nhỏ. Nhưng, đó chỉ là hắn tùy ý một quyền, có ở đây không thi triển chiến kỹ dưới tình huống. Hắn hay là so với nhị chuyển niết bàn hóa thần cảnh bảy tầng cường giả đỉnh cao yếu hơn một chút, nhưng nếu như sử dụng tới chiến kỹ, như vậy tất cả cũng chưa chắc đã nói được rồi. Lại mà cho dù là cùng đẳng cấp bên trong, mỗi người sức chiến đấu cũng khác nhau, này khổng chí núi sức chiến đấu rõ ràng không phải rất mạnh. Khổng Chí Núi tốt xấu cũng là Hắc Ma Tông nội môn trưởng lão, hắn ngay đầu tiên lần nữa hướng về Diệp Thần Phong bạo vào tới. Bây giờ Khổng Chí Núi đã quên đi rồi yếu một chiêu giải quyết Diệp Thần Phong sự tình rồi, được một tên địa huyền giới đi tới tiểu tử chặn lại rồi chính mình một đòn toàn lực, này làm cho Khổng Chí Núi trong lòng cũng cực kỳ không sảng khoái. Khổng Chí Sơn tướng sức mạnh cùng tốc độ phát vung tới cực hạn, Diệp Thần Phong tuy nói là cửu chuyển niết bàn, nhưng thực lực của hắn dù sao chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ mà thôi, đối mặt khổng trí núi tốc độ cùng sức mạnh, hắn có chút đáp ứng không xuể. Diệp thần phong tại thân thể nhanh chóng đã vận hành lên chiến vương cường thân quyết. Này chiến vương cường thân quyết tổng cộng có 5 tầng, chỉ cần đến tầng thứ 3 là có thể thi triển một chiêu tên là chiến vương giận chiêu thức. Này chiến vương nộ có thể đang đối chiến trong quá trình, theo chiến ý tăng lên càng chiến càng hăng, có thể nói là gặp mạnh thì mạnh, gặp nhược thì yếu, Diệp Thần Phong cũng sớm đã đột phá đến chiến vương cường thân quyết tầng thứ ba rồi. Chiến vương nổ, Diệp Thần Phong thân trong nháy mắt chiến ý dâng trào, nhưng hắn đối mặt khổng chí núi công kích vẫn còn có chút chật vật, nhưng khổng chí núi trong lúc nhất thời cũng không cần Diệp Thần Phong tính mạng, tại khổng chí núi càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, muốn thi triển chiến kỹ thời điểm. Diệp Thần Phong lại chủ động tiến lên đón, căn bản không cho khổng chí núi thi triển chiến kỹ cơ hội. Theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, Diệp Thần Phong trên người chiến ý càng ngày càng nồng đậm, khí thế của hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Tốc độ cùng sức mạnh đang dần dần đuổi tới khổng chí núi. Này chiến vương nộ tại phát huy tác dụng. Khổng chí núi là càng chiến càng kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn trước mặt Diệp Thần Phong thực sự quá tả môn, này thật chỉ là một cái niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tiểu tử sao ầm um, một tiếng lần nữa đối oanh một quyền sau đó khổng chí núi mượn diệp thần phong đánh tới sức mạnh bóng người nhanh chóng chợt lui dùng này để diệp thần phong tạm thời theo không kịp tốc độ của hắn tại trượt lui trong quá trình khổng chí núi trong cơ thể linh khí phóng lên trời bàn tay của hắn nhanh chóng đánh ra hắc ma trưởng ma khí nồng nặc tại khổng chí núi quanh thân tăng vọt lên bàn tay của hắn bên trên ánh sáng màu đen lấp lánh. Hắc sắc ma khí đem khổng chí núi thân thể bao vây ở trong đó, không gian chung quanh là một trận không ổn định, một cỗ vô cùng kinh khủng sức mạnh từ hắc sắc ma khí bên trong đánh sâu vào đi ra, nguồn sức mạnh này hướng về diệp thần phong đánh tới, trong quá trình trùng kích tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn ấn, phàm là bàn tay màu đen ấn trải qua mặt đất, trên mặt đất toàn bộ được hủ thực, liền ngay cả trong không khí cũng phát ra xì 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 si xì, si, thanh âm, thật giống không khí cũng đang được ăn mòn như thế. Diệp thần phong đang nhìn đến trước mắt tình cảnh này sau, hắn không chút do dự nào liền bàn tay phải kết ấn rồi, trong không khí nhất thời trưởng ấn liên tục. Bàn tay hắn kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong cơ thể linh khí đang nhanh chóng bị rút đi, sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn hơi hơi vận chuyển một ít. Không gian chung quanh vặn vẹo lợi hại bàn tay phải thượng tràn ngập một cổ kinh khủng uy năng, Diệp Thần Phong đem trầm trọng vô cùng bàn tay phải vỗ ra. Long thần phiên thiên ấn, một ấn nhưng phiên hải. Không khí chung quanh tạo nên từng đợt gợn sóng, giống như là sôi trào nước biển bình thường. Một con màu trắng cự đại thủ trưởng ấn hình thành trong nháy mắt, lập tức lại đón nhận bàn tay màu đen ấn. Oanh, một tiếng, chỉ là dừng lại một giây đồng hồ bàn tay màu trắng ấn trong nháy mắt cắn nuốt bàn tay màu đen ấn, tiếp tục nhanh chóng hướng về khổng chí núi đập tới. Khổng chí núi giờ khắc này trên mặt tràn đầy sợ hãi, môi hắn run rẩy nói ra, nhất tinh bí pháp. Đây tuyệt đối là nhất tinh bí pháp power. Oanh, lại một âm thanh. Bàn tay màu trắng ấn đem khổng chí núi cho thôn phệ ở trong đó. Có thể nói Diệp Thần Phong là hơn một chút rồi. chương 1927, Cuồng Bạo Oai tại bàn tay màu trắng ấn cùng bàn tay màu đen ấn oanh kích ở chung với nhau thời điểm. Miếu đổ nát biến thành phế tích. Mất đi tay chân ma đế huyết thiên cùng bốn đại ma tướng, bọn hắn ngược lại là vận khí cực tốt không có bị đặt ở phế tích bên dưới. Trong bầu trời đêm treo một vòng trong sáng mặt trăng, ngân bạch sắc nguyệt quang chiếu vào mảnh này hoang vu khu vực. Ma đế huyết trời đang nhìn đến bàn tay màu trắng ấn đem khổng chí núi sau khi cắn nuốt, trong lòng của hắn không cam lòng cùng phẫn nộ biến thành không ngừng không nghỉ tuyệt vọng, khổng chí núi là thứ thiệt hóa thần cảnh bảy tầng cường giả đỉnh cao, diệp thần phong làm sao có khả năng chiến thắng khổng chí núi. Nhưng sự thực liền bày ở trước mắt, này làm cho huyết thiên không muốn tin tưởng cũng không được rồi. Diệp thần phong nhìn về phía trước được bàn tay màu trắng ấn thôn vệ khổng chí núi, hắn biết nhất định muốn mau chút giải quyết nơi này phiền toái, tuy nói nơi này so sánh hoang vu, thế nhưng chỉ sợ cũng cực kỳ dễ dàng gây nên còn lại người tu luyện chú ý, đặc biệt là Trung Châu phái tới đốc xúc linh châu thiên huyền thịnh biển cái vị kia thiên thần cảnh sứ giả. Đợi đến bàn tay màu trắng ấn tản đi, trên mặt đất xuất hiện một cái lớn vô cùng hố sâu, cả người máu me đầm đìa khổng chí núi từ trong hố sâu bò đi ra, hắn quần áo trên người đã hoàn toàn hư hại, thậm chí có chút áo không đủ che thân rồi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trên da che kín từng đạo khủng bố vết thương liền ngay cả trên đầu của hắn cũng nứt ra rồi mấy cái khe nhỏ, cả người như cùng là trong địa ngục ác quỷ. Khổng chí núi được tiên huyết che kín trên mặt tràn đầy vô tận phẫn nộ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết thương đau đến hắn cơ thể hơi run rẩy. hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại còn hội nhất tinh bí pháp. Hơn nữa dựa theo vừa vặn power đến xem, tối thiểu nhất là nhất tinh bí pháp bên trong đỉnh cấp rồi, hắn nhưng chưa từng nghe nói Thanh Nguyệt Tông có như vậy nhất tinh bí pháp diệp thần phong nhìn xem lên cơn giận dữ khổng chí núi hắn bình thản nói ra ta đã sớm nói để cho các ngươi cùng lúc lên rồi nhưng các ngươi một mực không nghe hôm nay không phải ta diệp thần phong tử kỳ mà là giờ chết của các ngươi diệp thần phong thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông hắn dự định thừa thế sông lên đem khổng chí núi giải quyết mà khổng chí núi lại điên cuồng bắt đầu cười lớn ha 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 tiểu tử người nghỉ ngung cuồng hơn ta không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch. Hôm nay ta khổng chí núi định muốn tự tay chấm dứt tính mạng của ngươi. Chuyện đến nước này, khổng chí núi đã bắt đầu hoài nghi Diệp Thần Phong cũng không phải địa huyền giới tới rồi, bằng không tại sao Diệp Thần Phong mới chỉ là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, lại có thể đưa hắn bực này hóa thần cảnh bảy tầng người làm cho chật vật như vậy, dưới cái nhìn của hắn chỉ có trung châu những thiên tài đó, mới có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Tại Diệp Thần Phong thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông lúc. Khổng Chí núi dĩ nhiên trực tiếp đem nửa người dưới quần kéo xuống, này làm cho Diệp Thần Phong trong nháy mắt trợn to hai mắt, này Khổng Chí núi muốn làm gì? Hắn lẽ nào bị đánh choáng váng sao? Nhưng mà, càng làm cho Diệp Thần Phong trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra, chỉ thấy Khổng Chí núi trên tay phải ngưng tụ nhất cổ sắc bén linh khí, hướng về dưới mình nửa người vật kia vung một cái sắc bén linh khí trong nháy mắt đưa hắn vật kia đem cắt xuống. Khổng chí núi trong cổ họng rên khẽ một tiếng, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng cực kỳ. Tình cảnh này, một loại cực kỳ cổ quái bầu không khí tại bốn phía khuếch tán. Này khổng chí núi dĩ nhiên chính mình đem chính mình biến thành thái giám. Diệp thần phong thật có loại muốn chỗ vỡ cười to kích động, thật sự là khổng chí núi hành vi buồn cười quá một ít. Khổng chí núi nhanh chóng để được rồi quần, Tại Diệp Thần Phong trong lòng bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, đột nhiên trong lúc đó. Khổng chí núi khí thế trên người trong dây lát tăng vọt, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, hắn khí thế trên người so với trước kia trọn vẹn vọt lên gấp đôi. Dính đầy tiên huyết trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, quát tiểu tử. Là ngươi làm cho ta không thể làm chân chính nam nhân, ta nhất định muốn cho ngươi sống không bằng chết. Khổng chí núi thanh âm trở nên hơi sắc bén rồi. Này Khổng Chí Núi từ nhỏ liền tu luyện một loại tên là Hóa Ma Quyết công pháp. Này Hóa Ma Quyết cũng không phải Hắc Ma Tông bên trong có, mà là Khổng Chí Núi tại một lần trong lúc vô tình lấy được. Nếu như muốn đem Hóa Ma Quyết Power toàn bộ triển khai ra, như vậy liền nhất định phải cắt của mình vật kia, nhưng Khổng Chí Núi thân là người trong ma đạo, hắn vẫn tương đối yêu thích nữ nhân, cho nên hắn một mực không nỡ bỏ đem chính mình vật kia cho cắt. Cho đến giờ phút này, hắn được Diệp Thần Phong làm cho cùng đường mặt lộ rồi, hắn nhất định phải đem hóa ma quyết bao ơ hoàn toàn thi triển ra. Tay chân được chém hay là vẫn có thể hồi sinh, nhưng nam nhân vật kia cực kỳ đặc thù, là không có cách nào để cho tái sinh. Ma khí nồng nặc từ khổng chí ngọn núi bên trong cuồn cuộn không đoạn tràn ra tới, cảm thụ trong cơ thể mình sức mạnh, trên mặt hắn tràn đầy tự tin, hắn không kịp đợi muốn hảo hảo dằn vặt một phen Diệp Thần Phong rồi, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Diệp thần phong không nghĩ tới khổng chí núi đem mình đồ chơi kia cắt sau đó hội nhất thời thực lực tăng mạnh, nhìn xem biến mất ở nguyên chỗ khổng chí núi. Diệp thần phong vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn phát hiện có phần bắt giữ không tới khổng chí núi thân ảnh rồi. Đợi đến diệp thần phong hoàn toàn bắt lấy khổng chí núi thân ảnh lúc. Đã tới không kịp né tránh cùng ra chiêu. Oanh, một tiếng, Diệp Thần Phong ngược thừa nhận lấy khổng trí núi cực hạn một đòn, bóng người bay ngược đồng thời, trong miệng phun ra hai ngụm máu lớn đến. Bóng người bị oanh bay Diệp Thần Phong, hắn cuối cùng đứng ổn định ở miếu đổ nát phế thích lưu lại nửa mặt vách tường trước, sau dựa lưng vào trên vách tường. Huyết Thiên cùng bốn đại ma tướng nhìn thấy khổng trí núi thực lực tăng mạnh, Diệp Thần Phong tại khổng trí núi tay bên trong căn bản không có sức đánh trả rồi, Huyết Thiên trên mặt tuyệt vọng biến mất rồi hắn lần thứ hai lộ ra nụ cười rử tợn đến, Diệp Thần Phong, xem ra ngươi vẫn là tránh không khỏi vừa chết vận mệnh, hôm nay nơi này nhất định là ngươi táng sinh đất. Trong miệng phun ra hai ngụm máu lớn Diệp Thần Phong, tay hắn lưng lau lau khóe miệng, hắn không để ý đến huyết thiên, ánh mắt nhìn khổng chí núi nói ra, ngươi cũng cho là ta chắc chắn phải chết sao. Khổng chí núi không có vội vã công kích, hắn hẳn là muốn phải từ từ dần vặt dần vặt Diệp Thần Phong, hắn cười lạnh nói, ngươi cho là mình còn có sống tiếp khả năng. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy, ngươi để cho ta cũng lại không làm được một người đàn ông rồi, ta cũng phải đem người vật kia phế bỏ đi. Diệp thần phong trong cơ thể đã tại bắt đầu vận chuyển phượng hoàng áo nghĩa rồi, nguyên bản một chiêu này hắn là dự định lưu đến Trung Châu Thiên Huyền Thịnh Điển đang sử dụng, xem ra bây giờ cần sớm dùng tại khổng chí núi trên người. Dù sao khí thế tăng lên gấp đôi khổng chí núi, diệp thần phong nếu như không thi triển cuồng bạo hắn cơ hồ là không có phần thắng được rồi trong cơ thể phượng hoàng áo nghĩa vận chuyển càng lúc càng nhanh diệp thần phong lãnh đạm nói chuẩn bị chờ chết đi suốt tiếng trong nháy mắt phượng hoàng áo nghĩa vận chuyển tốc độ được thôi thúc đã đến cao nhất cuồng bạo diệp thần phong tay phải trên mu bàn tay đột nhiên hiện lên một con hỏa phượng hoàng đồ án nhất cổ lửa nóng vô cùng năng lượng lập tức ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá lên, nhiệt độ chung quanh đang không ngừng lên cao. Sóng nhiệt cuồn cuộn, xương trắng bao phủ. Tại trong xương mù trắng, diệp thần phong tóc biến thành đỏ như màu máu, con mắt cũng trở thành sáng rực rỡ màu đỏ. Trên người được ngọn lửa nhàn nhạt cho lượn lờ. Trong cơ thể hắn khí thế nhanh chóng kéo lên. Hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ. Hóa thần cảnh tầng hai sơ kỳ hóa thần cảnh tầng ba sơ kỳ cuối cùng khí thế vững vàng như ngừng lại hóa thần cảnh bốn tầng sơ kỳ xương trắng tản đi mái tóc cùng ánh mắt đỏ như máu sắc một mảnh trên người vòng quanh nhạt ngọn lửa màu đỏ khí thế tăng lên tới hóa thần cảnh bốn tầng diệp thần phong hắn cặp kia yếu phun ra lửa con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm khổng chí núi mà khổng chí núi hoàn toàn bị chấn nhiếp rồi bất quá hắn vẫn là đệ nhất thời gian tỉnh táo lại hắn quát lên, chớ ở trước mặt ta giả thần giả quỷ rồi, người chỉ là đang hư trương thanh thế. Ồ, có đúng không? Diệp thần phong bây giờ cuồng bạo trạng thái chỉ có thể duy trì 10 giây, hắn nhưng không có thời gian cùng khổng chí núi nhiều lời. Dưới bàn chân ngọn lửa màu đỏ phun trào, trong không khí để lại từng đạo ánh lửa, khổng chí núi rõ ràng hoàn toàn phân biệt không ra diệp thần phong thân ảnh rồi, trong lòng của hắn rốt cuộc tràn đầy sợ hãi hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong một chỗ huyền dưới người, trên người làm sao sẽ lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp. Coi như là Trung Châu thiên tài chỉ sợ cũng chỉ đến như thế rồi. Lửa nóng áp sát, khổng chí núi hướng bên trái đột nhiên vung quyền. Đáng tiếc một giây sau, Diệp Thần Phong đột nhiên từ khổng chí núi bên phải xuất hiện, tay phải nhanh chóng giữ ở khổng chí núi cổ. Khổng chí núi cảm giác được trên cổ nóng rực sát cơ, hắn mở miệng nói, ngươi, người không thể đủ giết ta, ta. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe từ khổng chí núi cổ bên trong truyền ra tỉ mỉ tiếng xương vỡ vụn, Diệp Thần Phong bình thản nói ra ta không rảnh nghe ngươi nhiều lời. Cách đó không xa huyết thiên cùng bốn đại ma tướng, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong bóp nát khổng chí núi cổ, bọn hắn trong con ngươi tràn đầy không dám tin tưởng, vừa vặn khổng chí núi rõ ràng tăng lên gấp đôi thực lực, nhưng kết quả khổng chí núi lại bị thua càng thêm hoàn toàn chương 1928, dạ yến, thịnh biển sớm, ngăn ngắn 3 giây. Khổng chí núi đã bị Diệp Thần Phong giải quyết. Trên người lượn quanh lửa Diệp Thần Phong, hắn huyết mái tóc màu đỏ tại dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ chói mắt. Mất đi tay chân huyết thiên cùng bốn đại ma tướng, bọn hắn không kiềm hãm được nín thở, đã đến trước khi chết thời khắc này, huyết thiên trong lòng chả là cực kỳ không cam lòng, hắn đã từng chính là địa huyền giới bá chủ, đã từng hắn và Diệp Thần Phong vẫn có thể chiến đấu một mất một còn, nhưng hôm nay Diệp Thần Phong đã trở thành hắn huyết thiên ngưỡng vọng tồn tại. Đồng dạng là cùng đi đến thiên huyền giới, dựa vào cái gì Diệp Thần Phong có thể có loại này tiến bộ kinh người? Liền ngay cả Tô Băng Vân cũng có thể tham gia thiên huyền thịnh điển, duy nhất hắn huyết thiên phải giống như con chó như thế cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này, hắn thật sự không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Diệp thần phong không muốn tại làm lỡ thời gian, một khi 10 giây đồng hồ đi qua, hắn từ cuồng bạo trạng thái trong đi ra ngoài, như vậy hắn sẽ rơi vào một quãng thời gian vô lực trạng thái. Bây giờ huyết thiên cùng bốn đại ma tướng tay chân toàn bộ không còn, Diệp Thần Phong phải giải quyết bọn hắn quả thực là truyền tay sự tình. Trên người hỏa nhiệt năng lượng bốc hơi, cánh tay phải ở trong không khí liên tục vung năm lần, trong không khí được ném ra từng cái từng cái ngọn lửa màu đỏ năm thanh tràn ngập cuồng bạo sức mạnh hỏa nhận, ở trong không khí ngưng tụ mà thành. Này năm thanh hỏa nhận hướng về huyết thiên cùng bốn đại ma tướng nhanh chóng bạo. Bắn mà ra, huyết thiên cùng bốn đại ma tướng nhìn thấy hướng chính mình tập kích qua tới hỏa nhận, bọn hắn căn bản là muốn tránh cũng không được, huyết thiên trong con ngươi che kín tơ máu, hắn quát diệp thần phong. Ta không cam lòng, ta không cam lòng chết trong tay ngươi thượng. Ta huyết thiên chính là địa huyền giới vương giả, ta. CC, 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 xì Huyết Thiên thanh âm im bật đi, trong đó một cây đuốc nóng trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn. Mà đổi thành bên ngoài bốn cái lửa nóng cũng không nghi ngờ chút nào xuyên thấu bốn đại ma tướng đầu. Nhìn thấy Huyết Thiên cùng bốn đại ma tướng sau khi chết, Diệp Thần Phong trong lòng khẽ thở một hơi. Mười giây đồng hồ đã đến. Lượn lờ tại hắn ngọn lửa trên người biến mất rồi tóc của hắn cùng con mắt cũng khôi phục bình thường màu sắc, thực lực lần thứ hai về tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ, bên trong thân thể cảm giác được một trận thoát lực, trên trán toát ra chừng hạt đậu mồ hôi hột, chỉ là có thể miễn cưỡng đứng tại chỗ rồi. Nhớ lúc đầu trên đất huyền giới thời điểm, mà đế huyết thiên thức tỉnh, làm cho toàn bộ huyền giới đều lòng người bàng hoàng. Ban đầu ở địa huyền giới ma đế huyết thiên còn muốn thu phục diệp thần phong đây này mà bây giờ huyết thiên lại đã bị chết ở tại diệp thần phong trong tay diệp thần phong cùng huyết thiên ân hoán cũng vào hôm nay cuối cùng cũng coi như hỏa thượng một cái viên mãn dấu chấm tròn rồi diệp thần phong hướng về bỏ vào trong miệng mấy viên bổ linh đan hắn muốn đem huyết thiên cùng khổng chí núi đám người thi thể xử lý mà khi trong cơ thể hắn vừa vặn khôi phục một điểm linh khí thời điểm lông mày của hắn trong nháy mắt chăm chú nhíu lại hắn cảm giác được có nhất cổ khí thế cường hãn đang nhanh chóng tiếp cận nơi này, e sợ không dùng được mấy giây là có thể đã tới. Diệp thần phong không lo được huyết thiên cùng khổng chí núi đám người thi. Thể rồi, thân ảnh của hắn vội vã tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, dù sao không có ai sẽ biết bị sát hại huyết thiên đám người. Tại Diệp Thần Phong tiến vào tiểu thế giới 2 giây đồng hồ sau, một vệt bóng đen giống như quỷ mị xuất hiện tại miếu đổ nát phế tích trước ngân bạch sắc nguyệt quang chiếu vào bóng đen này thượng bóng đen này người mặc một bộ trường sam màu đen sắc mặt có mấy phần bệnh trạng trắng xanh hắn chính là một người trung niên nam nhân trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng ho khan bất quá tên này đàn ông trung niên khí thế trên người lại phi thường mạnh mẽ tối thiểu có thiên thần cảnh tầng hai đỉnh phong này đàn ông trung niên chính là trung châu phái tới đốc xúc linh châu thiên huyền thịnh điển sứ giả tiêu vĩnh chiến Tiêu Vĩnh Chiến cũng là tại mới vừa mới vừa cảm giác được giao long bên trong tòa long thành có chiến đấu, hắn liền bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tiêu Vĩnh Chiến đối Linh Châu tất cả đại tông môn cũng có hiểu một chút. Hắn nhìn trên mặt đất đã bị chết khổng chí núi cùng huyết thiên đám người, những người này mặc trên người quần áo có hắc ma tông tiêu chí, điều này cũng làm cho nói rõ chết những người này là hắc ma tông bên trong. Hắc ma tông cũng tham gia lần này thiên huyền thịnh điển phàm là tham gia thiên huyền thịnh điển tông môn, những tông môn khác là không thể đủ động thủ với hắn. Đây là các đại trung châu nhất lưu thế lực chế định quy tắc, nhưng bây giờ nhưng có người phá vỡ. Này làm cho tiêu vĩnh chiến nhíu chặt lông mày, dù sao hắn là phụ trách đốc xúc linh châu thiên huyền thịnh điển người. Nếu như khiến người khác biết rồi chuyện này, như vậy hắn tuyệt đối là trên mặt tối tăm. Tiêu vĩnh chiến buông ra của mình thần niệm. Lợi dùng thần niệm cẩn thận quét mắt mảnh này hoang vu khu vực, nhưng mỗi một tấc không khí đều cơ hồ cảm ứng đã tới, nơi này trừ bỏ bị giết chết huyết thiên đám người bên ngoài, hắn dĩ nhiên không cảm giác được bất kỳ khí tức gì rồi. Tiêu Vĩnh Chiến rõ ràng nhìn ra được huyết thiên đám người là vừa vặn bị giết, hung thủ không thể nhanh như vậy rời đi, trừ phi hung thủ thực lực khi hắn Tiêu Vĩnh Chiến bên trên. Nghĩ tới chỗ này, sau đó Tiêu Vĩnh Chiến trong cổ họng không nhịn được lần nữa bắt đầu ho khan, lúc này ho khan trong lúc nhất thời không có đình chỉ xuống tiêu vĩnh chiến đưa bàn tay che miệng lại tại ho khan rốt cuộc dừng lại thời điểm chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn là một vũng máu tươi trên miệng của hắn cũng dính đầy vết máu sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt mấy phần hắn tự nói mà thôi mà thôi ta cũng không có thời gian bao lâu có thể sống rồi bằng không gia tộc như thế nào lại phái ta đến chủ trì linh châu thiên huyền thịnh biển đây ta đã là bị gia tộc buông tha cho tiêu vĩnh chiến chu vi linh khí một cơn chấn động không gian nổi lên từng tia một gợn sóng. Bàn tay hắn vung lên, đem huyết thiên đám người thi thể thu nhập trong nhẫn chứa đồ, sau đó, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Thân ở hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới Diệp Thần Phong, hắn một thẳng cảm giác tình huống bên ngoài đây. Đang chờ mấy canh giờ sau đó phát hiện bên ngoài vẫn không có bất cứ dị thường nào, Diệp Thần Phong lúc này mới từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Diệp thần phong trong cơ thể linh khí đã khôi phục, hắn để lão bạch cùng lão hắc tiếp tục giúp hắn thu lại khí thế, thân ảnh của hắn hướng về giao long thành trang viên đi đến. Một đường hữu kinh vô hiểm về tới bên trong gian phòng của mình sau, sắc trời đã là tờ mờ sáng rồi. Diệp thần phong nhắm mắt điều tức, dù sao trước đó hắn nhưng là được khổng chí núi công kích được mấy lần, trên người được một chút nhẹ nhẹ thương thế, bất quá, hắn cũng đã dùng liệu thương đan rồi, đoán chừng trong vòng một ngày là có thể khôi phục lại. Diệp thần phong một mực ở trong phòng nghỉ ngơi. Tận tới lúc giữa trưa phân, Dương Hạo Thiên đám người đến gõ cửa, Diệp thần phong mới đi ra ngoài. Dương Hạo Thiên thần bí hề hề nói ra, thần phong, người cả ngày ngốc ở trong phòng làm gì? Người có biết hay không ngày hôm qua giao Long Thành phát sinh đại sự? Diệp thần phong một mặt không có hứng thú nói, ta quản hắn xảy ra chuyện gì mới đây? dù sao lại không mắc mớ gì đến ta. Diệp thần phong trong lòng mơ hồ đoán được có thể là khổng chí núi cùng huyết thiên sự tình, dù sao bọn hắn thi. Thể được tiêu vĩnh chiến mang đi. Cuối cùng bù tiến tới tham gia thiên huyền thịnh điển thanh nguyệt tông nữ đệ tử tôn tiểu hàm, người cũng cùng dương hạo thiên đám người trà trộn lại với nhau. Này tôn tiểu hàm phi thường dễ dàng thẹn thùng, người đối với Diệp thần phong nói ra, ân công, chuyện phát sinh ngày hôm qua vẫn thật sự cùng ngươi có quan hệ. Trần Nguyên Hùng cũng gật đầu nói, thần phong, người không phải là cùng Hắc Ma Tông cái kia tên gì huyết thiên có cửu oán sao? Tối ngày hôm qua Hắc Ma Tông nội môn trưởng lão khổng trí núi cùng huyết thiên đám người toàn bộ chết rồi, vẫn là Trung Châu tới sứ giả đem bọn hắn thi. Thể mang về. Dương Hạo Thiên cười nói, thần phong, cư nhân của ngươi bị người giết, người phải rất cao hưng chứ. Nếu không phải cái kia khổng trí núi có hóa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong thực lực, ta còn thực sự yếu hoài nghi ngày hôm qua thì ngươi động thủ rồi. Luôn luôn trầm mặc ít nói Lý Tín Văn, hắn trầm mặc liếc nhìn Diệp Thần Phong, Dương Hảo Thiên thì là tiếp tục nói, Thần Phong, bây giờ hắc Ma Tông trưởng lão cùng đệ tử bị giết sự tình, đã lưu truyền đến mức xôn sao rồi, Trung Châu người xứ giả kia tạm thời quyết định đem cử hành thiên huyền thịnh biển tháng ngày sớm một ít. Sau ba ngày, tại đây nơi bên trong trang viên sẽ có một hồi dạ yến, đến lúc đó hết thảy trước tới tham gia thiên huyền thịnh điển tông môn đều phải tham gia, người sứ giả kia cũng sẽ công bố tham gia thiên huyền thịnh điển cần phải chú ý địa phương. Mà thiên huyền thịnh điển được ổn định ở dạ yến sau khi kết thúc ngày thứ nhất. Diệp thần phong chỉ là lặng lẽ gật gật đầu, mà Dương Hảo Thiên lại nói, thần phong, tình thế bây giờ đối với chúng ta thanh nguyệt tông cực kỳ bất lợi, huyền châu kim gia đã sớm buông lời, mà bây giờ hắc ma tông lại ra này việc sự tình, quan trọng nhất là chúng ta cùng hắc Ma Tông trong lúc đó từng có một chút xíu xung đột nhỏ, rất nhiều người cũng hoài nghi đến trên đầu chúng ta đến rồi, lần này chúng ta trên trời huyền thịnh biển bên trong nhất định phải phải cẩn thận. chương 1929, Bài Xích Ba ngày một cái chớp mắt đã trôi qua rồi. Trong ba ngày qua, Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng, Lý Tín Văn Hòa Tôn Tiểu Hàm bốn người này, bọn hắn thành thành thật thật lưu tại Thanh Nguyệt Tông bên trong viện, hầu như liền không có bước ra sân một bước. Mà Diệp Thần Phong ban ngày cũng là ở lại trong nhà, Tiết Huyền Tình thỉnh thoảng sẽ tới trong phòng của hắn tới tìm hắn. Trên căn bản đều là cùng Diệp Thần Phong tùy ý nói chuyện phiếm, xem ra Tiết Huyền Tình thật sự muốn cùng Diệp Thần Phong ở chung nhìn một chút, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng là khổ não không thôi. Đương nhiên mỗi khi đến buổi tối trời tối người vắng thời điểm, Diệp Thần Phong nhưng vẫn là hội lén lút chạy ra ngoài, có lão Bạch cùng lão Hắc giúp hắn thu lại khí thế, coi như là thiên thần cảnh cường giả cũng không cách nào phát hiện. Căn cứ ba ngày nay cảm ứng, Diệp Thần Phong mơ mơ hồ hồ cảm thấy, cái kia truyền thuyết Giao Long đại thể vị trí, chỉ cần khi hắn cho một ít thời gian, hắn tìm tới cái kia con Giao Long cơ hồ là hoàn toàn không thành vấn đề. Màn đêm chậm rãi chậm lại. Đêm nay, Giao Long thành tòa trang viên này nhất định là phi thường náo nhiệt. Này tòa thật to bên trong trang viên có hơn trăm căn sân, ngoại trừ ở ngoài viện, tại trang viên vùng đất trung tâm, còn có một tòa huy hoàng cung điện, giả tiệc hôm nay hay là tại bên trong tòa cung điện kia cử hành. Tại Tiết huyền tình, triệu bá cùng Lý bá dẫn dắt đi, Diệp Thần Phong cùng Dương Hạo Thiên một nhóm người bước ra sân, bây giờ Thanh Nguyệt Tông bị đẩy đến trên đầu sóng ngọn gió rồi, nếu như nếu không phải giả tiệc hôm nay nhất định phải tham gia, như vậy Tiết Huyền Tình vẫn đúng là không có ý định rời đi chỗ này sân. Dọc theo đường đi rất nhiều tông môn nhìn thấy Tiết Huyền Tình các loại thanh nguyệt tông người. Bọn hắn đều rất xa tránh đi đi lại. Thanh Nguyệt Tông được Huyền Châu Kim ra theo dõi, đây cũng không phải là đùa giỡn, một khi cùng Thanh Nguyệt Tông đi quá gần. Rất có thể hội tai bay vạ gió. Dương Hạo Thiên đám người nhìn thấy dọc theo đường đi người, như trốn ôn như thần ẩn núp bọn hắn, này để trong lòng bọn họ cực kỳ không sảng khoái, liền ngay cả Tiết Huyền Tình cũng cau mày. Ước chừng tại hành tẩu sau mười mấy phút, Tiết Huyền Tình cùng Diệp Thần Phong đám người đi tới này tòa cung điện trước. Bên trong cung điện là đèn đuốc sáng trưng. Tại Tiết Huyền Tình cùng Diệp Thần Phong đám người bước vào cung điện thời điểm, chỉ thấy bên trong cung điện bày đầy từng cái từng cái hình chữ nhật bàn, chúng tỷ nữ đang tại bên trong cung điện bận rộn đây. Từng cái từng cái hình chữ nhật trên bàn bày đầy các loại mỹ vị món ngon và rượu ngon. Những này mỹ vị món ngon cũng có thể cũng coi là phổ thông linh thái cùng linh tử rồi, đối người tu luyện thân thể là có tràn ra. Đương nhiên những kia thượng đẳng hoặc là cực phẩm linh thái cùng linh tử. Vậy cũng là giá cả không ít, tại linh châu muốn ăn đến những kia thượng đẳng hoặc là cực phẩm linh thái cùng linh tử, hầu như là không thể nào. Rộng rãi bên trong cung điện đã tới một ít tham gia thiên huyền thịnh điển tông môn, bọn hắn đang nhìn đến thanh nguyệt tông người sau. Bọn hắn rồn dập đi càng thêm xa một chút. Về phần Trung Châu xứ giả tiêu vĩnh chiến, Linh Châu mặt khác hai đại tông môn thông thiên kiếm tông cùng tuyệt mệnh khốc, còn có Giao Long thành thành chủ bọn người còn chưa tới chàng đây. Theo thời gian từ từ chuyển rời, đi tới bên trong cung điện tông môn càng ngày càng nhiều nhưng hết thảy tông môn không ngoài dự tính toàn bộ tránh qua thanh nguyệt tông người, có thể nói tại tiết huyền tình cùng diệp thần phong đám người chu vi 5 mét bên trong, vốn là không có bất cứ người nào. Thanh nguyệt tông là hoàn toàn được bài xích. Không bao lâu thời gian, giao long thành thành chủ vương lập nguyên, hắn cũng ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt thanh nguyệt tông người. Hắn tự mình chào hỏi cái khác tông môn. Từ khi biết được Thanh Nguyệt Tông đắc tội rồi huyền châu kim ra sau đó Vương Lập Nguyên liền quyết định muốn cùng Thanh Nguyệt Tông phân rõ giới hạn. Dương Hạo Thiên nhìn thấy Vương Lập Nguyên không nhìn thẳng bọn hắn, hắn giận không chỗ phát tiết. Nói ra, này cái gì chó má giao long thành thành chủ, hắn trở mặt quả thực so với lật sách còn nhanh hơn. Trước đây không lâu chúng ta vừa vặn đến giao long thành thời điểm, hắn trả khuôn mặt tươi cười đón lấy đây. Hiện tại sẽ giả bộ không quen biết chúng ta diệp thần phong tùy ý nhún nhún vai nói ra hảo thiên người có chỗ không biết rồi trên thế giới này loại kia vẫy đuôi cầu xin chó xù tối đa được những tông môn này bài xích ở bên ngoài diệp thần phong trong lòng cũng có mấy phần khó chịu tiết huyền tình đám người cũng không nghĩ tới diệp thần phong trực tiếp thanh vương lập nguyên nói thành là chó xù hơn nữa diệp thần phong thanh âm cũng không thấp toàn bộ bên trong cung điện người hầu như đều có thể nghe được trong lúc nhất thời bên trong cung điện an tĩnh đáng sợ ầm um, một tiếng vương lập nguyên nắm tại chén rượu trong tay trong nháy mắt nổ tung rồi được một tiểu tử chưa giáo máu đầu nói thành là chó xù hắn đường đường giao long thành thành chủ làm sao có thể chịu được vương lập nguyên nổi giận đùng đùng xuất hiện tại tiết huyền tình trước mặt ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm bình tĩnh diệp thần phong hắn chất vấn tiết tông chủ các người thanh nguyệt tông đệ tử chính là cái này phó đạo đức ta xem các ngươi vẫn là kịp lúc lui ra thiên huyền thịnh điển đi. người như thế căn bản không đủ tư cách tham gia thiên huyền thịnh điển. diệp thần phong là muốn điệu thấp, thế nhưng này có một cái tiền đề, cái kia chính là tại điệu thấp dưới tình huống không bị khinh bỉ, nếu như bị tức, như vậy trả điệu thấp cái giam a hát. tại cử hành thiên huyền thịnh điển trong quá trình, không người nào dám trắng trợn đối thanh nguyệt tông động thủ, như vậy diệp thần phong cũng không cần có kiêng rẻ rồi. Lẽ nào bọn hắn thanh nguyệt tông đê điều, những người này liền sẽ từ bỏ ý đổ sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Người càng biết điều, có lúc những này chó xù liền gọi gọi càng điên cuồng. Đương nhiên Diệp Thần Phong chỉ muốn lấy ra dược phương lệnh đến, hay là có thể làm cho tình huống trước mặt có chỗ giảm bớt. Nhưng hắn một khi đưa ra dược phương lệnh, như vậy liền mang ý nghĩa ghi nợ luyện dược các ân tình rồi. Dược phương lệnh dùng càng nhiều, ân tình liền thiếu càng nhiều. Đối với Diệp Thần Phong loại tính cách này người mà nói, hắn ghi nợ ân tình liền nhất định sẽ trả lại, cho nên hắn không muốn tại trường hợp này dùng dược phương lệnh, loại này tiểu trường hợp liền dùng dược phương lệnh, này chẳng phải là đại tài tiểu dụng rồi. Không đợi Tiết Huyền Tình mở miệng, Diệp Thần Phong liền dẫn đầu nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn Vương Lập Nguyên, nói ra, chúng ta Thanh Nguyệt Tông đệ tử là cái gì đạo đức mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi để cho chúng ta Thanh Nguyệt Tông lui ra Thiên Huyền Thịnh Điền? Ta muốn xin hỏi ngươi, ngươi là ai? Ngươi có thể quyết định tông môn trên trời Huyền Thịnh Điển bên trong đi đến lưu. Thật đúng là khẩu khí thật là lớn, ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi là Trung Châu phái tới sứ giả rồi, ngươi lẽ nào muốn phải thay thế Trung Châu vị sứ giả kia sao? Như thế đỉnh đầu to lớn mũ chụp xuống đến, Vương Lập Nguyên là tức đến run rẩy cả người, lời nói này nếu để cho Trung Châu sứ giả nghe được, e sợ khó tránh khỏi sẽ đối với hắn Vương Lập Nguyên có cái nhìn hắn chỉ là giao long thành thành chủ mà thôi. Vương lập nguyên bên trong thân thể linh khí bốc lên, ánh mắt mang theo sát khí nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong lần thứ hai nói ra, làm sao? Lẽ nào được chúng ta nói chúng rồi sao? Người chỉ là nho nhỏ giao long thành thành chủ mà thôi, người muốn ở chỗ này động thủ với ta sao? Lẽ nào ngươi muốn phá hoại thiên huyền thịnh điển quy tắc? Ngươi thật đúng là thật là to gan a -Hát ta thực sự là kính phục dũng khí của ngươi. Diệp Thần phong đối với người chung quanh nói ra, mọi người đều nhìn thấy. chúng ta vị này Giao Long thành thành chủ, hắn yếu phá hoại thiên huyền thịnh biển quy tắc, các ngươi cũng đều phải vì ta làm chứng a hát. Vương lập nguyên khí sắc mặt đỏ lên một mảnh, bên trong thân thể linh khí một trận không trôi chảy, hắn mạnh mẽ áp chế trong lòng lửa giận. hắn cũng biết một khi động thủ, hắn nhất định sẽ trong chăn châu người sứ giả kia cho đánh chết nhưng cuồn cuộn tức giận lại tăng thêm linh khí không trôi chảy, yết hầu khẩu ngon ngọt, từng tia từng tia máu tươi từ vương lập nguyên khóe miệng tràn ra ngoài, hắn trực tiếp được diệp thần phong tức giận thổ huyết rồi. Vương lập nguyên quát, được, rất tốt, các người thanh nguyệt tông chờ xem. Ta có thể nói nói khẳng định, không có bất kỳ một cái tông môn hội tiếp cận các ngươi bằng không ta lấy đầu cho các ngươi làm ghế ngồi. Đọc truyện với Thần Phong, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân vội vã xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh, liền ở vừa vặn Diệp Thần Phong cùng Vương Lập Nguyên nổi lên xung đột thời điểm, Tuyết Nguyệt cốc người vừa vặn đi tới bên trong cung điện. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân hầu như không do dự liền đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, các nàng biết hiện tại Diệp Thần Phong yêu cầu các nàng. Diệp Thần Phong nhu hòa liếc nhìn Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân, hắn đối với Vương Lập Nguyên, nói ra, xem đến hay là có người nguyện ý tiếp cận chúng ta, không biết Vương Thành chủ ngươi có phải hay không yếu đem đầu của mình cắt đi, cho chúng ta làm ghế ngồi đâu này. Vương Lập Nguyên lúc này đúng là nộ khí công tâm rồi, hắn nhìn thấy đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân, nghe được Diệp Thần Phong châm chọc lời nói, miệng hắn bên trong lại liên tục phun ra hai ngụm máu tươi, trong miệng là khí thô thở gấp gáp. Vương Lập Nguyên được Diệp Thần Phong tức giận liên tục thổ huyết, này làm cho ở đây người tu luyện là dồn dập trợn to hai mắt khóe miệng là không ngừng co quắp, này Diệp Thần Phong trào phúng người năng lực không khỏi quá cường hãn một ít. Quan trọng nhất là, Vương Lập Nguyên còn chưa thể động thủ, chỉ có thể đem tức giận kìm nén, này mới đưa đến hắn liên tục được tức giận thổ huyết. chương 1930, chúng ta thanh Nguyệt Tông chắc chắn phải có được. Bên trong đại điện, Tuyết Nguyệt Cốc Tông chủ Lâm An Tuyết cùng trưởng Lão Trương Nhớ Mai, bọn hắn căn bản không kịp ngăn cản Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân rồi. Lâm An Tuyết chỉ là khẽ nhíu mày một cái, Trương Nhớ Mai nhưng là lập tức trợn mắt chừng chừng, trước đó bởi vì đối Diệp Thần Phong thực lực hiểu lầm, người bản năng chính là nhìn Diệp Thần Phong không vừa mắt. Tại Lâm An Tuyết trả không nói gì trước đó, Trương Nhớ Mai nổi giận đùng đùng đi tới Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân bên cạnh, quát lên, hai người các ngươi muốn làm gì? Lẽ nào các người muốn muốn hại chết Tuyết Nguyệt cốc sao? Lập tức cho Vương Thành chủ đạo xin lỗi. Diệp Thần Phong ít mắt nhìn chăm chú vào Trương Nhớ Mai, nếu như là quen thuộc Diệp Thần Phong người, khẳng định như vậy có thể đoán ra, Diệp Thần Phong trong lòng là động sát ý. Diệp Thần Phong một mực thanh Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân cho rằng bằng hiếu, huống hồ tất cả mọi người là từ địa huyền giới tới, chung Quy Hội có một loại tình cảm đặc biệt, trước đó Trương Nhớ Mai đối với hắn cực kỳ khinh thường, Diệp Thần Phong có thể xem ở Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân trên mặt mũi, cho rằng hết thảy đều không có phát sinh, nhưng nếu như trương nhớ mai khư khư cố chấp đi xuống, như vậy về sau Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đối trương nhớ mai cũng càng ngày càng phản cảm rồi. Tô Băng Vân nói ra, chúng ta có thể hiện tại liền lui ra tuyết nguyệt cốc. Từ đây cùng tuyết nguyệt cốc lại không có bất cứ quan hệ gì. Chúng ta thiếu nợ tuyết nguyệt cốc, về sau chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trả. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh tiết huyền tình, người lạnh lẽo trên khuôn mặt lộ ra một vệt không thích trong lòng thậm chí có loại ê ẩm cảm giác nàng nhìn thấy những nữ nhân khác vì diệp thần phong ra mặt không biết tại sao trong lòng chính là khó chịu lâm an tuyết thở dài nàng nói nói trương trưởng lão ngươi lùi xuống cho ta băng vân các nàng có chính mình kết bạn quyền lợi tại dừng lại một chút sau đó lâm an tuyết tiếp tục nói băng vân hai người các ngươi cũng đừng giận hờn rồi các ngươi không cần lui ra tuyết nguyệt gốc đây là Lâm An Tuyết ở trong lòng nhiều lần suy nghĩ sau. Người mới làm ra lựa chọn, Tô Băng Vân cùng Tô Nguyệt Thiên Phú cũng không tệ, người không muốn dễ dàng như vậy liền từ bỏ rồi. Trương nhớ mai khi nghe đến tông chủ quát tháo sau, người chỉ có thể lòng không cam tình không nguyện lui về phía sau. Về phần được tức giận thổ huyết Vương Lập Nguyên, hắn cố gắng bình tĩnh tâm tình của chính mình, mà chính lúc lúc này lại có hai tên đàn ông trung niên đi vào bên trong đại điện. Cái này hai tên đàn ông trung niên đều khí độ bất phàm, một người trong đó chính là Thông Thiên Kiếm Tông tông chủ Ngũ Vạn Phong, một người khác chính là Tuyệt Mệnh Cốc Tông chủ Ô Bằng Thành. Tại này phía sau hai người trả phân biệt đi theo năm tên đệ tử, hẳn là tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển. Ngũ Vạn Phong cùng Ô Bằng Thành đám người đi tới Vương Lập Nguyên bên cạnh, nhìn thấy khóe miệng nhiễm tiên huyết Vương Lập Nguyên, Ngũ Vạn Phong hỏi: "Vương thành chủ, nơi này là chuyện gì xảy ra?" chẳng lẽ có người dám ở chỗ này ra tay với ngươi vương lập nguyên chỉ vào diệp thần phong hắn nói ra cái này thanh nguyệt tông tiểu tử hắn miệng đầy nói bậy nói bạ đem những kia không cần có tội danh đặt ở trên người ta quả thực là khí chết ta rồi nếu không có thiên huyền thịnh điển quy tắc ta sớm đã đem hắn lột ra chóc thịt rồi ngũ vạn phong cùng ô bằng thành này mới hiểu rõ ra này vương lập nguyên là bị tức giận thổ huyết trong lòng bọn họ không còn gì để nói này Vương Lập Nguyên tâm tính cũng thực sự quá kém một chút. Ngũ Vạn Phong nhìn xem Tiết Huyền Tình, nói ra, "Tiết tông chủ, người ước thúc tốt học trò ngươi đệ tử." Ô bằng thành cũng mở miệng nói, "Tiết tông chủ, ta khuyên các người vẫn là lui ra Thiên Huyền Thịnh Điển đi. Các ngươi lần này tuyệt đối không thông qua Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển." Tiết Huyền Tình trong lòng càng phát khó chịu, thứ nhất là người có phần ghen tị. Thứ hai nhưng là Ngũ Vạn Phong đám người thái độ người lạnh lẽo nói ra chúng ta thanh nguyệt tông sự tình còn chưa tới phiên các ngươi thuyết tam đạo tứ ngũ vạn phong cười nói tiết tông chủ đã quên nói cho người biết huyền châu kim gia đã tới người thật giống cũng yếu tham gia giả tiệc hôm nay tính toán thời gian hẳn là cũng không xê xích gì nhiều các ngươi thanh nguyệt tông tự giải quyết cho tốt đi ngũ vạn phong lời này vừa nói ra bên trong cung điện nhất thời sôi trào lên huyền châu kim gia người muốn tới tin tức này không thể nghi ngờ là một cái mười phần mãnh liệt liệu. Mà Thanh Nguyệt Tông người bên này toàn bộ nhíu lông mày đến, đương nhiên Diệp Thần Phong là ngoại trừ, đã có thiên huyền thịnh điển quy tắc tại, như vậy hắn cũng không tin huyền châu kim ra người dám ở chỗ này động thủ. Trong đại điện bầu không khí đang sôi trào sau đó lại lập tức trở nên yên lặng. Tại yên lặng mấy phút đồng hồ sau, một tên mặc trên người trường sa màu xám lão đầu đi vào, tên này lão trên đầu trên mặt hiện lên cực hạn kiêu ngạo, một bộ cao cao tại thượng dáng dấp, người này chính là từ huyền châu Kim ra tới rồi, hắn chính là huyền châu Kim ra một tên lão tổ, tên là Kim Khang Hồng, thực lực trên đất thần cảnh hậu kỳ tầng 7. Này Kim Khang Hồng đi tới Linh Châu, hắn vì chính là nghĩ biện pháp để Thanh Nguyệt Tông không thông qua thiên huyền thịnh điển. Huyền Châu Kim ra căn bản không có Thanh Thanh Nguyệt Tông để ở trong mắt, liền coi như bọn họ biết thanh nguyệt tông bên trong có hai tên địa thần cảnh cường giả đang nhìn đến kim khang hồng đến đây sau đó ngũ vạn phong cùng ô bằng thành hai người bọn họ lập tức một mực cung kính gọi một tiếng tiền bối sau đó ngũ vạn phong chỉ vào tiết huyền tình đám người nói ra kim tiền bối những này chính là thanh nguyệt tông người kim khang hồng tùy ý gật gật đầu hắn cái kia ác liệt bên trong mang theo cuồn cuộn sát ý con mắt trong nháy mắt nhìn hướng tiết huyền tình cùng diệp thần phong đám người thanh âm hắn hùng hậu mà lại ngông cuồng tự đại nói cách thiên thành kim ra là bị các ngươi tiêu diệt chứ các ngươi không cần giải thích ta cũng không cần nghe bất kỳ giải thích gì chính các ngươi lui ra lần này thiên huyền thịnh điển như vậy chúng ta huyền châu kim ra có thể cho các ngươi thanh nguyệt tông thoải mái một chút kim khang hồng ngạo mạn thái độ làm cho triệu bá cùng lý bá cũng cực kỳ không sảng khoái mà diệp thần phong lần thứ hai giành mở miệng trước hắn bình tĩnh nhìn kim khang hồng nói ra để cho chúng ta lui ra thiên huyền thịnh điển sau đó chờ các người huyền châu kim ra đem thanh nguyệt tông người toàn bộ giết hết ta nói người đầu không thành vấn đề chứ nên không phải lão biến não tàn chứ kim khang hồng nghe vậy hắn bén nhọn con mắt như ngừng lại diệp thần phong trên người được một tên tiểu bối trào phúng nếu như là lúc trước như vậy hắn đã sớm động thủ nhưng hôm nay hắn cũng sợ thiên huyền thịnh điển quy tắc đứng ở ngũ vạn phong sau lưng một tên thanh niên cùng với đứng ở ô bằng thành sau lưng một tên thanh niên bọn hắn không chút do dự đi ra ngũ vạn phong sau lưng thanh niên tên là ngũ quang kỳ hắn là ngũ vạn phong nhi tử một thân thực lực tại hóa thần cảnh tầng ba đỉnh phong mà ô bằng thành sau lưng thanh niên tên là ô văn hắn là ô bằng thành nhi tử một thân thực lực tại hóa thần cảnh tầng ba trung kỳ Ngũ Quang Kỳ cùng Ô Văn hai người bọn họ là thông thiên kiếm tông cùng tuyệt mệnh cốc bên trong đệ tử thiên tài, bọn hắn đương nhiên cũng biết kim thân phận của Khang Hồng rồi, đang nhìn đến Diệp Thần Phong đối kim Khang Hồng nói năng lỗ mãng sau, bọn hắn biết cơ hội biểu hiện đến rồi. Ô Văn so với Ngũ Quang Kỳ nhanh một bước, này Ô Văn dáng dấp có chút khó coi, tại trên bờ vai hắn có một con bảy màu chi chu, này con nhện thành công. Năm, bàn tay người lớn nhỏ, này con nhện chính là bảy màu linh nhện, toàn thân đều là có chứa kịch liệt độc tính, lấy ô văn trên bả vai con này bảy màu linh nhện màu sắc cùng lớn nhỏ, hầu như có thể khẳng định độc tố của nó đủ để giết chết một tên hóa thần cảnh bốn tầng cường giả. Tuyệt mệnh cốc chính là lấy độc nghe tên. So với ngũ quang kỳ nhanh một bước ô văn, hắn đi ra chỉ vào diệp thần phong, quát lên tiểu tử, ngươi là thấy chán sống rồi ư. Lần này tiểu coi như các người thanh nguyệt tông tham gia thiên huyền thịnh điển, có chúng ta ở đây, chúng ta cũng sẽ đem toàn bộ các người đào thải ra khỏi đi, chẳng bằng xuất hiện tại các người thức thời chủ động lui ra. Diệp thần phong không thích nhất loại này được tùy tiện cái gì chó và mèo đều đến dẫm lên một cước cảm giác, hắn đi tới ô văn trước mặt, tuy rằng thiên huyền thịnh điển quy tắc là không thể đủ giết người, nhưng không có nói không có thể giết chết sủng vật. Tại tất cả mọi người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, Diệp Thần Phong tại ô văn chưa kịp phản ứng thời điểm, tay phải hắn trực tiếp bắt được ô văn trên bả vai bảy màu linh nhện. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy Diệp Thần Phong là đang tìm cái chết, này bảy màu linh nhện nhưng là có thể giết chết hóa thần cảnh bốn tầng cường giả, mà Diệp Thần Phong chỉ có vẻn vẹn niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Bảy màu linh nhện không ngừng đem độc, chai truyền vào Diệp Thần Phong trong bàn tay, thân thể tại Diệp Thần Phong trong tay giấy ruộng. Ô Văn cười lạnh nói, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi muốn động thủ với ta đây nguyên lai like ngươi là đến từ bản thân chịu chết trong đám người trương nhớ mai trong lòng nàng một trận trào phúng người cũng cho rằng diệp thần phong là đang tự tìm đường chết vương lập nguyên cũng tâm tình không tệ lộ ra nụ cười đến kim khang hồng khinh thường hừ lạnh một tiếng hiển nhiên hắn cũng cho rằng diệp thần phong là mình muốn chết tiết huyền tình cái thứ nhất mở miệng nói diệp thần phong người mau thả xuống tiết huyền tình lời còn chưa nói hết Diệp thần phong trực tiếp đem nắm lấy bảy màu linh nhện tay phải đột nhiên nắm chặt. Xì xì, một tiếng. Huyết dịch tại diệp thần phong trong bàn tay tản ra. Bảy màu linh nhện trực tiếp sống sờ sờ được diệp thần phong được nắm chết rồi, mãnh liệt độc. Chay khi tiến vào diệp thần phong trong cơ thể sau đó nhanh chóng được trong cơ thể hắn thần huyết hóa giải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh. Theo, thời gian trôi qua, Người ở chỗ này bắt đầu đổi sắc mặt Diệp thần phong dĩ nhiên không chút nào dấu hiệu chúng độc Hắn chỉ vào thông thiên kiếm tông cùng tuyệt mệnh cốc người Quát lên, linh châu thiên huyền thịnh biển người thứ nhất Chúng ta thanh nguyệt tông chắc chắn phải có được Mà các người tông môn không có cơ hội đi tham gia huyền châu thiên huyền thịnh biển rồi Nếu đối phương không muốn để cho thanh nguyệt tông thông qua thiên huyền thịnh biển Như vậy diệp thần phong há lại sẽ để cho bọn họ thông qua Chương 1931, Bảo khí, khốn thú rừng rậm, tĩnh, hết sức yên tĩnh, nhấp nhô liên tục tiếng hít thở ở trong đại điện quanh quẩn. Trên tay phải dính đầy bảy màu linh nhện tiên huyết diệp thần phong, hắn đã sớm đem bảy màu linh nhện khô quắt thi. Thể, ném vào trên mặt đất, tùy ý vẩy vẩy tay, đưa bàn tay thượng tiên huyết vung rơi xuống đất bên trên. Đối với ủm có thần huyết diệp thần phong tới nói, trên thế giới này hầu như không có bất kỳ độc. Chai có thể thương tổn được hắn, này khu khu bảy màu linh nhện độc tố lại tính là gì? Diệp thần phong độc trong người, chai đã hoàn toàn hóa giải, ô văn cái thứ nhất tỉnh táo lại, con này bảy màu linh nhện là hắn một tay nuôi lớn, hơn nữa kỳ độc. Chai có thể giết chết hóa thần cảnh bốn tầng cường giả, bình thường ô văn đi tới chỗ nào, hắn đều sẽ thanh con này bảy màu linh nhện mang theo vừa vặn đang nhìn đến Diệp Thần Phong nắm lấy bảy màu linh nhện. Ô Văn Nguyên tưởng rằng Diệp Thần Phong tại hai giây đồng hồ bên trong chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong căn bản không đả thương được hắn bảy màu linh nhện, nhưng kết quả Diệp Thần Phong lại trực tiếp đem bảy màu linh nhện cho bóp chết. Hơn nữa liền một điểm dấu hiệu chúng độc cũng không có. Ở đây những người còn lại toàn bộ đều kinh nghi bất định, bọn hắn khả năng đều nhìn ra con kia bảy màu linh nhện độc. Trai đại khái đến cấp bậc gì, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong thực sự thật là quỷ dị, rõ ràng chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, làm sao liền một tia dấu hiệu chúng độc cũng không có đâu này. Ô văn cắn răng nghiến lợi trừng lên Diệp Thần Phong, hắn quát lên, ngươi, ngươi dĩ nhiên giết chết của ta bảy màu linh nhện. Ngươi cái mạng này đều không có của ta bảy màu linh nhện đáng giá. Kim Khang Hồng trong con ngươi tránh qua một tia dị thải, hắn nghĩa tránh ngôn từ đối với Diệp Thần Phong quát lên, tiểu tử, người có biết tội của ngươi không? Thiên huyền thịnh điển còn chưa có bắt đầu, người dĩ nhiên cũng làm dám đối với tuyệt mệnh cốc động thủ. Người vi lật trời huyền thịnh điển quy tắc, lão phu hôm nay liền muốn trừ đi ngươi này không chút kiêng kỵ tiểu tử. Kim Khang Hồng bây giờ cuối cùng là tìm một cái danh tránh ngôn thuận viện cỡ, bên trong thân thể của hắn linh khí nhất thời trở mình vọt lên, khí thế cường hãn dường như sóng biển bình thường áp bức hướng về phía Diệp Thần Phong triệu bá cùng lý bá lập tức chắn diệp thần phong trước mặt đến ở người chung quanh đại thể đều là nhìn có chút hả hê sao long thành thành chủ vương lập nguyên hắn lập tức nói ra ta có thể vì kim tiền bối ngươi làm chứng là tiểu tử này vi lật trời huyền thịnh điển quy tắc trương nhớ mai dĩ nhiên cũng bị ma quỷ ám ảnh mở miệng ta cũng nguyện ý cho vị này kim tiền bối làm chứng tại trương nhớ mai nở khẩu sau đó lâm an tuyết lập tức mạnh mẽ trừng mắt liếc trương nhớ mai người lâm an viết tuy rằng không muốn tiếp cận thanh nguyệt tông nhưng nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ đá xuống giếng dưới cái nhìn của nàng trương nhớ mai làm hơi quá đáng tô nguyệt cùng tô băng vân trong lòng đối trương nhớ mai là hoàn toàn chán ghét chu vi đại đa số tông môn đều lần lượt biểu thị nguyện ý vì kim khang hồng làm chứng rồi mắt thấy tình thế động một cái liền bùng nổ thời điểm một bóng người nhanh chóng tốc biến bên trong đại điện đạo nhân ảnh này tốc độ nhanh đến mức cực hạn tại tất cả mọi người chả chưa kịp phản ứng thời điểm đạo nhân ảnh này liền chắn kim khang hồng cùng triệu bá đám người chính giữa đạo nhân ảnh này tiện tay vung lên kim khang hồng cùng triệu bá đám người dồn dập không tự chủ được lùi về sau bốc hơi khí thế không kiềm hãm được thu hồi trong cơ thể đạo nhân ảnh này chính là san san đến muộn trung châu xứ giả tiêu vĩnh chiến rồi sắc mặt của hắn vẫn có loại bệnh trạng trắng xanh trong cổ họng thỉnh thoảng ho khan, nhưng hắn dù sao cũng là thiên thần cảnh tầng hai đỉnh phong cường giả, coi như là kim khang hồng, triệu bá cùng lý bá ba người gộp lại, đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Kỳ thực vừa vận tại kim khang hồng đến đến đại điện thời điểm, tiêu vĩnh chiến cũng đã xuất hiện tại đại điện bên ngoài rồi, hắn một thẳng cảm giác trong đại điện nhất cử nhất động đây. Đặc biệt là đang nhìn đến Diệp Thần phong tay không bóp chết một con bảy màu linh nhện. Không những bình yên vô sự, chả nói ra một phen cuồng ngạo tự tin lời nói, này làm cho Tiêu Vĩnh Chiến đối Diệp Thần Phong có mấy phần thưởng thức. Tiêu Vĩnh Chiến đương nhiên cũng nghe nói cách thiên thành kim gia được Thanh Nguyệt Tông diệt sự tình. Nếu như là đối mặt Trung Châu Kim gia, như vậy hắn Tiêu Vĩnh Chiến còn muốn kiêng kỵ một chút, nhưng chỉ là Huyền Châu Kim gia lời nói, như vậy vẫn không có khiến hắn Tiêu Vĩnh Chiến kiêng kỵ tư cách. Tiêu Vĩnh Chiến đối Diệp Thần Phong sinh ra mấy phần hứng thú, hắn ngược lại muốn xem xem này Diệp Thần Phong là có bản lãnh thật sự đâu này. Vẫn là chỉ là một cái động miệng lưỡi ra hỏa. Đương nhiên tất cả những thứ này đều phải các loại thiên huyền thịnh điển bắt đầu mới có thể thấy rõ ràng rồi. Tiêu Vĩnh Chiến âm thanh trầm muộn nói ra, các người đây là đang làm gì? Lẽ nào các người cũng không đem ta Tiêu Vĩnh Chiến để ở trong mắt sao? Dĩ nhiên dám ở chỗ này động thủ. Giao Long thành thành chủ vương lập nguyên, hắn chỉ vào Diệp Thần Phong. Nói ra, tiêu tiền bối, tiểu tử này trước mặt mọi người đối tuyệt mệnh cốc động thủ. Hắn vi lật trời huyền thịnh điển quy tắc, chúng ta nên ngay tại chỗ đem cho chu sát. Tiêu vĩnh chiến nhìn về phía diệp thần phong, hỏi là chuyện như vậy sao? Diệp thần phong trở về nói, nếu như ta nhớ rõ không sai, thiên huyền thịnh điển quy thì chỉ là không cho phép đối dự thi những tông môn khác trưởng lão cùng đệ tử động thủ, chưa nói không cho phép đối những tông môn khác bên trong sủng vật động thủ đi. Ta vừa vặn chỉ là bóp chết tuyệt mệnh cốc một con sủng vật mà thôi, có vẻ như ta không có xúc phạm thiên huyền thịnh điển quy tắc chứ. Thấy Diệp thần phong từ nhưng bình tĩnh trả lời, tiêu vĩnh chiến ở trong lòng không tự chủ gật gật đầu, hắn càng phát thưởng thức Diệp thần phong rồi, đến lúc này vẫn có thể nói có lý có căn cứ, thật sự là vô cùng tốt ah! À Kim Khang Hồng không nhịn được mở miệng, tiểu tử này hoàn toàn là tại chống chế, nơi này có nhiều người như vậy có thể làm chứng hắn chính là vi lật trời huyền thịnh biển quy tắc. Hừ, tiêu vĩnh chiến bất mãn hừ lạnh một tiếng, nói ra thiên huyền thịnh biển quy tắc bên trong, xác thực không có nói không có thể đối những tông môn khác sủng vật động thủ. Vị tiểu huynh đệ này không có xúc phạm thiên huyền thịnh biển quy tắc, các người đây là muốn thay ta quyết định sự tình. Lẽ nào các người muốn thay thế được ta xứ giả thân phận sao? Tiêu vĩnh chiến ánh mắt không lành quét qua vương lập nguyên đám người, này làm cho vương lập nguyên đám người một trận run cầm cập, cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại kim khang hồng trên người, nói ra các ngươi huyền châu kim ra tới nơi này xem náo nhiệt gì. Nơi này là cử hành linh châu thiên huyền thịnh điển địa phương, các ngươi cùng thanh nguyệt tông ân oán ta mặc kệ, nhưng là muốn trên trời huyền thịnh điển bên trong quấy rối đó là tuyệt đối không được, chẳng lẽ còn muốn cho ta tự tay đem ngươi mời đi ra ngoài sao? Nhìn thấy tiêu vĩnh chiến chút nào không nể tình, Kim Khang Hồng biến sắc mặt tái biến, hắn là biết Tiêu Vĩnh Chiến người này, hắn cũng biết Tiêu Vĩnh Chiến là nói được là làm được, ở trong lòng một trận căm tức sau đó cuối cùng Kim Khang Hồng vẫn là chỉ có thể biệt khuất rời đi đại điện rồi. Tại Kim Khang Hồng sau khi rời đi, đại điện bầu không khí có vẻ thập phần trầm trọng. Ngược lại là Diệp Thần phong vẻ mặt cực kỳ ung dung, trong lòng của hắn cho rằng này Tiêu Vĩnh Chiến vẫn là vô cùng không sai. Tiêu Vĩnh Chiến cũng chú ý tới Diệp Thần Phong tùy ý vẻ mặt, hắn càng phát đối Diệp Thần Phong tò mò, hắn ho khan một tiếng sau đó nói ra, chuyện lúc trước, ta không hy vọng lại nhìn tới rồi, kế tiếp ta liền nói một cái liên quan với ngày mai thiên huyền thịnh điển sự tình. Tuyệt mệnh cốc ô văn một mực tức giận trừng lên Diệp Thần Phong, hận không thể lập tức đem Diệp Thần Phong cho rút gân lột ra. Mà Diệp Thần Phong trực tiếp thanh ô văn đã coi như là không khí, Hắn đối Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển cũng không hề ôm quá cao nhiệt tình, hắn chân chính coi trọng là Huyền Châu cùng Trung Châu Thiên Huyền Thịnh Điển. Tiêu Vĩnh Chiến tiếp tục nói, Dĩ Vãng Thiên Huyền Thịnh Điển đều là trên võ đài tỷ thí, lần này ta đem thi đấu phương thức làm một chút thay đổi, lần tranh tài này địa điểm tại khốn thú bên trong vùng rừng rậm, về phần làm sao tiến hành thi đấu, ta cũng đã nghĩ kỹ. Lời này vừa nói ra, người chung quanh triệt để bắt đầu bàn luận. Sương Hạo Thiên thấy Diệp Thần Phong có phần mơ hồ, hắn nhỏ giọng nói: Thần Phong, cái kia khốn thú rừng rậm chính là là một kiện thượng phẩm bảo khí. Một khi đem khốn thú rừng rậm kích phát, như vậy bất kể là nhân cùng yêu thú đều có thể tiến vào bên trong. Này khốn thú trong rừng rậm diện tích cực kỳ to lớn, cùng phổ thông rừng rậm không có khác gì. Lần tranh tài này địa phương tại khốn thú rừng rậm, lần này đến cùng hội lấy một loại gì phương thức thi đấu đâu này? Nghe được khốn thú rừng rậm chính là là một kiện thượng phẩm bảo khí, Diệp Thần Phong ngược lại đã tới một ít hứng thú, xem ra lần này Linh Châu Thiên Huyền thịnh điển cử hành phương thức hội hoàn toàn biến dạng rồi. Thông Thiên Kiếm Tông Ngũ Vạn Phong cùng tuyệt mệnh cốc ô bằng thành đám người, bọn hắn khi nghe đến so tài phương thức cải biến, lại nghe được yếu tại khốn thú trong rừng rậm thi đấu, bọn hắn đưa mắt tập trung vào tiêu vĩnh chiến trên người, tạm thời đã quên Diệp Thần Phong cái này không biết sống chết tiểu tử. Cảm thấy được ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào trên người mình, Tiêu Vĩnh Chiến là hài lòng gật gật đầu, hắn nói ra, kế tiếp chúng ta liền cùng các ngươi nói một chút liên quan với lần này Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển rốt cuộc muốn làm sao cử hành. Chương 1932, công địch, bắt đầu. Bên trong đại điện, Tiêu Vĩnh Chiến đem lần này Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển cụ thể quy tắc tranh tài nói một lần. Cái kia khốn thú rừng rậm tên như ý nghĩa đó là có thể đủ nhốt lại các loại yêu thú, này khốn thú rừng rậm chính là trung châu tiêu gia bảo khí, từ trước đây đến bây giờ, bị bắt vào khốn thú trong rừng rậm yêu thú có đến hàng mấy chục ngàn rồi. Bây giờ này khốn thú bên trong vùng rừng rậm thực lực cao nhất yêu thú trên đất thần cảnh tầng thứ, so tài quy tắc kỳ thực rất đơn giản, hết thảy người dự thi toàn bộ đồng thời tiến vào khốn thú rừng rậm. Đương nhiên khi tiến vào khốn thú rừng rậm sau đó tất cả mọi người sẽ xuất hiện tại địa phương khác nhau. Người dự thi yếu tại khốn thú trong rừng rậm săn giết các loại yêu thú, săn giết mỗi một loại yêu thú đều sẽ có nhất định phân số. Giết chết một đầu niết bàn cảnh nhất trọng thiên yêu thú, như vậy liền sẽ đạt được thập phần, giết chết một đầu niết bàn cảnh nhị trọng thiên yêu thú, như vậy liền sẽ đạt được 20 phân, giết chết một đầu niết bàn cảnh tam trọng thiên yêu thú, như vậy liền sẽ đạt được 30, giết chết một đầu Niết bàn cảnh tứ trọng thiên yêu thú, như vậy liền sẽ đạt được 4 phần 10, giết chết một đầu Niết bàn cảnh ngũ trọng thiên yêu thú, như vậy liền sẽ đạt được 50 phút. Bởi tham gia Linh Châu Thiên Huyền thịnh điển lấy Niết bàn cảnh chiếm đa số, thực lực cao nhất cũng chỉ có Hóa Thần cảnh tầng 3 khoảng trừng, cho nên giết chết Niết bàn cảnh bên trên yêu thú, phân số sẽ trở nên càng nhiều hơn. Giết chết một đầu Hóa Thần cảnh một tầng yêu thú có thể thu được 100 phân, giết chết một đầu hóa thần cảnh tầng 2 yêu thú, có thể thu được 200 phân, giết chết một đầu hóa thần cảnh tầng 3 yêu thú, có thể thu được 300 phân. Về phần giết chết hóa thần cảnh tầng 3 bên trên yêu thú, như vậy phân số đem không ngừng tăng lên dữ dội, giết chết một đầu hóa thần cảnh 4 tầng yêu thú. Có thể thu được 1.000 phân, giết chết một đầu hóa thần cảnh 5 tầng yêu thú, có thể thu được 3.000 phân, giết chết một đầu hóa thần cảnh tầng 6 yêu thú, có thể có được 10.000 phân, giết chết một đầu hóa thần cảnh 7 tầng yêu thú. Có thể có được 20.000 phân. Còn nếu như có thể giết chết hóa thần cảnh bên trên, cũng chính là linh thần cảnh hoặc là địa thần cảnh yêu thú, như vậy một lần có thể thu được 10 vạn phân. Phân số thu được càng cao tông môn, như vậy thứ tự lại càng cao, đương nhiên phàm là bị giam vào khốn thú rừng rậm yêu thú, cơ bản đều là hung tàn thành tính tiêu vĩnh chiến cho từng cái muốn đi vào khốn thú rừng rậm người, phát ra một viên toàn thân màu trắng ngọc bài. Khối ngọc này bài sẽ chủ động ghi chép người dự thi phân số, mỗi giết chết một đầu tương ứng đẳng cấp yêu thú. Sẽ có nhất định phân số được ghi chép đến ngọc bài bên trong. Quan trọng nhất là cái ngọc bài này còn có bảo mệnh tác dụng, tại thừa nhận lấy hẳn phải chết một đòn thời điểm, ngọc bài sẽ giúp ngươi ngăn trở một phần sức mạnh, đồng thời đem ngươi lập tức truyền tống ra khốn thú rừng rậm. Đương nhiên cướp đoạt ngọc bài của người khác là không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa trên ngọc bài được giả thiết hạn chế, còn lại thì không cách nào cướp đi, cái này cũng là vì bảo vệ người dự thi tính mạng. Tại Tiêu Vĩnh Chiến giải thích rõ, liên quan với ngày mai Thiên Huyền Thịnh Điển sự tình sau đó hắn có nhiều ý vị liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong sau đó hắn liền rời đi bên trong đại điện. Tại Tiêu Vĩnh Chiến sau khi rời đi, Diệp Thần Phong tùy ý bắt đầu ăn xong rồi trên bàn dài linh thái cùng linh tử rồi, trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ đến vân mộ linh nữ nhân này. Vân mộ linh xem như là Diệp Thần Phong đi tới thiên huyền giới sau người dẫn đường rồi. Từ lần trước thoát đi Phượng Hoàng Tông sau đó Diệp Thần Phong rồi cùng Vân Mộ Linh phân biệt, Vân Mộ Linh Vân ra tại Linh Châu cũng coi như là một cái không sai gia tộc. Theo lý tới nói hẳn là cũng sẽ tham gia Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển, nhưng hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Vân Mộ Linh thân ảnh. Diệp Thần Phong là miệng lớn dùng bữa, uống từng ngụm lớn rượu. Dù sao Linh Thái cùng Linh Tử đối người tu luyện thân thể là có trợ giúp, những kia chu vi những tông môn khác bên trong người, bọn hắn tránh đi Diệp Thần Phong đám người là càng thêm lợi hại rồi. Tuyệt mệnh cốc mây đen, hắn đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, thâm trầm nói tiểu tử, chờ xem. Các người thanh nguyệt tông chẳng mấy chốc sẽ bị loại bỏ rồi. Chờ các ngươi Thanh Nguyệt Tông bị loại bỏ thời điểm, sẽ là của ngươi giờ chết rồi." Thông Thiên Kiếm Tông người cũng xem thường nhìn một chút Thanh Nguyệt Tông người. Sau đó, Tuyệt Mệnh cốc cùng Thông Thiên Kiếm Tông người liền lần lượt rời khỏi đại điện. Tại này hai đại tông môn sau khi rời đi, những tông môn khác cũng dồn dập rời khỏi, rất nhanh, trong đại điện chỉ còn dư lại Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt cốc người rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân, nói ra, hai người các ngươi cũng đi về trước đi. Tuyết Nguyệt Cốc Tông Chủ Lâm An Tuyết, người đối thiết huyền tình, nói ra, thiết Tông Chủ, thật không tiện, chúng ta Tuyết Nguyệt Cốc chỉ là một cái môn phái nhỏ, chúng ta chỉ có thể làm được không nhằm vào ngươi nhóm Thanh Nguyệt Tông, những chuyện khác chúng ta liền vô năng vô lực rồi. Lâm An Tuyết ngược lại là cho Diệp Thần Phong một ít hảo cảm, Tiết Huyền Tình chỉ là hướng Lâm An Tuyết khẽ gật đầu. Cuối cùng tại Diệp Thần Phong khuyên, Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân cũng đi theo Lâm An tuyết đám người đi trở về. Toàn bộ trong đại điện cũng chỉ còn sót lại Thanh Nguyệt Tông người rồi, Diệp Thần Phong bình chân như vậy nói ra các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì. Lãng phí là đáng xấu hổ, đêm nay tự xem như là chúng ta Thanh Nguyệt Tông tư nhân tiệc rượu đi. Nghe vậy, Dương Hạo Thiên cùng Trần Nguyên Hùng mấy người cũng được kéo lên tâm tình, bọn hắn đồng dạng bắt đầu hỗn ăn hỗn uống lên mà đang ở Diệp Thần Phong đám người hưởng thụ trong đại điện linh thái cùng linh tử thời điểm. Kim Khang Hồng rời đi đại điện sau, hắn một mực không có bước ra trang viên, tại Thông Thiên Kiếm Tông cùng Tuyệt Mệnh Cốc các loại tông môn đều rời đi đại điện sau đó hắn lập tức thanh Thông Thiên Kiếm Tông tông chủ Ngũ Vạn Phong cùng Tuyệt Mệnh Cốc tông chủ Ô Bằng Thành gọi đi qua, hắn cũng hiểu rõ một phen liên quan với ngày mai Linh Châu Thiên Huyền Thịnh điển sự tình, hắn để Ngũ Vạn Phong cùng Ô Bằng Thành cần phải để Thanh Nguyệt Tông đào thải. Ngũ Vạn Phong cùng ô bằng thành đang cùng Kim Khang Hồng gặp mặt sau đó bọn hắn lập tức đi liên lạc còn lại trước tới tham gia thiên huyền thịnh biển Tông Môn, ngoại trừ tuyết nguyệt cốc đặt mình ngoài sự việc, những Tông Môn khác đều đồng ý đồng thời liên thủ nhằm vào thanh Nguyệt Tông. Có thể nói rõ Nguyệt Tông đã trở thành hết thảy Tông Môn công địch. Một buổi tối thời gian vội vã trôi qua, giao long thành một chỗ to lớn trên quảng trường. Tất cả tới tham gia Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Biển người đều tụ tập đến nơi này đứng ở đoàn người phía trước nhất tiêu vĩnh chiến hắn nhìn một vòng người phía dưới hắn nhìn thấy kim khang hồng cũng đứng ở quảng trường biên giới kim khang hồng tại cảm thấy được tiêu vĩnh chiến ánh mắt sau hắn mở miệng nói ta chỉ là đến quan sát linh châu thiên huyền thịnh điền tư cách này ta cần phải có chứ kim khang hồng dự định một ngực ở chỗ này chờ đợi chỉ cần một khi xác định thanh nguyệt tông bị loại bỏ như vậy hắn liền sẽ lập tức đối thanh nguyệt tông người động thủ đến lúc đó Tiêu Vĩnh Chiến cũng không có ngăn đạo lý rồi. Tiêu Vĩnh Chiến không để ý đến Kim Khang Hồng, hắn đối người trước mặt nói ra, ngày hôm qua ta đã đem quy tắc nói rất rõ ràng, hiện tại ta liền yếu mở ra khốn thú rừng rậm, các ngươi đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Từ Tiêu Vĩnh Chiến trong tay đột nhiên xuất hiện một bước cuốn lại họa, hắn trực tiếp đem trong cơ thể cuộn trào linh khí truyền vào họa chung, sau đó đem họa ném về trên bầu trời. Trình bước cuốn lại họa, tại trên bầu trời từ từ mở ra rồi, từ trên bức họa này tản ra từng trận bạch quang. Bức họa này ở trên bầu trời không ngừng lớn lên, không bao lâu thời gian, giữa bầu trời bức họa này độ dài đã tới 10 m độ rộng đã tới 5 m cứ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung. Họa trung cảnh sắc là trông rất sống động rừng rậm, thỉnh thoảng sẽ có tiếng thú gào từ họa trung bồng bình đi ra. Tiêu Vĩnh Chiến hai tay nhắm ngay giữa bầu trời họa, mãnh liệt linh khí từ trong bàn tay hắn tuôn ra, không ngừng tiến vào hỏa chung. Đang vẽ thượng ánh sáng dần dần tản đi thời điểm. Tiêu Vĩnh Chiến thu hồi hai tay, nói ra, đem bọn ngươi linh khí chuyển vào, ta ngày hôm qua cho ngọc bài của các ngươi bên trong, các ngươi là có thể tiến vào khốn thú trong rừng rậm rồi. Tại Tiêu Vĩnh Chiến dứt tiếng thời khắc, rất nhiều trong tông môn đệ tử liền hướng về ngọc bài bên trong rót vào linh khí, tại truyền vào linh khí trong nháy mắt, thân ảnh của bọn họ liền biến mất ở nguyên chỗ, hẳn là tiến vào khốn thú trong rừng rậm rồi. Diệp thần phong cùng Dương Hạo Thiên đám người liếc nhau một cái, Dương Hạo Thiên nói ra, thần phong, chính ngươi cẩn thận, lần này chúng ta đoán chừng đã trở thành hết thảy tông môn công địch. Diệp thần phong cười nói, yên tâm, lần này người thứ nhất nhất định là thuộc về chúng ta Thanh Nguyệt Tông. Một bên tiết huyền tình muốn nói với Diệp thần phong chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Tại diệp thần phong đám người thanh linh khí truyền vào ngọc bài bên trong nháy mắt, bọn hắn cũng biến mất ở trên quảng trường. Tiêu vĩnh chiến nhìn xem biến mất diệp thần phong, hắn ở trong lòng tự nói, người có thể hay không mang đến cho ta một ít kinh nghỉ đâu này. Ta còn thực sự có phần chờ mong đây, tối hôm qua rốt cuộc là người ăn nói ngông cuồng, vẫn là người thật sự có phần này thực lực, lập tức liền có thể thấy rõ ràng rồi. chương 1933, năm ngày ước hẹn lưng sắt bọ ngựa, giao long thành, to lớn trên quảng trường. Khốn thú rừng rậm trôi lơ lưỡng ở trên bầu trời, hết thảy người dự thi cũng đã tiến vào bên trong rồi, người bên ngoài là không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có chờ trận đấu kết thúc mới có thể biết kết quả. Lần này tham gia Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển tổng cộng có 40 tông môn, mỗi cái tông môn đều có thể phái ra 5 tên đệ tử, nói cách khác tiến vào khốn thú rừng rậm tổng cộng là 200 người. Cuộc tranh tài này kỳ hạn 10 ngày, tại đến sau 10 ngày, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra tới, đương nhiên là có ai trên đường gặp nguy hiểm đến tính mạng, bọn hắn tùy thân mang theo ngọc bài hội đem bọn hắn sớm truyền tống ra tới. Bây giờ trên quảng trường chỉ còn dư lại Tiêu Vĩnh Chiến, thành chủ Vương Lập Nguyên, Kim Khang Hồng cùng những tông môn khác bên trong tông chủ và các trưởng lão người. Kim gia lão tổ Kim Khang Hồng, hắn một bộ khí định thần nhàn dáng dấp ánh mắt thỉnh thoảng hội nhìn về phía tiết huyền tình phía bên kia, ở trong mắt hắn lần này Thanh Nguyệt Tông là nhất định sẽ bị loại bỏ rồi, kim ra mặt mũi là nhất định muốn cứu vãn. Trên quảng trường tuyết nguyệt cốc vị trí, trương nhớ mai trên mặt tràn đầy do dự, người thấp giọng với Lâm An Tuyết, nói ra Tông Chủ, tối hôm qua ngươi tại sao không đáp ứng liên hợp đối phó Thanh Nguyệt Tông. Chúng ta này bằng với là đắc tội rồi những tông môn khác, lần này chúng ta tuyết nguyệt cốc căn bản không có khả năng, thăng cấp đi tham gia huyền châu thiên huyền thịnh biển rồi lâm an tuyết không vui nhìn xem trương nhớ mai nàng nói nói trương trưởng lão liền coi như chúng ta nguyện ý phối hợp có nhiều như vậy tông môn ở đây đi huyền châu danh ngạch chỉ có ba cái cũng trên căn bản không thể vòng đến chúng ta tuyết nguyệt gốc chúng ta tuyết nguyệt gốc duy trì trung lập những tông môn khác cũng sẽ không đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt dù sao chúng ta không có đắc tội huyền châu kim gia Tô Nguyệt bởi tuổi tác quan hệ, người không thể tham gia thiên huyền thịnh điển rồi, người đem chương nhớ mai cùng Lâm An tuyết đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở, của nàng may liễu chăm chú nhíu lại, người ở trong lòng thầm nghĩ, các người chưa có tiếp xúc qua Diệp Thần Phong, trên đất huyền giới thời điểm, Diệp Thần Phong chưa từng không phải gây thù hằn vô số. Nhưng cuối cùng hắn leo lên địa huyền giới đỉnh phong, ta tuyệt đối tin tưởng hắn trên trời huyền giới cũng có thể xông ra bản thân một thế giới. Cuộc tranh tài này yếu cử hành 10 ngày, tuy rằng không nhìn thấy khốn thú trong rừng rậm cảnh tượng. Thế nhưng ở đây hết thảy tông môn đều không có ý định rời khỏi, bọn hắn chuẩn bị ở nơi này trực tiếp chờ thêm 10 ngày, đối với bọn hắn những này người có tu vi tới nói, 10 ngày không ngủ căn bản không coi là gì gì đó. Mà khốn thú rừng rậm bên trong, Diệp Thần Phong biến mất ở trên quảng trường sau, hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng trong lỗ mũi sông vào từng đợt cây cỏ mùi thơm ngát, đợi đến trời đất quay cuồng biến mất sau đó hắn lập tức mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở một bụi cỏ mộc tươi tốt trong bụi cỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh là từng cây từng cây đại thụ che trời, không thể nhìn thấy phần cuối, trong không khí tràn đầy linh khí, Diệp Thần Phong biết mình tiến vào khốn thú bên trong vùng rừng rậm rồi. Này khốn thú rừng rậm cùng một thế giới nhỏ gần như, chẳng trách là thượng phẩm bảo khí rồi, Lấy Diệp Thần Phong đoán chừng này khốn thú rừng rậm tối thiểu cũng là thượng phẩm bảo khí bên trong đỉnh cấp rồi, chỉ thiếu một chút là có thể vượt như tiên khí hàng ngũ. Dù sao đỉnh đầu thái dương đều cực kỳ bức, thật sự, nếu không phải này khốn thú rừng rậm không có công kích hiệu quả, e sợ ghi nhớ này khốn thú rừng rậm cường giả sẽ không ở số ít. Diệp Thần Phong đi ra rậm rạp lùm cây, dĩ nhiên đã quyết định muốn cho Thanh Nguyệt Tông thu được người thứ nhất rồi. Như vậy hắn cũng không thể nhàn dỗi rồi. Mà khi diệp thần phong vừa mới đi ra lùm cây, đi tới một khối trên đất bằng thời điểm, hắn bản năng cảm thấy nhất cổ nguy hiểm đang đến gần, hắn ánh mắt ngưng lại, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông rồi. Thần niệm cẩn thận cảm giác chung quanh nhất cử nhất động, cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại phía bên phải của chính mình. Ở nơi đó mọc đầy một loại kỳ lạ cỏ dại những cỏ dại này độ cao tối thiểu có thể có khoảng 3 mét, hơn nữa rậm rạp chằng chịt, khiến người ta căn bản nhìn không rõ trong đó cảnh tượng. Tại Diệp Thần phong ánh mắt dừng lại ở bên phải trong bụi cỏ dại thời điểm, một trận thanh âm huyên náo từ trong đó truyền ra. Rất nhanh một con to lớn đường lang xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Con này đường lang có tới cao hơn 2 mét, cả người hiện ra một loại màu đen, liền ngay cả con mắt của nó cũng là một mảnh đen nhánh, nó hai cái chân trước giường như hai cái liêm đao. Không ngừng hiện ra nước sơn hào quang màu đen. Con này to lớn đường lang cho rằng Diệp Thần Phong phát hiện tung tích của nó, nó mới từ trong bụi cỏ dại đi ra. Màu đen kỳ to lớn đường lang không tiếp tục ẩn giấu trong cơ thể mình khí thế, nhất cổ hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong khí thế, từ trong cơ thể nó nhanh chóng lan tràn đi ra. Diệp thần phong đem thanh vân kiếm từ phía sau lưng rút ra, mà lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm, ở trong đầu hắn vang lên tiểu gia hỏa. Đây là Lưng Sắt Bạo Ngựa, ngươi nhưng không nên coi thường loại này yêu thú, thực lực của nó tuy chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, nhưng coi như là đã trải qua nhị chuyển niết bàn hóa thần cảnh 7 tầng cường giả đỉnh cao, ở trong tay nó cũng tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Mượn được ngươi giết chết khổng chí trong núi nói đi, hắn tại đây chỉ Lưng Sắt Bạo Ngựa trước mặt cũng không chiếm được quá lớn ưu thế, trừ phi ngươi thi triển cuồng bạo như vậy ngươi đối phó con này lưng sắt bạo ngựa liền không thành vấn đề rồi lão hắc giang vận thiên lập tức nói ra tiểu tử cuồng bạo không nên tùy tiện thi triển này vừa vặn là một cái rèn luyện cơ hội tốt diệp thần phong khi nghe đến lão bạch cùng lão hắc lời nói sau hắn cầm trong tay dì xét loang lổ thanh vân kiếm cầm càng gia tăng hơn một chút ánh mắt của hắn song toàn bộ tập trung vào trước mặt lưng sắt bạo ngựa thượng mà con này lưng sắt bạo ngựa cũng cảm giác diệp thần phong thực lực Tại nó trong mắt màu đen bên trong đối Diệp Thần Phong lộ ra một ít khinh thường, dù sao Diệp Thần Phong ở bề ngoài thực lực chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Con kia lưng sát bạo ngựa chi sau vi vi uốn lượn, tại đột nhiên rũi thẳng trong nháy mắt, nó tấn mãnh hướng về Diệp Thần Phong bay nhảy đi qua. Nhưng mà, tại đây chỉ lưng sát bạo ngựa lăng không nhảy lên thời điểm, nó cánh sau lưng cũng phiến chuyển động, tốc độ kia lập tức gấp mấy lần dâng lên. Xem ra nó cánh sau lưng là đưa đến ra tốc tác dụng. Diệp Thần Phong nhìn xem gào thét mà tới lưng sắt bạo ngựa, hắn không chút do so dự đem cửu chuyển thực lực toàn bộ phát huy đi ra, thân thể lăng không nhảy lên, tốc độ ngược lại là mơ hồ vượt ra khỏi con này lưng sắt bạo ngựa rồi. Lưng sắt bạo ngựa hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần Phong có thể phát huy ra tốc độ như vậy đến, động tác của nó ở giữa không chung hơi dừng lại một chút mà lúc này Diệp Thần Phong đã xuất hiện tại lưng sắt bạo ngựa phía trên rồi, hắn đem trong cơ thể linh khí đột nhiên rót vào đã đến thanh vân kiếm bên trong. chỉnh thanh thanh vân kiếm bữa nay lúc kiếm khí tăng mạnh, Diệp Thần Phong bóng người đột nhiên hạ xuống, đem thanh vân kiếm trực tiếp đâm về phía lưng sắt bạo ngựa trên thân thể. keng một tiếng tại lưng sắt bạo ngựa trên người vang lên một ít ánh lửa, thanh vân kiếm thậm chí ngay cả lưng sắt bạo ngựa ra thịt đều không có phá tan lưng sắt bọ ngựa chỉ là được trọng lực xung kích té lăn quay trên mặt đất. Tại Diệp Thần Phong hoảng sợ lưng sắt bọ ngựa nhục thân cường hãn thời điểm, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lại mở miệng, tiểu gia hỏa, đã quên nói cho người biết, lưng sắt bọ ngựa sở dĩ có lưng sắt danh xưng, đó là bởi vì lưng sắt bọ ngựa nhục thân cực kỳ cường hãn, cho nên thanh hắn tỉ dụ thành lưng sắt. Diệp Thần Phong bóng người đã rơi vào khoảng cách lưng sắt bọ ngựa 5 mét địa phương xa, xem ra phải giải quyết này lưng sắt bọ ngựa yếu bỏ phí một phen công phu rồi. Mà đang ở diệp thần phong cùng lưng sắt bọ ngựa triển khai thời điểm chiến đấu. Thông thiên kiếm tông cùng tuyệt mệnh cốc hiếu tông chủ ngũ quang kỳ cùng ô văn, hai người bọn họ khi tiến vào khốn thú rừng rậm sau, bọn hắn được truyền tống đến vị trí vừa vặn vô cùng tiếp cận, bọn hắn rất nhanh sẽ lẫn nhau gặp. Ngày hôm qua ngoại trừ tuyết nguyệt cốc ở ngoài, hết thảy tông môn cũng đã ước định cẩn thận rồi, bởi vì cuộc tranh tài này thời gian là 10 ngày, cho nên bọn hắn nhất trí quyết định, tại sao tài năm vị trí đầu tiên hết thảy tông môn trong lúc đó cũng sẽ không lẫn nhau động thủ, trước đây trong năm ngày ngoại trừ săn giết gặp phải yêu thú bên ngoài, trước đem Thanh Nguyệt tông người đào thải ra khỏi đi. Về phần Tuyết Nguyệt cốc không có lựa chọn hợp tác với bọn họ, tại những tông môn khác xem ra, nếu như gặp phải Tuyết Nguyệt cốc người, như vậy cũng là không nghi ngờ chút nào đem bọn hắn đào thải ra khỏi đi, bất quá bọn hắn sẽ không chủ động đi tìm tuyết nguyệt cốc người dù sao lần này mục tiêu chủ yếu chính là thanh nguyệt tông tại sao 5 ngày bọn hắn những tông môn này trong lúc đó chỉ bằng mượn bản lãnh của mình rồi bọn hắn có thể đối với lẫn nhau động thủ dù sao lần này đi hướng huyền châu danh ngạch chỉ có ba cái gặp gỡ đến cùng nhau ngũ quang kỳ cùng ô văn hai người bọn họ ngược lại là khá là khách khí dù sao có ba cái danh ngạch đây dưới cái nhìn của bọn họ bọn họ là nhất định sẽ đi hướng huyền châu được rồi. Ngũ Quang Kỳ khá là tự kiêu nói, thanh nguyệt tông tiểu tử kia bóp chết người bảy màu linh nhện, xem ra hắn đối kịch. Hạ độc được là có một ít sức miễn dịch, bất quá, thực lực của hắn chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Bằng không chúng ta tới đánh cược, ai có thể trước đem tiểu tử kia cho đào thải ra khỏi đi. Ô Văn đáp ứng một tiếng nói, ai sợ ai tiểu tử kia giết chết của ta bảy màu linh nhện, các loại xác định bọn hắn thanh nguyệt tông bị loại bỏ sau đó ta sẽ đích thân chấm dứt tính mạng của hắn. chương 1934, một vạn phần tới tay. Ngũ Quang Kỳ cùng Ô Văn đang nói chuyện vài câu sau đó bọn hắn liền lần nữa tách ra, dù sao bọn hắn không phải một cái trong tông môn, đối lẫn nhau đều có chỗ phòng bị. Mà khốn thú rừng rậm nơi nào đó bình trên mặt đất bị xung kích ngã xuống đất thượng lưng sắt bạo ngựa, nó hầu như không có dừng lại liền từ trên mặt đất đứng lên, nó cái kia con mắt màu đen nhìn chầm chằm Diệp Thần Phong, trong cổ họng phát ra làm người ta sợ hãi sắc bén thanh âm, hai con dường như liêm đao chân trước thượng không ngừng hiện ra hàn quang. Diệp Thần Phong vừa vặn một kiếm kia mặc dù không có sử dụng chiến kỹ, nhưng hắn nhưng không chút nào hạ thủ lưu tình, nếu như là đối mặt phổ thông hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong yêu thú, sợ là sớm đã được vừa vặn một kiếm kia cho xuyên suốt thân thể. Con kia lưng sát bạo ngựa trong cổ họng thanh âm càng ngày càng gấp rút rồi, điều này đại biểu nó là hoàn toàn phẫn nộ rồi, phàm là bị giam vào này khốn thú rừng rậm nhưng cũng không phải người hiền lành, nó cánh sau lưng nhanh chóng phe phẩy, chung quanh nó cát đá bay cuộn đến trong không khí. Trong không khí màu đen tàn ảnh không ngừng tránh qua, con kia lưng sát bạo ngựa lần thứ hai đã phát động ra công kích, hơn nữa tốc độ của nó so với vừa vặn lại tăng lên rất nhiều, này làm cho Diệp Thần Phong cũng có chút đáp ứng không xuể được rồi. Diệp Thần Phong trong cơ thể bất khuất kiếm ý trực tiếp vận chuyển, chỉnh thanh thanh vân kiếm trong nháy mắt được nồng nặc kiếm ý cho lượn lờ rồi. Trong tay thanh vân kiếm không chút do dự vung ra, thập dài bất khuất kiếm ý. Một đạo cửa đại màu nâu kiếm khí hướng về lưu lại tàn ảnh phương hướng tịch quyển nhi đi rồi. Theo to lớn màu nâu kiếm khí xẹt qua, trên mặt đất không ngừng xuất hiện một cái kiếm thật lớn ngấn. Kiếm khí chỗ bao phủ phương hướng, chính là lưng sắt bạo ngựa xông tới phương hướng. Đối mặt to lớn màu nâu kiếm khí, con kia lưng sắt bạo ngựa từ trong không khí hiện lên, từ bụng của nó bên trong. Dĩ nhiên lại thoát ra một đôi cánh, này chuỗi ra một đôi cánh cũng nhanh chóng phe phẩy. Tại lại tăng lên một đôi cánh, sau đó này lưng sắt bạo ngựa tốc độ thẳng tắp bay lên. Thân ảnh của nó nhanh chóng tránh thoát to lớn màu nâu kiếm khí, bóng người tiếp tục hướng về Diệp Thần Phong bạo hướng mà tới. Diệp Thần Phong cũng không phải là không có kinh nghiệm chiến đấu tay mơ, hắn đang sử dụng song thập giai bất khuất kiếm ý hiểu rõ thời điểm, trong cơ thể hắn băng long áo nghĩa cùng cấp 5 hàn băng kiếm ý đã sớm vận chuyển. Trước đó, Diệp Thần Phong hàn băng kiếm ý cùng hỏa chi kiếm ý sớm đã đột phá đến cấp 5 rồi, hàn băng kiếm ý phụ ra băng long áo nghĩa hỏa chi kiếm ý phụ ra phượng hoàng áo nghĩa cùng kỳ lân áo nghĩa lời nói, hai loại kiếm ý muốn so thập dai bất khuất kiếm ý đều mạnh hơn một chút. Mà phụ ra phượng hoàng áo nghĩa cùng kỳ lân áo nghĩa hỏa chi kiếm ý, muốn so phụ ra băng long áo nghĩa hàn băng kiếm ý hơi chút mạnh hơn một chút, dù sao phượng hoàng áo nghĩa cùng kỳ lân áo nghĩa cũng đều là cao cấp áo nghĩa rồi. Nhìn xem tiếp tục bạo hướng mà đến lưng sắt bạo ngựa, Diệp thần phong trong tay thanh vân kiếm thượng là hàn khí uy nghiêm đáng sợ, chung quanh hắn mặt đất đều kết được một tầng hàn băng, lạnh lẽo kiếm ý từ trong thân kiếm điên cuồng nhô ra. Diệp thần phong lần thứ hai vung kiếm, long tường cửu thiên. Tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên. Năm cái màu trắng cự long bỗng dưng ngưng tụ mà thành, khí thế sung thiên hướng về lưng sắt bạo ngựa sung kích ra. Đối mặt năm cái màu trắng cự long lưng sắt bạo ngựa, Thân ảnh của nó không thể không lần thứ hai đã ngừng lại, trong cổ họng nó sắc bén âm thanh trở nên càng thêm điên cuồng, thân thể hắn bên trong linh khí không ngừng sôi trào, nó không gian chung quanh một trận vặn vẹo. Con này Lưng Sát Bạo Ngựa dĩ nhiên biến mất ở Diệp Thần Phong trong tầm mắt, mà lão Hắc Giang vận Thiên cười nói, tiểu tử, còn có một chút đã quên nói cho người biết, này Lưng Sát Bạo Ngựa có thể lợi dụng không gian di chuyển tức thời, đây là thuộc về Lưng Sát Bạo Ngựa độc hữu bí pháp bất quá tại trong vòng một ngày chỉ có thể vận dụng một lần bỗng nhiên nghe được lão hắc giang vận thiên lời nói diệp thần phong thật có loại muốn xúc động mà chửi thề rồi bất quá hắn cũng biết không có thể chuyện gì đều dựa vào lão bạch cùng lão hắc có thể nói lão bạch cùng lão hắc là ở rèn luyện hắn năm cái màu trắng cự long vồ hụt cuối cùng biến mất ở trong không khí mà diệp thần phong không có chút nào có thể thanh tĩnh lại trong chớp mắt Diệp Thần Phong sau lưng không gian dĩ nhiên nổi lên từng đợt sóng gợn. Sát theo đó, cái kia chỉ vừa mới biến mất lưng sắt bạo ngựa đột nhiên xuất hiện. Nó sắc bén kia chân trước nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong vai chém đi xuống. Nó màu đen kia chân trước trong tràn đầy mãnh liệt linh khí, nỗ lực phải đem Diệp Thần Phong thân thể cắt đứt ra ra. Diệp Thần Phong tại cảm giác được sau lưng âm lãnh sau đó thân ảnh của hắn trong dây lát hướng về bên trái trách tới. Đáng tiếc vẫn là chậm một chút. Si một tiếng, diệp thần phong hai vai đều bị lưng sắt bạo ngựa chân trước cho chém bên trong. tại lưng sắt bạo ngựa dường như liêm đao chân trước thượng, chả phân bố từng cái sắc bén gai nhọn, những này gai nhọn trực tiếp đâm vào diệp thần phong trong máu thịt. tại lưng sắt bạo ngựa muốn phát lực đem diệp thần phong hai cánh tay cho chặt đi xuống thời điểm, diệp thần phong nhẫn nhịn trên bả vai đau nhức, hắn trực tiếp mạnh mẽ đem thân thể của mình từ lưng sắt bạo ngựa gai nhọn bên trong vọt ra hắn hai con trên bả vai tiên huyết phun, máu thịt be bé bét. Tại thoát ly lưng sát bạo ngựa chân trước gai nhọn sau đó Diệp Thần Phong bóng người nhanh chóng đi phía trái trách bạo hướng mà đi, tại cách xa lưng sát bạo ngựa sau đó trong miệng hắn thở ra một hơi. Nhưng là bây giờ lưng sát bạo ngựa tựa hồ không muốn cho Diệp Thần Phong thở dốc cơ hội, bóng người đột nhiên lần thứ hai tới gần. Diệp Thần Phong hai con vai đau nhức cực kỳ, thân ảnh của hắn chỉ có thể lần nữa né tránh, liền ngay cả các loại chiến kỹ cũng không có thời gian thi triển, bởi vì lương sát bọ ngựa tại mọi thời khắc đều nhìn chằm chằm, phảng phất là phải đem Diệp Thần Phong linh khí cho hao hết. Diệp Thần Phong tại hơi chút thích ứng hai con bị thương vai sau đó hắn cũng từ từ bắt đầu có thể vung động trong tay Thanh Vân Kiếm rồi. Tại chiến kỹ không có thời gian thi triển dưới tình huống, Diệp Thần Phong mỗi lần toàn lực đem Thanh Vân Kiếm đâm về lưng sắt bọ ngựa thân thể, không phải là bị đỡ được, liền là căn bản không phá ra được lưng sắt bạo ngựa thân thể, còn tiếp tục như vậy, diệp thần phong cần phải muốn được dây dưa đến chết không thể, trừ phi lập tức tiến vào cuồng bạo trạng thái, như vậy này lưng sắt bạo ngựa cũng chỉ có bị hắn hành hạ, xiết phần rồi. nhưng diệp thần phong trong xương cũng là một cái người không chịu thua, diệp thần phong trên người cũng thỉnh thoảng chịu đến lưng sắt bạo ngựa công kích, hắn sẽ không có lưng sắt bạo ngựa cái kia kiên, cứng rắn thân thể trên người hắn không ngừng xuất hiện từng đạo vết máu, quần áo trên người đã sớm trở nên rách tả tơi rồi. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh không nhịn được nói ra, tiểu gia hỏa, tỉnh táo lại, mỗi người hoặc là mỗi loại yêu thú, đều cũng có hắn yếu ớt bộ phận, chính ngươi đi quan sát, như vậy mới có thể tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của ngươi. Nếu như của ngươi kiếm ý có thể đánh chúng này lưng sắt bạo ngựa, như vậy cuộc chiến đấu này sợ là sớm đã kết thúc, vấn đề là ngươi bây giờ liền thi triển kiếm ý cùng còn lại chiêu thức thời gian cũng không có nghe được lão bạch ngô phong dỗi rảnh nhắc nhở diệp thần phong con mắt ngưng lại đang không ngừng tránh né cùng công kích trong quá trình hắn nhìn thấy tại lưng sát bạo ngựa bụng có một cái to bằng nắm đấm trẻ con điểm đỏ hắn có thể đủ cảm giác được cái kia cái điểm đỏ rất đặc biệt trực giác nói cho hắn nơi đó chính là lưng sát bạo ngựa yếu ớt nhất bộ phận diệp thần phong bay thẳng đến lưng sát bạo ngựa vào tới lưng sắt bạo ngựa chân trước cũng hướng về diệp thần phong thân thể bổ xuống, nhưng diệp thần phong đột nhiên thân thể ngã trên mặt đất, hướng về lưng sắt bạo ngựa bụng chân trượt đi tới. lưng sắt bạo ngựa đương nhiên cũng là biết mình nhược điểm, nó chân trước đánh xuống tốc độ không ngừng tăng nhanh. si 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 hai tiếng, lưng sắt bạo ngựa chân trước trực tiếp xuyên thấu diệp thần phong vai cốt, mà diệp thần phong trên bả vai được xuyên thấu trong nháy mắt hắn đem linh khí rót vào đến thanh vân kiếm bên trong sau đó đột nhiên ném ra lại là xì xì một tiếng tại diệp thần phong vai được xuyên thấu trong nháy mắt thanh vân kiếm trực tiếp xuyên qua lưng sắt bọ ngựa bụng cái kia cái điểm đỏ mãnh liệt mà đâm vào lưng sắt bọ ngựa bên trong thân thể lưng sắt bọ ngựa trong cổ họng nhất thời một trận thống khổ hí lên nó không lo được diệp thần phong rồi nó chân trước từ diệp thần phong vai bên trong rút ra lâm vào một loại trạng thái điên cuồng bên trong diệp thần phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này được rồi tại lưng sắt bạo ngựa chân trước rút ra bờ vai của hắn lúc hắn tóm lấy thời gian hai tay bỗng nhiên nắm chặt rồi thanh vân kiếm trong cơ thể linh khí sôi trào tới cực điểm thông qua cái kia bị đâm mở lỗ hồng diệp thần phong đột nhiên tại lưng sắt bạo ngựa bụng cắt ra một lỗ hồng khổng lồ lưng sắt sóng lớn bên trong thân thể huyết thanh không ngừng chảy xuôi mà ra trong cổ họng sắc bén âm thanh trong nháy mắt im bặt đi, thân thể không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ, nhiễm nhiên là đã bị mất mạng. Mà ở lưng sắt bọ ngựa mất mạng trong nháy mắt, Diệp Thần Phong trên người mang theo khối này ghi chép phân số ngọc bài, tránh qua một trận hào quang nhỏ yếu, hẳn là chủ động lại cho Diệp Thần Phong ghi chép phân số rồi. Giết chết một đầu hóa thần cảnh tầng 6 yêu thú, có thể thu được 10.000 phân. Nói cách khác Diệp Thần Phong hôm nay là 10.000 phân tới tay chương 1935, chỉ còn một người. Khốn thú bên trong vùng rừng rậm. Một người trong tay cầm một cái gì xét loang lổ trường kiếm, tại đây nhân thân bên trả đi theo một cái trông rất sống động hỏa diễm nhân. Bọn hắn không ngừng hướng về khốn thú rừng rậm nơi sâu xa càn quét mà đi. Chỉ là một ngày thời gian, chết tại hai người bọn họ trên tay niết bàn cảnh cùng hóa thần cảnh yêu thú đã có hơn 100 đầu, trong đó hóa thần cảnh một tầng đến tầng ba chiếm cứ đa số. Bọn hắn chính là diệp thần phong cùng thanh viêm rồi. Ngày hôm qua đang giết chết lưng sát bạo ngựa sau đó diệp thần phong đơn giản xử lý một chút thương thế, sau đó hắn phát hiện khối này ghi chép phân số ngọc bài, mình là cha xét không ra trong đó ghi chép phân số, chỉ là mỗi lần giết chết một con yêu thú, trên ngọc bài liền sẽ lóe lên một vệt sáng. Lấy diệp thần phong đoán chừng hắn được truyền tống đến vị trí, nhưng có thể tương đối gần khốn thú rừng rậm chỗ sâu địa phương, càng là nơi sâu xa yêu thú liền càng thêm cường hãn. Đây là Tiêu Vĩnh Chiến cố ý tại Diệp Thần Phong Ngọc Bài bên trong động tay động chân, những người khác trên căn bản là được truyền tống đến khốn thú rừng rậm khu vực biên giới. Tiêu Vĩnh Chiến sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là vì thử thách một cái Diệp Thần Phong, dù sao hắn đối Diệp Thần Phong sinh ra một ít hứng thú, thứ hai hắn cũng biết những tông môn khác đều phải nhằm vào Thanh Nguyệt Tông nếu như thanh diệp thần phong cũng truyền tống đến khu vực biên giới, e sợ chẳng mấy chốc sẽ cùng những tông môn khác gặp phải, dù sao diệp thần phong ở bề ngoài thực lực chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Tiêu vĩnh chiến này thử thách bên trong, trả chen lẫn một chút đối diệp thần phong che chở. Dù sao dưới cái nhìn của hắn tuy rằng thanh diệp thần phong truyền tống đến tới gần khốn thú rừng rậm chỗ sâu địa phương, nhưng diệp thần phong chỉ cần cẩn thận tránh đi những kia cường hãn yêu thú, dù sao cũng hơn mặt đối những tông môn khác đệ tử vây công muốn xịt, đương nhiên tiêu vĩnh chiến nếu như biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy làm điều thừa sự tình rồi. Nếu đi tới khốn thú trong rừng rậm, Diệp Thần Phong cũng dự định hảo hảo rèn luyện mình một chút rồi, hắn đang giết chết lưng sát bọ ngựa sau, hắn cứ như vậy một đường hướng về khốn thú rừng rậm nơi sâu xa đi đến, hắn tự nhiên không biết những người khác là bị truyền tống đến khu vực biên giới được rồi. Diệp thần phong trên đường cũng thanh thanh viêm phóng ra, từ khi nhiệt độ tăng lên tới hóa thần cảnh tầng 2 sơ kỳ sau đó thanh viêm có thể lấy hỏa diễm nhân hình thức xuất hiện, hơn nữa có thể cùng diệp thần phong đồng thời chiến đấu. Sức chiến đấu không thể so với vậy hóa thần cảnh tầng 2 sơ kỳ cường giả kém đi nơi nào. Càng quan trọng hơn một điểm, diệp thần phong phát hiện tại thanh viêm giết chết yêu thú thời điểm. Khối này ghi chép phân số ngọc bài bên trong đồng dạng hội tránh qua ánh sáng, nói như vậy thanh viêm giết chết yêu thú diệp thần phong cũng là có thể lấy được có điểm số dù sao thanh viêm là từ diệp thần phong bên trong thân thể sinh ra trên người cũng có diệp thần phong hơi thở cho nên thanh viêm giết chết yêu thú được ghi chép đến diệp thần phong trên đầu cái này cũng là hợp tình hợp lý hỏa diễm nhân thanh viêm cánh tay phải vung lên lại một đạo hỏa nhận trực tiếp đem một đầu hóa thần cảnh một tầng yêu thú chia ra làm hai rồi diệp thần phong cũng nhẹ nhõm giải quyết xong một đầu hóa thần cảnh năm tầng yêu thú bên hông hắn ngọc bài lần nữa lấp lánh hai lần ánh sáng trải qua một ngày thời gian chiến đấu diệp thần phong trên người dính đầy các loại yêu thú tiên huyết dọc theo con đường này tuy rằng cũng gặp phải hai đầu hóa thần cảnh tầng sáu yêu thú nhưng dù sao như lưng sát bọ ngựa như vậy nhân vật cường hãn cũng ít khi thấy phổ thông hóa thần cảnh tầng sáu yêu thú diệp thần phong vẫn có thể giải quyết lấy diệp thần phong đoán chừng bây giờ ngọc bài của hắn bên trong tối thiểu ghi chép hơn chục ngàn phân ra diệp thần phong dưới chân bước chân đột nhiên ngừng lại hắn cảm giác được xa hơn khốn thú rừng rậm nơi sâu xa đi đến chỉ sợ cũng sẽ gặp phải linh thần cảnh cùng địa thần cảnh yêu thú loại cấp bậc đó yêu thú lấy bây giờ diệp thần phong thực lực vẫn là không cách nào đối phó nhưng chính lúc hắn yếu quay đầu lại hướng về khốn thú rừng rậm biên giới đi đến thời điểm Lão Bạch cùng Lão Hắc đồng thời mở miệng nói, chậm đã. Diệp Thần Phong nghi ngờ ở trong lòng mà hỏi, làm sao vậy? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, người lại đi lên phía trước một chút, chúng ta cảm thấy phía trước khả năng có thần hồn loại thiên tài địa bảo, hơn nữa cũng không phải phổ thông thần hồn loại thiên tài địa bảo. Nghe được Lão Bạch đều nói như vậy, Diệp Thần Phong đương nhiên phải hướng phía trước đi tìm tòi hư thực được rồi, dù sao hắn cũng hy vọng lão bạch cùng lão hắc có thể rất nhanh chút phục sinh. Ước chừng đi rồi 3 phút. Trong lúc này đúng là không có gặp đến bất kỳ yêu thú. Diệp thần phong dưới chân bước chân lần nữa dừng lại, chỉ thấy ở trước mặt hắn là một mảnh trắng xóa, trong đó mơ hồ có một loại pháp tắc sức mạnh. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp tránh khỏi này một mảnh trắng xóa. Tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, bất quá, lão bạch cùng lão hắc nói cái kia thần hồn loại thiên tài địa bảo ở này trắng xóa bên trong. Diệp thần phong nói ra, lão bạch, lão hắc, nơi này thật sự hội có thần hồn loại thiên tài địa bảo sao? Nếu như có, như vậy không phải đã sớm bị người khác lấy mất sao? Này khốn thú rừng rậm nhưng là vật có chủ. Lão bạch ngô phong dối rảnh hồi đáp, tiểu gia hỏa, nếu như chúng ta không có đoán sai lời nói. Này khốn thú rừng rậm cũng hẳn là viễn cổ thời đại truyền thừa xuống, bây giờ này khốn thú rừng rậm người nắm giữ, e sợ cũng không biết như thế nào phá giải mở nơi này trận pháp, trước mắt người này một mảnh trắng xóa, là một loại cực kỳ huyền diệu viễn cổ mê. Huyễn trận, chính như lão Bạch Ngô Phong dối rảnh sở liệu, bây giờ khốn thú rừng rậm người nắm giữ Trung Châu tiêu ra, bọn hắn tuy rằng cũng biết này trong xương mù có thiên tài địa bảo, nhưng bọn họ mời thiên huyền giới thập đại trận pháp tông sư cũng không cách nào phá tan, cuối cùng tiêu gia chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái ý nghĩ này. Dưới cái nhìn của bọn họ hay là trên trời huyền giới không ai có thể phá tan trận pháp này rồi. Nếu Lão Bạch cùng Lão Hắc nói trận pháp này bên trong ủng có thần hồn loại thiên tài địa bảo, như vậy Diệp Thần Phong cũng không lãng phí thời gian nữa rồi. Hắn nói ra, Lão Bạch, Lão Hắc, hai người các ngươi đến chỉ điểm ta phá tan trận pháp. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, người cứ việc đi vào trong sương mù được rồi, ngươi chỉ phải căn cứ chúng ta chỗ nói con đường hành tẩu ngươi là có thể chân chính đi vào trận pháp này bên trong tại diệp thần phong căn cứ lão bạch cùng lão hắc chỉ điểm đi vào trong trận pháp thời điểm khốn thú ngoài rừng rậm giao long thành to lớn trong quảng trường trải qua một ngày thỉnh thoảng sẽ có người từ khốn thú trong rừng rậm được truyền tống ra đến thanh nguyệt tông tôn tiểu hàm trần nguyên hùng cùng lý tín văn bọn hắn đều bị truyền tống ra đến rồi còn có Tuyết Nguyệt cốc ngoại trừ Tô Băng Vân bên ngoài, bốn người khác cũng đều được truyền tống ra khốn thú rừng rậm. Về phần còn lại, Dự Thi tông môn cũng lục tục được truyền tống ra một chút người, Thanh Nguyệt tông cùng Tuyết Nguyệt cốc đệ tử đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết được rồi, những tông môn khác đối với bọn họ động thủ thời điểm, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ phản kích được rồi. Được truyền tống người đi ra, trên người ít nhiều gì đều bị một ít thương. Dù sao phát kia lục phân số ngọc bài chỉ có thể giúp người chặn lại một đòn chí mạng bên trong một phần lực lượng. Trần Nguyên Hùng đám người căm tức nhìn những tông môn khác bên trong được truyền tống người đi ra, nếu không phải là bị những người này không ngừng vây công, Trần Nguyên Hùng mấy người cũng sẽ không như thế sắp bị truyền tống ra tới. Trong chớp mắt, lại là một đạo không cam lòng âm thanh vang vọng ở trên quảng trường, con mẹ ngươi, Ngũ Vạn Phong, lão tử cùng không để yên trên quảng trường xuất hiện lần nữa một bóng người, đạo nhân ảnh này chính là Thanh Nguyệt Tông Dương Hạo Thiên, khóe miệng của hắn trả trải tiên huyết đây. Quần áo trên người rách dưới, dáng dấp chật vật tới cực điểm. Dương Hạo Thiên dù sao cũng là huyền châu gia tộc người, thực lực của hắn tuy chỉ có hóa thần cảnh một tầng đỉnh phong, nhưng trong tay hắn cũng là có một ít lá bài tẩy. Nhưng cho dù có lá bài tẩy cũng chặn không được ngũ vạn phong các loại những tông môn khác liên thủ công kích, lại có thêm này thông thiên kiếm tông ngũ vạn phong nhưng là có hóa thần cảnh tam tầng đỉnh phong. Tại Dương Hạo Thiên được truyền tống sau khi đi ra. Thanh Nguyệt Tông bên trong chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong một người. Kim gia lão tổ Kim Khang Hồng, hắn đối hết thảy trước mặt cực kỳ thỏa mãn, hắn đến gần một ít tiết huyền tình đám người địa phương, hắn tâm tình không tệ nói ra, các người Thanh Nguyệt Tông bây giờ chỉ còn một cái niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tiểu tử, lẽ nào các ngươi cho rằng chỉ dựa vào một mình hắn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Tiểu tử kia cũng rất nhanh sẽ bị truyền tống ra khốn thú rừng rậm. Kim Khang Hồng vừa liếc nhìn Tiêu Vĩnh Chiến, trước đó Tiêu Vĩnh Chiến thái độ đối với hắn, để trong lòng của hắn phi thường không sảng khoái, hắn nói ra Tiêu Vĩnh Chiến, lấy tình huống bây giờ xem, Thanh Nguyệt Tông nhất định là hội bị loại bỏ rồi, chỉ dựa vào cái kia niết bàn cảnh tiểu tử sức lực của một người, hắn có thể có được bao nhiêu phân hắn có thể đạt được hay không ba bốn ngàn phần. Cho nên, còn xin ngươi tạo thuận lợi, ta kim ra cùng thanh nguyệt tông ân oán nên đã đến kết lúc. Tiêu Vĩnh Chiến vẻ mặt lạnh lẽo nhìn xem Kim Khang Hồng, nói ra kết quả trả chưa hề đi ra, chẳng lẽ có người lại muốn đến thay ta làm quyết định sao? Nghe vậy, Kim Khang Hồng sắc mặt một trận khó coi, nguyên bản hắn cho rằng sự tình đều ván đã đóng thuyền rồi, Tiêu Vĩnh Chiến nên cho hắn một bộ mặt rồi, dù sao huyền châu kim ra sau lưng còn có trung châu kim ra đây. Ai biết tiêu vĩnh chiến vẫn là như thế theo quy củ đến làm. chương 1936, tăng vọt phân số. Thật không tiện, chương trước có một người tên viết sai, ngũ vạn phong hẳn là viết thành ngũ quang kỳ. Đối với tiêu vĩnh chiến thái độ, giao long thành thành chủ vương lập nguyên cùng những tông môn khác tông chủ, bọn hắn cũng không hề nghĩ quá nhiều, Bọn hắn cho rằng Tiêu Vĩnh Chiến hẳn là một tính cách nghiêm túc người, cái gì đều phải yếu dựa theo quy củ đến làm, bọn hắn nhưng sẽ không nghĩ tới Tiêu Vĩnh Chiến là ở Thiên Vị Thanh Nguyệt Tông. Dù sao Thanh Nguyệt Tông cùng Tiêu Vĩnh Chiến ở trước đó không có bất kỳ một tia một hào quan hệ. Tiết Huyền Tình nhìn xem trôi nổi ở trên bầu trời khốn thú rừng rậm, bây giờ Thanh Nguyệt Tông chỉ có Diệp Thần Phong một người ở trong đó rồi, trên mặt nàng không khỏi hiện lên một vệt lo lắng người đương nhiên biết một khi Thanh Nguyệt Tông bị loại bỏ, lập tức sẽ đối mặt huyền châu kim ra lôi đình diệt sát. Tiết huyền tình thấp giọng hỏi, triệu bá, lý bá, các người nói hắn có thể đủ sáng tạo kỳ tích sao? Triệu bá cùng lý bá trên mặt hiện lên không xác định vẻ mặt, dù sao bọn hắn cũng không biết diệp thần phong chân chính sức chiến đấu, cách thiên thành thời điểm. Diệp thần phong tuy rằng giết chết hóa thần cảnh tầng 2 sơ kỳ kim văn kỳ, nhưng Diệp Thần Phong thực lực chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, tại Triệu Bá cùng Lý Bá xem ra, Diệp Thần Phong sức chiến đấu có thể so sánh hóa thần cảnh tầng ba đỉnh phong cường giả, đây đã là không được được rồi. Triệu Bá trên mặt không xác định vẻ mặt dần dần biến mất sau đó hắn lộ ra một vệt nụ cười, nói ra: "Tiểu thư, ta cảm giác Thần Phong không phải một cái không người bình thường, hắn chỉ là tới từ ở địa huyền giới, nhưng trên người hắn có quá nhiều chỗ thần kỳ rồi." lần trước chúng ta thanh nguyệt tông phải đối mặt hủy diệt thời điểm cũng là một mình hắn ngăn cơn sóng dữ chúng ta nên sẽ đối hắn có lòng tin lý bá lập tức nói ra đúng vậy tiểu thư để cho chúng ta chờ đợi thần phong sáng tạo ra kỳ tích đi cách đó không xa tuyết nguyệt gốc vị trí bây giờ tại khốn thú trong rừng rậm chỉ có tô băng vân rồi trưởng lão trương nhớ mai người khuôn mặt không thích người đối với tông chủ lâm an tuyết nói ra tông chủ chúng ta trước đó hẳn là muốn cùng những tông môn khác liên thủ, tối thiểu chúng ta sẽ không bị nhanh như vậy đào thải ra khỏi đến, tông chủ sự lựa chọn của ngươi sai rồi, chúng ta lúc này đúng vậy tội huyền châu kim ra rồi. Đều là cái kia gọi diệp thần phong tiểu tử gây ra đó. Lâm An tuyết ngữ khí lạnh như băng mấy phần, nói ra, trương trưởng lão, chú ý lời nói của ngươi, ta biết ngươi đối với Diệp Thần Phong có phiến diện. Nhưng hắn trung quy là băng vân cùng bạn của Tô Nguyệt, chúng ta tuyết nguyệt cốc bị loại bỏ liền đào thải đi. Huyền Châu Kim gia cũng sẽ không đối với chúng ta làm ra càng thêm quá mức sự tình rồi, chúng ta chỉ là duy trì trung lập mà thôi, bọn hắn nhiều nhất là để cho chúng ta đào thải ra khỏi thiên huyền thịnh biển mà thôi. Đứng ở Lâm An Tuyết bên cạnh Tô Nguyệt, người ở trong lòng tự nói kết quả còn chưa chắc chắn đây. Diệp Thần Phong không phải là một cái an phận chủ, trên đất huyền giới thời điểm, Diệp Thần Phong đã từng không phải nhiều lần ở những người khác không coi trọng dưới tình huống quật khởi. Lần này ngươi sẽ thấy khiến những này thiên huyền giới người giật nảy cả mình đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Tại trên quảng trường phần lớn người đều cho rằng Thanh Nguyệt Tông nhất định sẽ bị loại bỏ thời điểm. Khốn thú rừng rậm bên trong. Thông thiên kiếm tông thiếu tông chủ ngũ quang kỳ, hắn tại đem dương Hạo thiên đào thải sau khi đi ra ngoài, trên mặt hắn hiện lên một vệt nụ cười, tại chung quanh hắn đứng đấy mấy tên những tông môn khác đệ tử. Ngũ Quang Kỳ đối với người chung quanh, nói ra tiếp tục cho ta tìm kiếm thanh nguyệt tông người, các ngươi yên tâm đi, trước đó chúng ta ước định năm vị trí đầu tiên các đại tông môn cũng sẽ không đối lẫn nhau động thủ, nhưng nếu như các ngươi biểu hiện được, như vậy ta có thể cân nhắc một mực không đối với các ngươi động thủ. Chu vi những tông môn khác đệ tử nghe vậy, bọn hắn tại vi vi sướng sờ một lúc sau, bọn hắn lập tức đoán được, ngũ quang kỳ khả năng đã đã lấy được rất nhiều phân số rồi, thanh không đem bọn họ đào thải ra khỏi đi cũng không sao cả. Ngũ đại ca, người bây giờ ước chừng đã lấy được bao nhiêu phân số? Một tên những tông môn khác đệ tử hỏi. Ngũ quang kỳ cực kỳ tự tin nói, cái này lục phân số ngọc bài không cách nào kiểm tra, bất quá, đến bây giờ ta tối thiểu cũng đã lấy được 10.000 phân chừng. Những người khác khi nghe đến ngũ quang kỳ đoạt được phân số sau, bọn hắn từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, đại đa số người bọn hắn mới đã lấy được mấy chục phân, hoặc là mấy trăm phân. Nhiều nhất cũng mới thu được hơn một nghìn phân đây. Có thể nói ngũ quang kỳ đem bọn hắn là xa xa mà bỏ qua rồi, tại đây chút những tông môn khác đệ tử trong mắt, ngũ quang kỳ quả nhiên không hổ là thông thiên kiếm tông thiếu tông chủ. Mà một bên khác, khốn thú trong rừng rậm, tuyệt mệnh cốc thiếu chủ ô văn vị trí, Tại ô văn chu vây cũng tụ tập một ít những tông ngôn khác đệ tử, bọn hắn đồng dạng là tại cung duy ô văn, bởi vì bước đầu đoán chừng, ô văn bây giờ cũng gần như thu được 10.000 phân chừng. Xem ra này ô văn hòa ngũ quang kỳ là ở sàn sàn với nhau rồi. Nếu để cho bọn hắn biết bây giờ Diệp Thần Phong đã thu được hơn chục ngàn phân ra, như vậy bọn hắn hội là như thế nào một loại biểu lộ đây? E sợ nhất định sẽ thập phần đặc sắc. Về phần Diệp Thần Phong, hắn lại đi vào cái kia trắng xóa bên trong sau thanh viêm đã lần thứ hai thu nhập bên trong đan điền rồi trong đầu hắn không ngừng vang lên lão bạch cùng lão hắc thanh âm căn cứ lão bạch cùng lão hắc chỉ thị diệp thần phong tại trắng xóa bên trong cực kỳ có quy luật từng bước từng bước bước ra diệp thần phong bước chân tại trắng xóa trong sương mù từ từ tạo thành một cái ngôi sao năm cánh đổ án sát theo đó diệp thần phong trước mặt tầm mắt đang trở nên rõ ràng lên hắn thuận lợi tới nơi này cái trận pháp chính giữa. Tại trận pháp này chính giữa cũng không hề được sương mù cho bao phủ, nếu như là không thông hiểu trận pháp này người, như vậy là vĩnh viễn cũng không cách nào đi tới trong trận pháp giữa tới. Chỉ thấy tại trận pháp chính giữa sinh trưởng hai khỏa màu đỏ thực vật, tại đây hai viên màu đỏ thực vật thượng kết hai viên màu tím hình tròn trái cây, nhàn nhạt thần hồn chi lực từ trái cây màu tím bên trong tán phát ra đến dĩ nhiên là 60.000 năm hồn linh tím quả, lúc này chúng ta lại có thể khôi phục một ít tàn hồn lực. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm bên trong có mấy phần kích động. Lão Hắc Giang Vận Thiên lập tức nói ra, tiểu tử, trước đem cái này hai viên hồn linh tím quả hái xuống để vào ngươi hỗn độn trong chiếc nhẫn, này hồn linh tím quả một khi bị hái xuống. Như vậy liền sẽ có một cổ cường đại thần hồn chi lực hướng về bốn phía khuếch tán, đến lúc đó e sợ hội đưa tới làm nhiều yêu thú mạnh mẽ. Bất quá, tại đem hồn linh tím quả hái xuống sau đó không chỉ hội có thần hồn chi lực khuếch tán, còn có một cỗ mê người hương vị khuếch tán, loại mùi thơm này chính là là một loại độc tố, liền ngay cả linh thần cảnh cường giả người được cũng sẽ tạm thời mất đi sức chiến đấu. Bất quá, bên trong cơ thể ngươi có thần huyết, ngươi là bách độc bất xâm. Chỉ sợ dẫn tới tất nhiên thần cảnh yêu thú, thực lực đến địa thần cảnh sau đó thì sẽ không được loại mùi thơm này ảnh hưởng tới. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt hai viên trái cây màu tím, hắn nhanh chóng đem hai viên 60 ngàn năm hồn linh tím quả để vào hỗn độn trong chiếc nhẫn. Tại đem hồn linh tím quả hái xuống trong nháy mắt. Quả nhiên có nhất cổ thần hồn chi lực tấn mãnh hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, tiếp lấy lại có nhất cổ hương vị từ trong đó nhanh chóng tung bay đi ra. Diệp Thần Phong đem hồn linh tím quả để tốt sau đó hắn căn cứ ban đầu con đường, hắn lần thứ hai hướng về trận pháp bên ngoài đi đến. Khi hắn phải đi trận pháp trong nháy mắt, hắn thình lình nhìn thấy ở bên trái phương hướng, có mấy chục đầu to lớn mãng xà tại bảo hướng mà tới. Những này mãng xà cả người hiện ra màu đỏ rực, hơn nữa mỗi một con mãng xà đều có hai cái đầu, chúng nó chính là song đầu hỏa mãng. Thực lực đều tại linh thần cảnh tầng thứ. Nếu như bây giờ đi ra ngoài, Diệp Thần Phong nhất định là không cách nào thoát đi, cho nên, hắn lần thứ hai đi vào trong trận pháp may là đến đây chính là linh thần cảnh yêu thú, tại đây chút xong đầu hỏa mãng tại người được khuếch tán hương vị sau đó chúng nó liền sẽ tạm thời mất đi chiến đấu lực, đến lúc đó Diệp Thần Phong là có thể rời khỏi. Đi tới trận pháp bên ngoài tổng cộng có 10 cái xong đầu hỏa mãng, chúng nó thật giống cũng biết trước mặt trận pháp, chúng nó không có mạo muội xông vào, chúng nó cũng không có phát hiện trong không khí loại kia hương vị không đúng. Tại 2 phút sau, này 10 cái song đầu hỏa mãng chúng nó cuối cùng cũng coi như đã nhận ra biến hóa trong cơ thể, chúng nó muốn lập tức rời đi nơi này, nhưng thân thể lại không tự chủ sụi lơ ở trên mặt đất, căn bản liền bỏ sát sức mạnh cũng không sử dụng ra được rồi. Thân ở trong trận pháp Diệp Thần Phong, hắn cảm giác phía ngoài nhất cử nhất động đây. Tại 10 cái song đầu hỏa mãng mất đi chiến đấu lực sau đó hắn lập tức từ trong trận pháp trốn ra. Đối mặt này 10 cái không có sức chiến đấu linh thần cảnh xong đầu hỏa mãng, Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, dù sao những người này đều bất hữu thiện. Không có sức chiến đấu, chuyện này ý nghĩa là không cách nào tăng lên khởi linh khí phòng hộ, cho nên, Diệp Thần Phong trong tay thanh vân kiếm là liên tiếp vung ra, giơ tay chém xuống, một cái lại một cái xong đầu hỏa mãng đầu bị hắn cho bổ xuống. Chỉ là một sẽ thời gian, 10 cái xong đầu hỏa mãng cũng đã toàn bộ bị mất mạng. Diệp thần phong bên hông ngọc bài là lấp lánh liên tục, giết chết một đầu hóa thần cảnh bên trên yêu thú, một lần có thể thu được 10 vạn phân. Diệp thần phong một hơi giết chết 10 con linh thần cảnh yêu thú, như vậy chuyện này ý nghĩa là diệp thần phong lập tức đã lấy được một triệu phân. Thêm vào trước đó lấy được phân số, diệp thần phong bây giờ đã đã lấy được một mười mấy vạn phân. Đột nhiên, từ khốn thú rừng rậm nơi càng sâu truyền đến từng tiếng gào thét, một tiếng này âm thanh gào thét đinh tai nhức óc, tối thiểu nhất là địa thần cảnh yêu thú vọng lại. Diệp thần phong biết nơi đây không thích hợp ở lâu, hai viên 60.000 năm hồn linh tím quả cũng tới tay, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về khốn thú rừng rậm biên giới lao đi rồi. chương 1937, yêu thú đại bạo tẩu. Diệp thần phong dưới bàn chân ánh sáng màu trắng liên tục lấp lóe hắn đem tự thân tốc độ thôi phát đã đến cực hạn, ở trong không khí không ngừng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chỉ vì khốn thú rừng rậm chỗ sâu địa thần cảnh yêu thú, giống như là theo dõi Diệp Thần Phong, chính dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ đối Diệp Thần Phong nhanh chóng bước. Gần, từng tiếng như cuồn cuộn tiếng sấm tiếng gào thét, sau lưng Diệp Thần Phong so sánh xa xa địa phương truyền đến. Nơi đó có ba con địa thần cảnh yêu thú. Trong đó một con yêu thú thân cao có tới hơn ba thước, ngoại hình giống như một đầu to lớn nghiêu, da trên người là bảy màu. Con này bảy màu nghiêu chính là bảy màu châu hoang, theo con này bảy màu châu hoang tiến lên, từ trên người nó vọt lên một đạo bảy màu cột sáng, cực kỳ trói mắt bắt mắt, từ trên người nó tản ra nhất cổ địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong khí thế. Một đầu khác yêu thú thân cao ước chừng tại khoảng 2 mét, ngoại hình giống như một đầu phóng to bản lão hổ, cả người hiện ra một loại màu đen, này chính là ảo ảnh ma hổ, đang nhanh chóng tiến lên trong quá trình, thân ảnh của nó khiến người ta nhìn không thấu, không hổ có ảo ảnh danh sưng, thực lực của nó trên đất thần cảnh 7 tầng sơ kỳ. Cuối cùng một con yêu thú thân cao đồng dạng tại khoảng 2 mét, không quá dài đến như một con báo, trên người là hoàn toàn đỏ đậm, nó chính là xích huyết lôi báo, tốc độ nhanh 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 như thiểm lôi, thực lực cũng đang địa thần cảnh 7 tầng sơ kỳ. Này ba con địa thần cảnh yêu thú chính là khốn thú rừng rậm vương giả rồi này ba con cửa thú đối diệp thần phong là theo sát không nghỉ thân thể to lớn để tất cả xung quanh có vẻ là nhỏ bé như vậy cùng với không đỡ nổi một đòn từ bọn hắn trong cơ thể bộc phát ra thật khí thế làm cho thiên địa đều có chút biến sắc chúng nó mỗi tiến lên trước một bước đại địa đều đang không ngừng rung động khốn thú trong rừng rậm rừng cây là không ngừng sụp đổ tùy theo được dẫm nát tan Tại đây ba con yêu thú sau lưng bắt đầu từ từ xuất hiện một ít linh thần cảnh yêu thú đi theo rồi. Yêu thú trực giác cùng khứu giác là cực kỳ bén nhạy, tại diệp thần phong lấy xuống hai viên hồn linh tím quả thời điểm, cái cỗ này thần hồn chi lực hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán, rất nhiều yêu thú đều cảm thấy, đặc biệt là cái kia ba con địa thần cảnh yêu thú, chúng nó có thể khẳng định có thiên tài địa bảo ở nơi này xuất thế. Chúng nó bị vây ở chỗ này đã rất lâu, Thực lực một mực không chiếm được đột phá. Nếu như có thể thu được thiên tài địa bảo lời nói, như vậy chúng nó đột phá thực lực thì có hy vọng rồi. Hết thảy này ba con khốn thú rừng rậm địa thần cảnh vương giả mới hội điên cuồng như thế. Diệp thần phong cảm thụ sau lưng hùng hậu khí thế, hắn tuy rằng đem tốc độ lần nữa thôi phát. Nhưng hắn biết sớm muộn cũng sẽ được sau lưng yêu thú cho đuổi theo. Diệp thần phong ánh mắt đột nhiên hơi sướng sờ chỉ thấy ở mặt trước có một bóng người tại sông lại, đạo thân ảnh này không phải là Tô Băng Vân ma. Tô Băng Vân đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó người khuôn mặt lộ ra một đạo mừng rỡ, nàng nói nói, Diệp Thần Phong, có những tông môn khác đệ tử đang truy đuổi ta. Diệp Thần Phong nơi nào lo lắng dừng lại, hắn một phát bắt được Tô Băng Vân cánh tay, nhanh chóng hướng phía trước một bên lao đi, nói ra, hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích, theo ta ta đi. Tại hướng phía trước bạo sông tới sau một phút, Diệp Thần Phong cùng Tô Băng Vân gặp ba tên thanh niên, thực lực của ba người này phân biệt tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, hóa thần cảnh một tầng trung kỳ cùng hậu kỳ, bọn hắn chính là truy đuổi Tô Băng Vân người rồi. Này ba tên thanh niên nhìn thấy không chỉ có Tô Băng Vân quay đầu lại đi tìm cái chết rồi, vẫn còn có Diệp Thần Phong, trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Mà Diệp Thần Phong hoàn toàn không có yếu để ý tới ý của bọn họ, Tại bọn hắn chả chưa kịp phản ứng thời khắc, lôi kéo Tô Băng Vân Diệp Thần Phong, hắn đã lướt ba người này bên cạnh. Đợi đến ba người này phản ứng lại muốn truy đuổi thời điểm, Diệp Thần Phong cùng Tô Băng Vân đã sớm không thấy bóng dáng, dù sao Diệp Thần Phong tốc độ nhưng không phải là bọn hắn có thể theo kịp. Nhưng ba người bọn hắn vẫn là làm việc nghĩa không được đuổi theo, đáng tiếc tại bọn hắn sau lưng rất nhanh sẽ áp bước mà đến rồi cuồn cuộn khí thế. Do bảy màu châu hoang ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo đi đầu, phía sau trả đi theo mấy chục con linh thần cảnh yêu thú. Này suýt chút nữa thanh cái kia ba tên thanh niên dọa cho đái, hắn căn bản không kịp chạy trốn rồi, mà bảy màu châu hoang các yêu thú cũng căn bản không có đem bọn họ để ở trong mắt. Từng con từng con yêu thú điên cuồng từ trên người bọn họ bước qua, ba người bọn họ trong nháy mắt miệng phun tiên huyết, cả người rất nhiều nơi đều bị đạp thành thịt giữa. Tại bước ngoặt sinh tử, nếu không phải là bị mang theo người ngọc bài truyền tống ra ngoài. Chỉ sợ bọn họ ba cái trực tiếp sẽ bị bùng nổ yêu thú cho đạp thành thịt nát. Bởi bảy màu rất trên thân bò phóng lên trời một đạo hào quang bảy màu, tại khốn thú trong rừng rậm tất cả mọi người hầu như đều có thể nhìn thấy. Kết quả là, những tông môn kia đệ tử, bọn hắn cho là có bảo vật tại khốn thú trong rừng rậm xuất hiện, bọn hắn dồn dập hướng về diệp thần phong bên này phương hướng lướt đã tới, trong đó đương nhiên đã bao hàm thông thiên kiếm tông cùng tuyệt mệnh cốc thiếu tông chủ ngũ quang kỳ cùng ô văn rồi. Mà mang theo tô băng vân diệp thần phong, hắn cũng từ tô băng vân trong miệng biết được, dương hạo thiên đám người khả năng toàn bộ đã bị đào thải ra khỏi đi rồi, này làm cho diệp thần phong trong lòng một trận tức giật, ngoại trừ tuyết nguyệt cốc ở ngoài, hết thảy tông môn đều liên hợp lại, liền ngay cả tuyết nguyệt cốc cũng bị nhầm vào. Diệp thần phong khóe miệng hung tàn cười cười, trong miệng nói ra, nếu bọn hắn muốn chơi, như vậy ta liền cẩn thận cùng bọn họ vui đùa một chút. Diệp Thần Phong cũng biết sau lưng động tính khẳng định hấp dẫn không ít người, đặc biệt là đạo kia hào quang bảy màu, rất nhiều người hội tưởng lầm là bảo vật. Đúng như dự đoán, theo thời gian trôi qua, chu vi tất cả đại tông môn đệ tử, bọn hắn đều hướng về Diệp Thần Phong đám người bên này tụ họp lại đây. Ngũ Quang Kỳ cùng Ô Văn đang nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Tô Bang Vân sau đó hai người bọn họ khuôn mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đặc biệt là Ô Văn, hắn bảy màu linh nhện nhưng là được Diệp Thần Phong cho bóp chết. Hắn đối Diệp Thần Phong tức giận là cực kỳ nồng nặc, nhưng khi bọn họ muốn đem Diệp Thần Phong cùng Tô Bang Vân cản lại thời điểm. Diệp Thần Phong giống như một trận như gió từ bên cạnh bọn họ lướt tới, này làm cho Ngũ Quang Kỳ cùng Ô Văn đám người kinh hãi không thôi, Diệp Thần Phong cái này nhiết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ người, tốc độ làm sao có thể sẽ nhanh như vậy. Nhưng mà, tại bọn hắn ngây người thời điểm, bảy màu châu hoang, ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo các yêu thú đã tiếp cận, làm ngũ quang kỳ cùng ô văn phát hiện không đúng, cái kia hào quang bảy màu căn bản không phải bảo vật thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Đối mặt ba con địa thần cảnh cường đại yêu thú, đối mặt mấy chục con linh thần cảnh yêu thú, ngũ quang kỳ cùng ô văn đám người căn bản phản ứng không kịp nữa bọn hắn tao ngộ cùng chi ba người đứng đầu thanh niên không có khác gì thân thể không ngừng được yêu thú cho dẫm đạp đạp lên tại cuối cùng sắp chết bước ngoặt toàn bộ được truyền tống ra khốn thú rừng rậm về phần khốn thú ngoài rừng rậm giao long thành trên quảng trường nguyên bản kim khang hồng thành chủ vương lập nguyên thông thiên kiếm tông tông chủ ngũ vạn phong cùng tuyệt mệnh cốc tông chủ ô bằng thành đám người trên mặt bọn họ đều là tràn đầy nụ cười, trong đó Kim Khang Hồng cười đến rực rỡ nhất. Nhưng hôm nay nhìn xem phía trước mặt lần lượt tông môn đệ tử được truyền tống ra đến, hơn nữa trên người đều là máu thịt be bét, những người này trong nháy mắt đổi sắc mặt, đặc biệt là nhìn thấy ngũ quang kỳ cùng ô văn cũng bị truyền tống ra đến rồi, ngũ vạn phong cùng ô bằng thành vội vàng hỏi chuyện nguyên nhân. Trên người xương rất nhiều đều bị rậm gãy đầu ngũ quang kỳ, trong miệng hắn thở dốc thô tức nói, khốn thú trong rừng rậm địa thần cảnh cùng linh thần cảnh yêu thú toàn bộ bạo động rồi, chúng ta là được những yêu thú kia xung kích mới bị truyền tống ra tới. Một bên tiêu vĩnh chiến nghe vậy, hắn nhíu nhíu mày, hắn biết ngũ quang kỳ đám người không cần thiết nói dối. Nếu như khốn thú trong rừng rậm địa thần cảnh cùng linh thần cảnh yêu thú thật sự toàn bộ bạo động rồi, như vậy cuộc tranh tài này tiếp tục tiến hành cũng không có ý nghĩa rồi, chỉ có thể sớm kết thúc. Tiêu vĩnh chiến trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, hắn khối ngọc này bài có thể đưa tin đến hết thảy ghi chép phân số trên ngọc bài hắn đối với ngọc bài bên trong yên lặng nói ra hết thảy tại khốn thú trong rừng rậm người nghe cho kỹ bây giờ khốn thú trong rừng rậm địa thần cảnh cùng linh thần cảnh yêu thú toàn bộ bạo động rồi cuộc tranh tài này sớm kết thúc đương nhiên nếu như yếu tiếp tục lưu lại trong đó đợi được thi đấu đã đến giờ trở ra cũng được các ngươi vẫn cứ có thể tiếp tục tại khốn thú trong rừng rậm săn giết yêu thú các ngươi chỗ săn giết yêu thú vẫn cứ tính làm phân số, hết thảy đều do chính các ngươi lựa chọn. Nếu như muốn chính mình chủ động lui ra, các ngươi chỉ cần không đoạn đem linh khí rót vào đến ngọc bài bên trong là được rồi. Dù sao tất cả đại tông môn đệ tử trên người đều có ngọc bài ở, tối thiểu có thể đủ cam đoan sinh mệnh an toàn. Mà ở khốn thú trong rừng rậm đệ tử, bọn hắn khi nghe đến tiêu vĩnh chiến lời nói sau, bọn hắn hầu như không hề do dự, từng cái đem linh khí truyền vào ngọc bài chi bên trong. Bởi vì theo cái kia ba con địa thần cảnh yêu thú bạo tẩu, toàn bộ khốn thú trong rừng rậm yêu thú đều trở nên cuồng bạo lên, những đệ tử này ở lại chỗ này chỉ có bị ngược phần rồi, bọn hắn đương nhiên không muốn tiếp tục lưu lại nơi này rồi, e sợ tiếp tục lưu lại đi, bọn hắn cũng sẽ không lấy được quá nhiều phân số được rồi. chương 1938 Thu Phục Hoàng Sung Nghĩa một mặt ấy náy nói, huynh đệ, vừa nãy đang nghe nói ngươi là cổ võ giới người sau, ta từ trong đáy lòng đối với ngươi sinh ra xem thường, ta ở nơi này xin lỗi ngươi rồi, nếu như huynh đệ ngươi không chê, như vậy về sau huynh đệ ngươi cũng là ta hoàng sung nghĩa lão đại rồi. Hạng giết giàng cùng Hà Bình hai người này, bọn hắn cũng dồn dập hướng về Diệp Thần Phong biểu đạt ái náy, dù sao bọn hắn vừa vặn trong lòng đều xem thường qua Diệp Thần Phong, bọn hắn đều nguyện ý Diệp Thần Phong làm lão đại của bọn hắn diệp thần phong đối với hoàng sung nghĩa ba người thẳng thắn trong lòng của hắn đối ba người này chả là vô cùng hài lòng nếu như về sau hắn có thể đủ rời đi hàn băng thánh địa lời nói như vậy hắn cũng không ngại đem ba người này cũng cùng một chỗ mang đi ra ngoài hắn mở miệng nói ra tùy cho các ngươi đi nếu như ta có thể rời đi nơi này như vậy ta cũng nhất định sẽ mang theo ngươi rời đi điểm ấy là ta có thể cam đoan nghe được diệp thần phong không có từ chối làm lão đại của bọn hắn lại nghe được Diệp Thần Phong bảo đảm sau đó này làm cho Hà Bình ba người phải không cấm vui vẻ. Bọn hắn đã biết Diệp Thần Phong không thụ hàn băng thánh mà hạn chế, hơn nữa còn có thể hấp thu hàn băng trong thánh địa băng thuộc tính linh khí. Trong lòng bọn họ cho rằng tại tương lai hay là Diệp Thần Phong thật sự có biện pháp rời đi này hàn băng thánh địa, này làm cho Hà Bình các loại trong lòng ba người cũng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng chi hỏa. Âm âm, âm âm, âm âm. Nhưng mà, chính lúc lúc này, hàn băng thánh dưới mặt đất lại truyền đến tiếng vang ầm ầm, toàn bộ hàn băng thánh địa mặt đất cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, bất thình lình biến hóa, để Diệp Thần Phong trao mày lên, hắn rõ ràng cảm giác được từ dưới mặt đất truyền đến một áp lực đáng sợ. Hoàng Sung Nghĩa cái thứ nhất mở miệng nói, chuyện gì thế này? Cái này mặt đất làm sao đột nhiên sáng ngời chuyển động? Hạng giết giàng hồi đáp, thật giống có đồ vật gì muốn từ cái này mặt đất dưới tránh ra, hơn nữa cái này động tính không khỏi cũng quá mức một ít chứ. Lòng đất này xuống tới đáy ngọn nguồn có quái vật gì. Hà Bình ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong, nói ra, lão đại, người còn nhớ hay không cho ta mới vừa mới nói với người qua lời nói. Tại đây hàn băng trong thánh địa trả bị trấn áp một đầu cửu u băng sư, con này cửu u băng sư quanh năm trong trạng thái mê man, có thể từ hiện tại này động tính cực lớn đến xem, con này cửu u băng sư rất có thể đã thức tỉnh hơn nữa nó vô cùng có khả năng tại chúng ta đứng mảnh này dưới mặt đất giang giác giang giác giang giác giang giác giang giác tại hà bình trong miệng lời mới vừa mới vừa nói xong mặt đất lay động càng thêm lợi hại rồi từng cái từng cái khe nước to lớn giống như là mạng hiện hiện lên hiện tại trên mặt đất tại cái này mặt đất thường xuất hiện vết nứt sau đó từ đó trong cái khe không ngừng tràn ngập ra cực hạn thật khí thế này làm cho Diệp Thần Phong cùng Hoàng Sung nghĩa đám người ngược một trận khó chịu, liền ngay cả sắc mặt của bọn họ đều trở nên trắng bệch. Hạng giết ràng nói ra, chúng ta nên không lại xui xẻo như vậy chứ. Mới mới vừa tiến vào này hàn băng thánh địa, trong trạng thái mê man cửu u băng sư liền tỉnh lại. Âm, 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 âm. Trên mặt đất dày dày tuyết động cùng tầng băng không ngừng nổ tung ra, một vệt thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ dưới lòng đất tránh thoát mà ra, một tiếng hàm chứa năng lượng thật lớn động vật tiếng gầm gừ vang vọng tại trong không khí, giống đạo này động vật tiếng gầm gừ sau khi truyền ra, diệp thần phong các loại màng nhĩ của người ta một trận đâm nhói, đồng thời thân thể bọn họ bên trong là huyết khí dâng lên, yết hầu khẩu ngọt ngọt, một ngụm máu lớn từ trong miệng của bọn họ phun đi ra đứng ở hàn băng thánh địa bên ngoài canh gác cái kia hai tên hàn băng tông nội môn trưởng lão bởi năm đó này hàn băng thánh địa kết giới là do năm tên luân hồi cảnh cường giả đồng thời bố trí hàn băng trong thánh địa động tính cơ hồ là truyền không ra được vừa vặn cái này hai tên nội môn trưởng lão bọn hắn chỉ cảm thấy trên mặt đất có một trận nhẹ nhẹ lay động bất quá rất nhanh sẽ lập tức khôi phục yên tĩnh cho nên nói bọn hắn căn bản không có hoài nghi hàn băng trong thánh địa xuất hiện tình hình rồi hàn băng trong thánh địa. Miệng phun tiên huyết diệp thần phong bọn bốn người, bọn hắn nhìn xem phía trước mặt hai phía ngoài 10 mét quái vật khổng lồ, ngoại trừ diệp thần phong ở ngoài, còn lại hà bình ba người, bọn hắn từng cái liền hô hấp đều không trôi chảy rồi. Chỉ thấy này quái vật khổng lồ là một đầu sư tử bộ dáng yêu thú, yêu thú này toàn thân tuyết trắng cực kỳ, cao chừng khoảng 10 mét. Choáng váng diệp thần phong đám người cũng không phải này cửu u băng sư độ cao, mà là từ cửu u băng mình sư tử thượng tản mát ra bằng bạc linh khí. Diệp thần phong đám người bước đầu đoán chừng con này cửu u băng sư thực lực cần phải có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực. Quả nhiên là này cửu u băng sư a hát, nguyên lai này cửu u băng sư có tạo hóa cảnh thực lực. Ta nghe nói năm đó hàn băng tông tông chủ trong lúc vô tình gặp con này cửu u băng sư, ở là muốn đem con này cửu u băng sư thu phục, nhưng này cửu u băng sư thả chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng hàn băng tông tông chủ chỉ có thể trước đem con này cửu u băng sư trấn áp tại hàn băng trong thánh địa rồi hà bình trong miệng giọng nói chuyện đều có chút run rẩy rồi con này hình thể khổng lồ cửu u băng sư nó cái kia lạnh lẽo đồng tử nhìn chăm chú vào diệp thần phong đám người này làm cho hà bình hoàng sung nghĩa cùng hạng giết ràng là liền hô hấp đều ngừng lại rồi hà bình cay đắng lắc đầu nói ra lão đại hôm nay chúng ta cũng phải chết ở cửu u băng sư móng vuốt dưới rồi chúng ta căn bản không khả năng tránh được cửu u băng sư công kích vật này nhưng là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tồn tại diệp thần phong ánh mắt cũng là vô cùng nghiêm nghị song quyền của hắn vi vi nắm chặt hắn cũng biết dựa vào thực lực bây giờ hắn là trốn không thoát cửu u băng sư thủ trưởng hắn ở trong lòng âm thầm nói ra hai người các ngươi có biện pháp gì hay không Bóng đen người Giang Vận Thiên hí hành hạ thanh âm lập tức tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu tử, không phải là một đầu sư tử con ma. Người cần phải sốt sắng như vậy sao? Dựa vào, Diệp Thần Phong trong lòng thật có loại muốn xúc động mà chửi thề, này có tới cao 10 mét, hơn nữa thực lực đã tới tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cửu U băng sư, dĩ nhiên thành bóng đen trong dân cư sư tử con. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh cũng lập tức nói ra, tiểu gia hỏa, vẫn đúng là đừng nói, người số mệnh rất tốt, tốt vô cùng a hát. Tốt đều cho ta có chút ước ao rồi, ta lúc còn trẻ cũng không người tốt như vậy số mệnh, bằng không ta nhất định có thể vấn đỉnh thiên hạ. Tại Diệp Thần Phong trong ấn tượng này bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh muốn so bóng đen người đứng đắn hơn nhiều, hôm nay này bóng trắng người làm sao cũng mở lên chuyện cười đến rồi, Diệp Thần Phong ở trong lòng khó chịu nói ra ta đây còn gọi số mệnh tốt vô cùng. Ở trước mặt ta nhưng là xuất hiện một đầu tạo hóa cảnh cửu u băng sư, hơn nữa ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ chết tại đây cửu u băng sư móng vuốt dưới rồi. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh lần thứ hai nói ra, tiểu gia hỏa, con này cửu u băng sư vẫn không có thành niên, nếu như đây là một con sau khi trưởng thành cửu u băng sư, như vậy hôm nay người vẫn đúng là có khả năng sẽ mất mạng. Bất quá, nếu con này cửu u băng sư vẫn không có thành niên, như vậy này đối với ngươi mà nói chính là số mệnh được, chúng ta có biện pháp giúp ngươi thu phục con này cửu u băng sư, ngươi thấy thế nào? Thu phục một đầu tạo hóa cảnh nhị trọng thiên cửu u băng sư. Khi nghe đến bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh lời nói sau, diệp thần phong trong cơ thể tiên huyết không tự chủ sôi trào lên, nếu có một đầu tạo hóa cảnh yêu thú làm bảo tiêu, như vậy đây đối với diệp thần phong tới nói tuyệt đối là nhất cổ thiên đại trợ lực a hát chẳng trách bóng trắng người muốn nói hắn số mệnh được rồi, nhưng Diệp Thần Phong vẫn hỏi một câu, các người thật sự có thể giúp ta thu phục con này cửu U Bang Sư. Tiểu tử, đối với chúng ta tín nhiệm một ít, hai chúng ta sẽ không hại ngươi, ngươi tiểu tử này chính là quá cẩn thận một ít, bất quá, người điểm này ngược lại là cùng năm đó ta phi thường giống, dù sao làm người hay là cẩn thận một ít tuyệt vời A-Hát. Bóng đen người Giang Vận Thiên nói ra, tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi chiếu vào phương pháp của chúng ta đi làm, chúng ta trăm phần trăm có thể làm cho ngươi thu phục cửu U băng sư. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh khẳng định nói. Được, vậy ta nghe các ngươi. Diệp thần phong âm thầm gật gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn hướng trước mặt cách đó không xa đầu kia cửu U băng sư. Này cửu U băng sư thật giống căn bản không thanh diệp thần phong đám người để ở trong mắt, lạnh lẽo trong con ngươi tràn đầy vẻ khinh thường. Lẽ nào chúng ta thật sự yếu ngồi chờ chết sao? Lẽ nào chúng ta liền đứng ở chỗ này chờ chết? Hoàng Sung Nghĩa cực kỳ không cam lòng nói ra. Vậy chúng ta vẫn có thể làm sao bây giờ? Đây chính là một đầu thứ thiệt tạo hóa cảnh cửu U băng Sư A Hát. Chúng ta nơi nào có bản lĩnh từ móng của nó dưới đáy đào tàu? Hạng giết ràng cắn răng nói ra. Lão đại, hôm nay mới vừa vận nhận người cái này lão đại, xem ra huynh đệ chúng ta bốn người yếu cùng đi thượng hoàng tuyền lộ rồi, bất quá, đã đến dưới lòng đất đi, người diệp thần phong trả là lão đại của chúng ta, chúng ta là sẽ không đổi ý được rồi. Hà Bình trong lòng đã không ôm ấp bất kỳ một tia hy vọng. chương 1939, phân số bạo biểu. Ảo ảnh ma hổ, xích huyết lôi báo cùng với theo tới mấy chục con linh thần cảnh yêu thú, Chúng nó khi biết Diệp Thần Phong chính là Long tộc tộc trưởng, sau đó chúng nó cũng đột nhiên lâm vào ngây người bên trong, bất quá, chúng nó trong cơ thể cũng không hề long tộc huyết mạch, Long tộc tộc trưởng dấu ấn đối với chúng nó ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé, dù sao bây giờ Diệp Thần Phong thực lực vẫn là quá yếu rồi, hắn căn bản vô pháp đem Long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong uy thế hoàn toàn thúc phát ra. Đối với Diệp Thần Phong thực lực trước mắt mà thôi, Long tộc tộc trưởng dấu ấn chỉ có thể áp chế nắm giữ long tộc huyết mạch người Long tộc chính là viễn cổ thời đại sơ kỳ bá chủ, khoảng cách bây giờ đã quá mức xa vời, còn nữa long tộc tại đa số người trong mắt đã diệt tuyệt, cho nên ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo các yêu thú, chúng nó rất nhanh liền từ ngây người bên trong phản ứng lại, từng đôi nhìn về phía Diệp Thần Phong trong con người xuất hiện tinh quang. Diệp Thần Phong nếu quả như thật là long tộc tộc trưởng, như vậy ăn Diệp Thần Phong huyết nhục, chẳng phải là đối với tự thân có nhiều chỗ tốt ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo các yêu thú, chúng nó không hẹn mà cùng lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. bọn hắn căn bản không có thanh diệp thần phong để ở trong mắt, dù sao diệp thần phong thực lực chân thật đặt tại đó đây. mà diệp thần phong cũng thu hồi đối bảy màu châu hoang huyết mạch áp chế, đầu kia quỳ trên mặt đất bảy màu châu hoang lập tức đứng lên. nó trước tiên chắn diệp thần phong trước mặt, trong miệng nó quát lớn các ngươi muốn làm gì? nhìn thấy ta long tộc tộc trưởng trả không quỳ xuống tại Diệp Thần Phong đáp ứng để con này bảy màu châu hoang đi theo sau đó nó ngược lại là không chút khách khí cũng đem mình tính vào long tộc hàng ngũ. Đứng ở phía trước nhất ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo. Dĩ vãng hai người bọn họ liên thủ có thể cùng bảy màu châu hoang chiến đấu cái bất phân cao thấp, chúng nó trong lòng đương nhiên sẽ không e ngại bảy màu châu hoang rồi, chúng nó biết khốn thú trong rừng rậm thiên tài địa bảo tại Diệp Thần Phong trên người. Huống hồ Diệp Thần Phong cũng có thể là long tộc tộc trưởng, chúng nó đương nhiên sẽ không buông tha Diệp Thần Phong rồi. Ảo ảnh ma hồ cũng miệng nói tiếng người, thanh âm của nó có phần khàn giọng, người hoặc là cùng chúng ta đồng thời hưởng dụng này cái gọi là long tộc tộc trưởng, hoặc là chúng ta liên thủ đem ngươi cho chu diệt. Xích huyết lôi báo gật đầu phụ họa nói, thằng nhóc loài người này mới chỉ là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, người hướng về hắn lại là quỳ xuống, lại là phục tùng, chúng ta nhưng không ném nổi cái này mặt ngươi chính mình lựa chọn đi ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo đương nhiên cũng biết bọn hắn tại nơi này căn bản là giết không chết diệp thần phong một khi diệp thần phong gặp phải nguy hiểm đến tính mạng cũng sẽ bị tự động truyền thống đi ra bất quá chỉ cần để diệp thần phong tạm thời không có nguy hiểm tính mạng là được rồi chúng nó có thể từng miếng từng miếng nuốt vào diệp thần phong huyết nhục không đúng diệp thần phong căn bản tạo thành nguy hiểm đến tính mạng như vậy Diệp Thần Phong thì sẽ không được tự động truyền đã đưa ra ngoài. Có hai người bọn họ đối phó bảy màu châu hoang, còn lại linh thần cảnh yêu thú có thể đối phó Diệp Thần Phong, trước hết để cho Diệp Thần Phong mất đi nhúc nhích sức mạnh. Ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo phía sau mấy chục con linh thần cảnh yêu thú, chúng nó cũng phi thường khát vọng Diệp Thần Phong huyết nhục, lòng tộc tộc trưởng thịt nhưng là cực kỳ hấp dẫn người. Diệp Thần Phong nghe được ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo lời nói sau, hắn đối với chặn ở trước mặt mình bảy màu châu hoang, hỏi, ngươi có thể đưa chúng nó toàn bộ giải quyết sao? Ta long tộc tộc trưởng thân phận tạm thời còn chưa thể để quá nhiều người biết. Bảy màu châu hoang khá là khí phách gật gật đầu, nói ra tộc trưởng. Ngài yên tâm, nơi này tất cả giao cho lão nghiêu ta. Diệp thần phong trong đầu đột nhiên động một cái, nói ra, ngươi chỉ cần để cho bọn họ toàn bộ mất đi chiến đấu lực là được rồi. Ta muốn tự tay giải quyết bọn hắn. Tuy nói Diệp Thần Phong bây giờ đã đã lấy được một trăm mười mấy vạn phần, nhưng khốn thú trong rừng rậm yêu thú đại quy mô tử vong, nhất định sẽ sẽ để cho Tiêu Vĩnh Chiến biết rõ, chẳng bằng hắn đem giết chết những này yêu thú phân số thu nhập trong túi sách của mình đây. Hắn ở trong lòng đã nghĩ kỹ một phen giải thích, đến lúc đó hẳn là sẽ không gây nên những người khác hoài nghi. Lần này Diệp Thần Phong yếu hoàn toàn kiêu căng một hồi. Bảy màu châu hoang đối với Diệp Thần Phong dặn dò, nó đương nhiên là lập tức đáp ứng. Nó nhìn xem phía trước mặt ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo các loại nóng lòng muốn thử yêu thú. Nó nói ra, lão nghiêu ta hôm nay chỉ các ngươi mở mang ta long tộc huyết mạch power. Này bảy màu châu hoang nhưng là vẫn ẩn núp trong cơ thể một phần nhỏ long tộc huyết mạch. Năm đó bị giam tại khốn thú rừng rậm bên trong, hắn cũng không có kích phát trong cơ thể mình một phần nhỏ long tộc huyết mạch, chỉ lo một khi kích phát, hội cho mình đưa tới nhiều hết mức phiền phức bảy màu rất trên thân bò bảy màu bảo quang lấp lánh liên tục, cổ họng của nó bên trong thâm trầm quát một tiếng, bên trong thân thể thật khí thế như sôi như nước bốc lên, từ trong cơ thể nó tràn ra linh khí, như là sóng nước dập dần tại trong không khí. Bảy màu rất nhiều khí thế trên người trong dây lát tăng vọt, tại toàn thân nó trên da, dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, xuất hiện từng khối từng khối màu sắc rực rỡ vảy, những này phải cùng long lân cực kỳ tương tự. Rất nhanh, bảy màu châu hoang trên người đã bị thất thải long vảy bao trùm lại rồi, bên trong thân thể thật khí thế hồn dày vô cùng, tuy rằng thực lực vẫn cứ dừng lại trên đất thần cảnh bảy tầng đỉnh phong, nhưng lực chiến đấu của nó tuyệt đối là tăng lên trên diện rộng được rồi. Bảy màu châu hoang nhìn xem phía trước mặt rơi vào đờ đẫn ảo ảnh ma hồ cùng xích huyết lôi báo các yêu thú, nó khinh thường nói các ngươi cho rằng liên thủ liền sẽ là lão nghiêu đối thủ của ta. Quả thực là quá ngây thơ rồi, Trước đây ta căn bản không có sử xuất toàn lực, hôm nay liền để cho các ngươi mở mang thực lực của ta." Sức tiếng, bảy màu châu hoang bóng người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trên mặt đất trong nháy mắt bụi đất tung bay, một đạo ánh sáng ở trong không khí nhanh chóng xuyên hành. Ảo ảnh ma hồ cùng xích huyết lôi báo đang nhìn đến bảy màu châu hoang áp dụng công kích sau đó hai người bọn họ trong lòng là càng thêm hoảng sợ rồi. Chúng nó căn bản bắt giữ không tới bảy màu châu hoang thân ảnh rồi. Đợi đến bảy màu châu hoang xuất hiện tại chúng nó trước mặt, chúng nó chỉ có thể bản năng tăng cao thực lực đi chống đối. Nhưng mà, bảy màu châu hoang cũng không hề khiến ra bất kỳ cái gì công kích phức tạp thủ đoạn, chỉ là thân thể mãnh liệt hướng đánh vào ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo trên thân thể. Nhưng vẻn vẹn là đơn giản như thế công kích, ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo quanh thân phòng hộ trong nháy mắt tán loạn trên người của bọn nó tuôn ra từng đoàn từng đoàn xương máu, trên người lập tức trở nên máu thịt be bét, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất là thoi thóp một hơi rồi. Dưới ánh mặt trời, bảy màu rất trên thân bò long lân có vẻ cực kỳ chói mắt. Kích phát rồi trong cơ thể có một phần nhỏ long tộc huyết mạch bảy màu châu hoang, nó sức chiến đấu liền biến được cường hãn như vậy. Nếu như là nắm giữ một nửa long tộc huyết mạch, hoặc là là chân chính long tộc, như vậy hắn sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Tại đơn giản thô bạo để ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo mất đi chiến đấu lực sau, bảy màu châu hoang lập tức đối chung quanh mấy chục con linh thần cảnh yêu thú triển khai công kích, đối phó những này linh thần cảnh yêu thú, bảy màu châu hoang là càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Cái kia từng con linh thần cảnh yêu thú, chúng nó đang nhìn đến ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo kết cục sau đó chúng nó muốn giải tán lập tức, nhưng bảy màu châu hoang căn bản không khiến chúng nó tọa nguyện, cái nào đầu linh thần cảnh yêu thú chạy trước tiên, nó liền trước để cái nào còn yêu thú mất đi chiến đấu lực. Theo thời gian trôi qua, ở đây tất cả yêu thú toàn bộ mất đi chiến đấu lực nằm ở trên mặt đất. Diệp thần phong cũng bắt đầu cuồng liếm phân số rồi, hắn nhưng không có chút nào hội mềm lòng, dù sao những này yêu thú vừa vặn đối với hắn nhưng cũng là lộ ra sát ý, hắn không phải là loại kia kẻ ba phải giết chết hóa thần cảnh bên trên yêu thú, mỗi một lần có thể thu được 10 vạn phân, nói cách khác giết chết linh thần cảnh cùng địa thần cảnh yêu thú, đạt được phân số là giống nhau. Diệp thần phong đầu tiên đi tới ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo trước mặt, đối với cái này hai đầu khốn thú rừng rậm bá chủ cầu xin tha thứ, diệp thần phong là phỏng theo như không nghe thấy. Mất đi chiến đấu lực ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo vốn là không đỡ nổi một đòn rồi, Diệp thần phong dùng thanh vân kiếm trực tiếp đâm xuyên qua hai người bọn họ đầu Chỉ thấy diệp thần phong bên hung ngọc bài lại lấp lánh hai lần Diệp thần phong lần nữa đã lấy được 200.000 phân Đang giải quyết ảo ảnh ma hổ cùng xích huyết lôi báo Sau đó diệp thần phong bắt đầu đối với hắn Dư mấy chục con mất đi chiến đấu lực linh thần cảnh yêu thú động thủ Tay nâng kiếm rơi Một đầu lại một đầu yêu thú được diệp thần phong đâm xuyên qua đầu ngọc bài một mực lấp lánh liên tục. 10 vạn phân, 10 vạn phần liên tục đi lên thêm vào. Linh thần cảnh yêu thú tổng cộng giết chết 40 đầu, nói cách khác Diệp Thần Phong đã lấy được 400 vạn phân, lại tăng thêm hai đầu địa thần cảnh yêu thú, hắn lần này tổng cộng đã lấy được 420 vạn phần. Đương nhiên nếu như thêm vào trước đó lấy được phân số, như vậy Diệp Thần Phong trọn vẹn đã lấy được 530 mấy vạn phần cái này phân số quả thực là bạo biểu tới cực điểm. Ngẫm lại ngũ quang kỳ cùng ô văn thu được hơn một vạn phân, liền để những tông môn khác người cảm thấy thành tích chói mắt, nhưng bọn họ phân số liền diệp thần phong một cái số lẻ cũng không có đến, quả thực là một cái thiên hòa một chỗ khác biệt a hát. Trường 1940, nghịch chuyển, thổ huyết một khắc, khốn thú rừng rậm bên trong, tại đem tất cả yêu thú đều giải quyết xong sau. Diệp Thần Phong một lần nữa đổi lại một cái trường sam màu đen, hắn cũng không muốn khiến người khác nhìn thấy sau lưng của hắn long tộc tộc trưởng dấu ấn rồi. Đầu kia bảy màu châu hoang trên người nó long lân cũng thu hồi trong cơ thể, từ trên người nó tránh qua một tầng hào quang bảy màu. Con này bảy màu châu hoang lập tức hóa tạo thành một ông lão dáng dấp, trên mặt vẻ mặt có chút tái nhợt, đây chính là không thuần huyết mạch cùng thuần khiết huyết mạch khác biệt, nếu như là chân chính long tộc, như vậy sử dụng huyết mạch lực lượng sau đó sẽ không xuất hiện loại này mạnh mẽ tác dụng phụ. Bảy màu châu hoang cung kính đối Diệp Thần Phong gọi một tiếng tộc trưởng. Diệp Thần Phong gật gật đầu, hắn nói ra, về sau ta gọi ngươi nghiêu lão đi. Ngươi thấy thế nào? Diệp Thần Phong sẽ không bởi vì chính mình là long tộc tộc trưởng, liền đem con này bảy màu châu hoang không để vào mắt, nếu bây giờ đã đầu phục hắn, như vậy hắn nên cho con này bảy màu châu hoang nhất định tôn trọng, Bảy màu châu hoang có phần kinh hoàng nói, này nhưng không được a hát. Ngài nhưng là long tộc tộc trưởng. Diệp thần phong khoát tay áo một cái, nói ra, cứ như vậy định rồi, như lão, ngươi có thể cùng ta nói một chút, bên trong cơ thể ngươi vì sao lại có long tộc huyết mạch sao. Thấy diệp thần phong thái độ kiên quyết, bảy màu châu hoang cũng chỉ có thể đủ thôi, bất quá, đối với diệp thần phong tôn trọng, nó trong lòng vẫn còn có chút thụ sủng nhược kinh, nó đối nghiêu lão danh xưng này cũng hết sức thỏa mãn. Nghiêu lão tại trầm ngâm một lát sau, hắn nói ra, tộc trưởng, ta bảy màu man nghiêu nhất tộc, trong cơ thể căn bản là không thể nào có long tộc huyết mạch sinh ra. Hơn nữa ta bảy màu man nghiêu nhất tộc, cả đời thành tựu hết sức có hạn. Bất quá, tại phụ thân ta lúc còn trẻ, hắn trong lúc vô tình xông vào một chỗ hang động, sau đó tại trong hang động không giải thích được ngâm một cái huyết trì, từ đó về sau, phụ thân ta trong cơ thể liền có một phần nhỏ long tộc huyết mạch. Căn cứ phụ thân ta về sau nghiên cứu, ao máu kia có thể là long huyết trì, bên trong huyết dịch đều là long tiên huyết, phụ thân ta cũng không biết trong hang động vì sao lại có một cái long huyết trì. Chỉ. chỉ là sau đó phụ thân ta là ở chỗ đó định cư xuống. Trong cơ thể ta nắm giữ long tộc huyết mạch tự nhiên bởi vì cha của ta rồi. Khi nghe đến Nghiêu Lão giải thích sau, diệp thần phong lâm vào ngắn ngủi trầm tư chỗ kia trong hang động sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện một cái long huyết trì nơi đó rất có thể sẽ tìm tới liên quan với long tộc còn lại huyết mạch đầu mối diệp thần phong sau nhất định muốn dành thời gian đi một chuyến nơi đó diệp thần phong sau đó lại hỏi nghiêu lão người vì sao lại bị giam vào khốn thú rừng rậm nghiêu lão thở dài một hơi nói ra tộc trưởng ngài có chỗ không biết rồi lão nghiêu ta bình sinh liền yêu thích bênh vực kẻ yếu, bởi vì giết mấy cái trung châu tông môn đệ tử, sau đó lão nghiêu ta trong chăn châu mấy cái tông môn cường giả truy sát. Trong quá trình bị truy sát, ta gặp trung châu tiêu ra một vị lão tổ, vị lão tổ kia tốt muốn biết một ít sự tích của ta, hắn để những tông môn khác cường giả cho hắn một bộ mặt, còn hắn thì đem ta thu nhập khốn thú rừng rậm bên trong, đồng thời đáp ứng ta. Chỉ cần ta tại khốn thú trong rừng rậm an phận ở lại 80 năm, hắn liền sẽ thả ta đi ra, bây giờ ta đã ở chỗ này bốn người năm rồi. Nói đến, vị kia tiêu ra lão tổ đối lão nghiêu ta đã rất tốt, nếu như không có gặp phải hắn, như vậy cho dù lúc trước không quan tâm bạo. Lộ kích phát huyết mạch lực lượng, ta khả năng cũng sẽ chết ở mấy vị kia cường giả trên tay, dù sao thực lực của bọn họ cao hơn ta suốt nhiều lắm. Diệp thần phong đối nghiêu lão trả lời trả là vô cùng hài lòng, hắn nói ra, người đã đi theo ta. Như vậy ta liền đem ngươi mang đi ra ngoài đi." Ngưu mắt già con ngươi trợn lên to lớn, nói ra "Tộc trưởng, ngài có thể đem ta mang đi ra ngoài." Tại tỉnh táo lại sau đó Ngưu lão cũng mới phản ứng được vị này Long tộc tộc trưởng thực lực chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Diệp Thần Phong đương nhiên là muốn đem Ngưu lão đưa vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, như vậy là hắn có thể đủ thuận lợi đem Ngưu lão mang đi ra ngoài rồi. Diệp Thần Phong nói ra, Ngưu lão sau đó ngươi sẽ phải chịu nhất cổ sức lôi kéo ngươi không cần làm bất kỳ dãy ruộa yếu thuận theo nguồn sức mạnh kia muốn đem so với thực lực mình mạnh người đưa vào tiểu thế giới dù sao muốn đối phương phối hợp nếu như đối phương không phối hợp thì không cách nào đem hắn đưa vào bên trong tiểu thế giới tại nghiêu lão đồng ý sau đó diệp thần phong đáp ở nghiêu lão vai thần niệm hơi động nghiêu lão lập tức cảm thấy nhất cổ sức lôi kéo bất quá Hắn không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng. Một giây sau, Diệp Thần Phong cùng Nưu lão liền tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Tại đi tới tiểu thế giới sau đó cảm thụ trong đó linh khí nồng nặc, Nưu lão trong nháy mắt có phần thất thần. Tại Diệp Thần Phong cho Nưu lão giải thích, tiểu thế giới này là hắn chúa tể, Nưu lão đối với Diệp Thần Phong là càng thêm cung kính. Diệp Thần Phong không có đi hướng về bên trong tiểu thế giới người nhà mình địa phương hắn tại tiểu thế giới mặt khác một chỗ giúp Nghiêu Lão đảo bới một hang núi, để Nghiêu Lão tạm thời ở nơi này nghỉ ngơi, các loại sau hắn tại thanh người nhà của mình giới thiệu cho Nghiêu Lão. Dù sao Diệp Thần Phong cùng Nghiêu Lão mới mới vừa quen, tuy nói hắn có thể đủ áp chế Nghiêu Lão huyết mạch trong cơ thể, nhưng hắn vẫn là không quá yên tâm đem người nhà giới thiệu cho Nghiêu Lão đây. Đọc truyện với Hang núi này khoảng cách Diệp Thần Phong người nhà chỗ ở địa phương có một khoảng cách lớn, Diệp Thần Phong hội thời khắc đều chú ý trong tiểu thế giới tình huống, chỉ cần Ngưu Lão có nguy hiểm gì cử động, hắn liền sẽ lập tức đánh chết Ngưu Lão. Dù sao Diệp Thần Phong là tiểu thế giới chúa tể, chỉ cần đi vào tiểu thế giới người, mặc kệ thực lực của đối phương cường hãn bao nhiêu, hắn đều có thể ung dung giải quyết. Tại đem Ngưu Lão an bài xong sau đó Diệp Thần Phong liền rời đi tiểu thế giới, lần nữa về tới khốn thú rừng rậm bên trong. Diệp thần phong đem bên hông ngọc bài nắm trong tay, hắn cũng muốn rời khỏi khốn thú rừng rậm. Giao Long Thành trên quảng trường Hết thảy tông môn phân số đều thống kê xong rồi, người ở chỗ này nguyên tưởng rằng Diệp thần phong rất nhanh sẽ ra tới, nhưng chờ mãi đều không chờ được đến Diệp thần phong xuất hiện. Kim gia lão tổ kim khang hồng, sự kiên nhẫn của hắn lại tại biến mất rồi, hắn đối với tiêu vĩnh chiến, nói ra, bây giờ khốn thú trong rừng rậm chỉ còn dư lại thanh nguyệt tông tên tiểu tử kia rồi, sẽ không phải là ngọc bài không có phát huy tác dụng, hắn chết tại khốn thú trong rừng rậm đi nha. Thấy tiêu vĩnh chiến không có để ý ý của hắn, Kim Khang Hồng lại đem ánh mắt nhìn về phía tiết huyền tình đám người, ngữ khí bất thiện nói các ngươi không nên làm tiếp vùng vẫy giấy chết rồi, ta hiện tại liền cho các ngươi một cơ hội, ta đã không muốn chờ đợi thêm nữa. Nếu như các người nguyện ý hiện tại bó tay chịu trói lui ra thiên huyền thịnh biển, như vậy ta có thể cho các ngươi thanh nguyệt tông thoải mái một chút được rồi kết. Tiết huyền tình đôi mắt đẹp lạnh lẽo một mảnh, dương hạo thiên đám người là khó chịu chừng lên kim khang hồng. Một bên tuyết nguyệt gốc bên trong tô băng vân, người lông mày chăm chú nhíu, dưới cái nhìn của nàng diệp thần phong sớm nên yếu ra tới. Kim khang hồng thấy tiết huyền tình mấy người cũng không để ý tới hắn, trong lòng của hắn lửa giận trưng vọt lên, trào phúng nói các ngươi chẳng lẽ còn tại ôm ấp may mắn sao. Chỉ dựa vào một cái chỉ là niết bàn cảnh tiểu tử, hắn không thể thu được hơn 3.000 phân, tiếp cận 4.000 phân, các ngươi thanh nguyệt tông thì không cách nào chen vào người thứ ba rồi. Tại Kim Khang Hồng nói xong không bao lâu, một bóng người xuất hiện tại trên quảng trường, người này chính là từ khốn thú trong rừng rậm đi ra ngoài diệp thần phong rồi. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong xuất hiện sau đó Kim Khang Hồng cười lạnh nói, Thanh Nguyệt Tông giờ chết đến rồi, không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể kiên trì lâu như vậy. Trên người được dậm gãy đầu khớp xương ngũ quang kỳ cùng ô văn, hai người bọn họ tức giận trừng lên Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của bọn họ mình bị yêu thú dẫm đạp, này cùng Diệp Thần Phong tuyệt đối không tránh khỏi có quan hệ. Ngũ quang kỳ giấy ruộng đứng lên, quát lên, tiểu tử, người tự đợi đến chết đi còn không đi thống kê ngươi phân số, ta nhưng là đã lấy được một vạn 2,530 phần. Ô văn đối diệp thần phong phẫn nộ càng thêm rồi rào, hắn khinh thường nói, tiểu tử, ta nhất định phải tự tay giết chết ngươi, ta một người lấy được phân số là 11,000300 phân, ngươi đã lấy được mấy chục phân. Vẫn là mấy trăm phần, liền để cho chúng ta đến mở mang tầm mắt đi. Tiêu Vĩnh Chiến nhìn xem xuất hiện Diệp Thần Phong, hắn vi vi thở dài nói, thanh ngọc bài của ngươi để vào bia đá rãnh bên trong. Diệp thần phong hướng về bia đá đi đến, đối mặt tiết huyền tình đám người căng thẳng, diệp thần phong chỉ là báo dĩ một vệt mỉm cười. Tuyết nguyệt cốc trưởng lão trương nhớ mai, người lạnh lùng nói, kết quả đã sớm đã chú định, thanh nguyệt tông nhất định sẽ bị loại bỏ, sau đó được huyền châu kim ra tiêu diệt. Kim Khang Hồng, thành chủ vương lập nguyên, thông thiên kiếm tông ngũ vạn phong cùng ngũ quang kỳ hai cha con họ, tuyệt mệnh cốc ô bằng thành hòa ô văn hai cha con họ. Ở đây những tông môn khác, ánh mắt của bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm bia đá, bọn hắn đã tại chờ đợi Diệp Thần Phong trở thành chuyện cười thời khắc. Diệp Thần Phong đem ngọc bài để vào rãnh bên trong, tại trên tấm bia đá tránh qua một tầng hào quang thời điểm, Kim Khang Hồng không nhìn thấy kết quả, hắn đã không kịp chờ đợi mở miệng, thanh nguyệt tông, các người chịu chết đi. Ô Văn cũng đúng Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, người cho rằng phân số có thể cao hơn chúng ta. Người ít nằm mơ, mạng của người ta muốn rồi. Nhưng là, sau một khắc, trên bia đá cho thấy Diệp Thần Phong phân số 536.5700 phân. Trong phút chốc, ở đây thanh âm vô ảnh vô tung biến mất rồi. Cái này trói mắt phân số trực kích tâm linh của mỗi người, Kim Khang Hồng cùng Ô Văn đám người trong nháy mắt há to miệng bọn hắn nguyên bản vốn đã đều muốn động thủ rồi, nhưng hôm nay lại mạnh mẽ đem hắn động thủ kích động nén trở về. Bọn hắn thiếu một chút đều bị kinh sợ đến mức hộp máu. 536 vạn 5,700 phân. Diệp Thần Phong một người dĩ nhiên được rồi nhiều như vậy phân. Hơn nữa Diệp Thần Phong chỉ là một cái niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tiểu tử. Này, điều này sao có thể? Tình thế đột nhiên nghịch chuyển, ở đây tất cả mọi người lâm vào vô tận trong khiếp sợ. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 97.